đồ đệ của ta đều là trùng phản diện. Chương 1581 đến Đô Thành. Nơi xa, Tần Nhân Việt ném thi thể Tần Đức xuống đất, chắp tay nói, Lục huynh, cũng may Tần Đức chưa gây ra sai lầm lớn, đáng tiếc là hắn đã chết rồi, không cách nào bồi tội với ngươi. Lục Châu nói, chuyện này tốt nhất đừng để xảy ra nữa, Lục huynh yên tâm. Tần Nhân Việt đáp, Lục Châu bay về phía Phi Liễn. Đám người Ma Thiên các tuần tự bay theo, Tần Nhân Việt đột nhiên nói, Lục huynh, hay là đến đạo trường của ta đàm đạo, có chuyện gì? Lục Châu nghi hoặc hỏi, Tần Nhân Việt nói, hiện tượng mất cân bằng đang tăng lên, Thanh Liên giới trông như bình thản nhưng kỳ thực cũng rất lo lắng, gần ngàn năm nay, đây là lần đầu tiên xảy ra mất cân bằng, mà cũng là lần nghiêm trọng nhất, trước đây cân bằng giả sẽ nhúng tay, nhưng lần này lại không có lấy một người xuất hiện. Lục Châu nghĩ tới Lam Hy Hòa, chẳng phải nàng ta vừa mới nhúng tay vào việc của Bạch Tháp đó sao? Nhưng lời này hắn không thể nói, Lục Châu hỏi, ngươi rất e ngại cân bằng giả, e ngại thì không hẳn, chỉ là trên đời này rất khó có ai kháng cự được cân bằng giả. 30.000 năm trước phía đối diện xuất hiện một vị chân nhân kinh tài tuyệt diễm, rốt cuộc vẫn bị cân bằng giả mang đi. Tần Nhân Việt nói, chân nhân kinh tài tuyệt diễm, đáng tiếc ta không có qua lại với hắn, chỉ nghe nói chứ chưa từng gặp mặt. Nói tới cũng thật trùng hợp, hắn cũng họ Lục. Tần Nhân Việt nói, Lục Ly nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, rất muốn nói một câu xa tận chân trời gần ngay trước mắt, nhưng nghĩ tới lời Lục Châu dặn dò bèn nhìn xuống, gật đầu nói, người này quả thật kinh tài tuyệt diễm, ngươi biết hắn. Tần Nhân Việt hỏi, Nhan Chân Lạc cười nói, Lục chân nhân chính là tổ tiên của Lục Ly, tổ tiên, trong lòng Tần Nhân Việt chấn kinh. Ma Thiên Các đúng là ngọa hổ tàng long. Trước có cao thủ giết chết Tần Đức, sau lại có hậu duệ của chân nhân, bản thân các chủ lại có thể chiến thắng chân nhân, đánh bại cao thủ đẳng cấp Trấn Nam Hầu và Thiên Ngô, hảo hán không nhắc tới chuyện quá khứ. Lục Ly kiêu ngạo nói, cửu ngưỡng, cửu ngưỡng. Tần Nhân Việt đáp, Lục Châu hỏi, cân bằng giả có rất nhiều, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, một phương thiên địa có ít nhất một cân bằng giả, bọn hắn đến từ Thái Hư, chưởng khống thiên địa. Một khi có nhân tố nào xuất hiện ảnh hưởng đến sự cân bằng, bọn hắn sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để tiêu trừ những nhân tố này, Thái Hư rốt cuộc ở đâu? Minh Thế Nhân nói, Tần Nhân Việt lắc đầu, ta cũng không biết, chỉ có thể khẳng định là Thái Hư chắc chắn có tồn tại. Lục Châu nói, hôm nay lão phu còn có việc, ngày khác trò chuyện tiếp, Tần Nhân Việt lộ vẻ luyến tiếc. Được, vậy ngày khác trò chuyện, bốn vị trưởng lão Diệp Duy đồng loạt đi tới, chắp tay đưa tiễn. Lục Châu nhìn hắn, thản nhiên nói, Diệp Duy, ngươi tự giải quyết cho tốt, đa tạ Lục các chủ. Lục Châu xoay người bay vào Phi Liễn, đám người Ma Thiên Các bay lên đáp xuống bong tàu. Phi Liễn quay đầu bay về phương xa, lúc này, bốn vị trưởng lão mới thở vào một hơi, ngồi phịch xuống đất. Tần Nhân Việt nhìn đám người Diệp Duy rồi nói, tuy ta và Nhạn Nam Thiên bất hòa, nhưng Diệp Chính đã chết, sau này mâu thuẫn giữa chúng ta xem như xóa bỏ. Đám người Diệp Duy và các đệ tử Nhạn Nam Thiên trầm mặc không nói. Tại thời điểm này không bỏ đá xuống giếng đã là đáng quý, Tần Nhân Việt không lưu lại, mang theo thi thể Tần Đức và đám đệ tử Tần gia rời khỏi Nhạn Nam Thiên. Trên bầu trời, Phi Liễn đang phi hành với tốc độ thần tốc. Lão tiên sinh, chuyện của Nhạn Nam Thiên đã được giải quyết, ngài không cần gấp gáp trở về bí ẩn chi địa, hay là đến chỗ ta làm khách đi. Triệu Dục nói, nhà ngươi. Hàm Dương Thành. Lục Châu nghi hoặc hỏi, ách, ta không ở Đô Thành. Triệu Dục nói, nhưng mà đi Hàm Dương cũng được, ta cũng có một phủ đệ ở đó. Trong lúc đang nói chuyện, Lục Châu bỗng nghe tiếng hệ thống thông báo, tin, được 105.050 người lễ bái, thu hoạch 105.050 điểm công đức, đột nhiên thu hoạch được nhiều điểm công đức như vậy, quả là ngoài ý muốn. Lục Châu đột nhiên suy tư, tiếp theo có lẽ hắn phải mang các đồ đệ còn lại đến thiên khải chi trụ khác để thu được tán đồng, tựa như Minh Thế Nhân được thiên khải chi trụ trong ngung trung tán đồng, tốc độ tu hành tăng mạnh, nhưng không thể trông đợi vào may mắn được. Chỉ một quái vật như Trấn Nam Hầu đã vô cùng khó đối phó, ngay cả Thác Bạc Tư Thành 20 mệnh cách còn không là đối thủ. Trước khi đến đó, phải tích lũy thật nhiều điểm công đức mới được. Thôi được, vậy thì đi Đô Thành một chuyến. Lục Châu nói, Triệu Dục mừng rỡ chắp tay, đa tạ lão tiên sinh nể mặt. Minh Thế Nhân cao mày nói, ngươi không có mưu đồ gì khác đó chứ. Triệu Dục lúng túng nói, ta đúng là có một yêu cầu quá đáng, trên đời không có bữa trưa miễn phí. Sư phụ, gia hỏa này không đáng tin. Hay là để đồ nhi dạy dỗ hắn một trận. Minh Thế Nhân nói, thái độ của Minh Thế Nhân rất khác thường. Lục Châu hiểu rõ Minh Thế Nhân, hắn không phải là người làm việc lỗ mãn, đây là phong cách của Đoan Mục Sinh mà, không được hồ nháo. Lục Châu nói, Minh Thế Nhân đành trừng mắt liếc Triệu Dục một cái,
Triệu Dục nói, Minh Huynh đừng tức giận. Thật không dám giấu giếm, mẫu thân của ta mắc một loại quái bệnh, quanh năm đều phải nằm liệt giường không dậy nổi. Mấy năm nay bệnh tình càng lúc càng trở nặng, y sư nói chỉ có hỏa liên, tuyết liên và huyết nhân tham trong bí ẩn chi địa mới trị được bệnh này. Ba loại đồ vật này cực kỳ trân quý, ta sợ có một đám chuột muốn ăn vụng. Nếu lão tiên sinh có thể đến hàng xá làm khách, mẫu thân ta xem như được cứu rồi, thật chứ? Minh Thế Nhân nhìn hắn với vẻ mặt nghi hoặc, nếu ta dám nói láo, ông trời cứ phạt ta chết không có chỗ chôn, sinh nhi tử không có lỗ đuyết, coi như ngươi lợi hại. Ta tin. Minh Thế Nhân nói, phi liễn điều chỉnh phương hướng chậm rãi bay về phía đô thành Đại Cầm. Lục Châu hỏi, ngươi đến từ vương thất mà còn sợ chuột sao, không ngại bị lão tiên sinh cười chê, trong vương thất, ngươi càng trung thành người ta càng không tin ngươi. Hay, Lục Châu nói, lão phu có một tai mắt, tên là Giang Ái Kiếm, kỳ thực hắn và ngươi giống nhau đến mấy phần. Giang Ái Kiếm, tên thật là Lưu Trầm, là tam hoàng tử hoàng thất Đại Viêm, hoàng thất nội đấu, toàn bộ 1000 người trong cung hắn đều chết sạch, chỉ còn lại mình hắn lưu lạc trong dân gian. Minh Thế Nhân thở dài nói, đó đúng là một gia hỏa khiến người ta ghét, không nhắc thì thôi, vừa nhắc đã thấy nhớ. Khi nào về phải tìm hắn đi uống rượu mới được. So sánh một phen, Minh Thế Nhân vẫn thấy Giang Ái Kiếm thuận mắt hơn Triệu Dục nhiều. Phi liễn bay vào biển mây, Lục Châu không tiếp tục trò chuyện mà tập trung vào thẻ đạo cụ. Điểm công đức, 387.810 điểm, Lục Châu mua 9 tấm thẻ hàng cách, lại mua 4 tấm thẻ kết hợp. Sau khi hợp thành một tấm thẻ hàng cách cường hóa cao cấp, điểm công đức chỉ còn lại 73.810 điểm, thoáng chốc đã nghèo khố rách áo ôm, nếu hiệu quả không đủ tốt. Sau này hắn không thèm mua thẻ nữa mà cứ dốc hết vào thú chi tinh hoa cho Bạch Trạch ăn. Lục Châu lấy thẻ phục chế ra, mặc niệm, phục chế, tiên, phục chế thành công. Tấm thẻ phục chế tinh xảo trong tay đã trở thành thẻ hàng cách cường hóa cao cấp, giống hệt như bản gốc. Thẻ hàng cách cường hóa cao cấp bản phục chế, có xác suất thu hoạch được hai mệnh cách cao cấp nhất của mục tiêu. Giới hạn mục tiêu dưới cấp thánh nhân. Dưới thánh nhân, trước đó thẻ đạo cụ không hề có hạn chế, nhưng bây giờ lại có. Theo lý luận bảo toàn pháp tắc, tất cả năng lượng đều đến từ một chỗ, vậy những tấm thẻ đạo cụ này lấy năng lượng từ đâu? Chẳng lẽ có một vị đại năng nào đó ẩn trong bóng tối giúp đỡ lão phu? Lục Châu đứng dậy, ngắm nhìn bốn phía. Tam đại thần thông thiên nhãn, thính lực và khứu giác đồng thời mở ra, một cổ năng lượng đặc thù ba động xuất hiện bao trùm bốn phương tám hướng. Một chút gió thổi cỏ lay đều truyền vào tai vào mắt Lục Châu, ngoại trừ một đám phi cầm vỗ cánh bay lượn thì không có động tĩnh gì khác. Lục Châu thu hồi thần thông thiên thư, khẽ lắc đầu. Nhận ra mình nghĩ hơi nhiều, làm xong mọi việc cần làm, Lục Châu lại mặc niệm thần thông để quan sát chư hồng cộng, có thể thu hoạch được nhiều điểm công đức lễ bái như thế, ngoài chư hồng cộng ra thì không còn ai khác. Hình ảnh hiện ra, Lục Châu nhìn thấy chư hồng cộng đang ngồi trên một chiếc ghế tỏa kim quang lóng lánh. Tái Hồng ngồi ngay bên cạnh hắn, trong đại điện, văn võ bá quan đều cung kính không người, hiền đệ, trẫm nhớ ngươi muốn chết. Ngươi vừa trở về đã giải quyết nguy cơ cho Đại Khánh, đúng là phúc tinh của chúng ta nha. Tái Hồng vỗ vai chư Hồng Cộng nói, chư Hồng Cộng bật cười ha hả, đều là tiện tay mà thôi. Sau khi ta đi cũng rất nhớ nơi này, hôm nay trở về cảm giác như vừa được về nhà vậy. Rất dễ chịu, vừa nói hắn vừa lộ ra vẻ mặt thỏa mãn. Tái Hồng nói, lần này hiền đệ trở về thì đừng đi nữa, không đi. Chư Hồng Cộng đáp, vậy thì tốt quá, trẫm đã lệnh cho người xây hành cung cho hiền đệ, từ nay về sau đệ cùng trẫm song song bình tọa, xem như thân huynh đệ, đệ thấy thế nào? Tái Hồng nói, vậy sao được, ai dám kháng chỉ của trẫm. Hơn nữa, hiền đệ là thánh chủ, làm ra rất nhiều cống hiến cho Đại Khánh, được ngàn vạn dân chúng ủng hộ, thiếu điều muốn dâng ra hoàng vị luôn rồi. Tái Hồng lại nói, sau khi hiền đệ đi, hoàng muội của trẫm cả ngày không buồn ăn uống. Nay hiền đệ trở về, trẫm tự mình chủ hôn, thành toàn cho hai người các ngươi, đệ thấy có được không? Chư Hồng Cộng đứng lên, cười híp mắt như trăng khuyết. Hắn vừa định đồng ý, chợt nghe thấy trong đám văn võ bá quan truyền tới thanh âm, bác tiên sinh, chúng ta còn có chính sự phải làm, ngươi không thể hồ đồ như thế, người vừa lên tiếng chính là Triệu Hồng Phất đi cùng hắn đến đây, vị này là... Tái Hồng nghi hoặc hỏi, Triệu Hồng Phất cô nương đây là tùy tùng của ta. Chư Hồng Cộng nói, Tái Hồng nhíu mày. Chỉ là một tùy tùng mà lại dám dùng giọng điệu này để nói chuyện với thánh chủ, Triệu Hồng Phất nghe vậy, cao mày nói, bác tiên sinh, lúc xuất phát ngươi đâu có nói như vậy. Chư Hồng Cộng tiện tay vung lên, giam nàng ta lại đi, tiểu tùy tùng của ta có chút vấn đề về đầu óc. Vâng, Triệu Hồng Phất, chấm chấm chấm. Triệu Hồng Phất rốt cuộc cũng được lĩnh giáo khả năng trở mặt như trở bánh tráng của Chư Hồng Cộng, khiến người ta nhìn mà than thở. Chư ca,
hai huynh đệ chúng ta đồng hành mà đi, ngươi không thể đối xử với ta như vậy, còn đứng ngay ra đó làm gì, bắt nàng ta lại. Đến nam hay nữ còn không phân biệt được, đầu óc càng lúc càng hồ đồ rồi. Chư Hồng Cộng phất phất tay, mấy tên thị vệ bên ngoài đại điện lập tức đi vào. Nhưng bọn hắn đều là kẻ yếu, ở trước mặt Triệu Hồng Phất chẳng chịu nổi một chiêu, Triệu Hồng Phất vung liên hoàn cước, đá bọn hắn bay ngược ra ngoài, Tái Hồng nhíu mày, đành nhìn sang Chư Hồng Cộng cầu trợ giúp, Chư Hồng Cộng chỉ vào Triệu Hồng Phất nói, Triệu Hồng Phất, lão hổ không phát uy thì ngươi coi ta là mèo bệnh sao, vừa nói hắn vừa đi xuống bậc thang, phun ra hai ngụm nước bọt, Triệu Hồng Phất lui về sau nói, ta cảnh cáo ngươi, ngươi mà đánh ta thì ta sẽ mách với thất tiên sinh đó. Đừng lại đây nha, ngươi mách đi, ta chỉ là không muốn chấp nhặt với huynh ấy thôi, chứ nếu mà đánh thật, ta có thể đánh huynh ấy như tử. Chư Hồng Cộng tiếp tục tiến về phía trước, cửa đại điện đóng lại, văn võ bá quan tránh sang hai bên. Chư Hồng Cộng mỉm cười nói, dù sao ngươi cũng phải để ta hưởng phúc mấy ngày đã chứ, đúng không nào? Ở đây cách xa như vậy, bọn hắn làm sao mà biết được, Triệu Hồng Phất nói. Hiện tượng mất cân bằng đã rất nghiêm trọng rồi, Hoàng Liên giới lại có vô số hung thú, lỡ như, Chư Hồng Cộng bẻ ngón tay rong rốt, không có lỡ như gì cả, trời sập đã có sư phụ ta gánh. Hắc hắc, ngươi không nghe lời ta, vậy ta cho ngươi nếm mùi lợi hại, Chư Hồng Cộng dậm chân lao vọt về phía trước, huy quyền đánh ra, quỳ xuống, phịch, Chư Hồng Cộng quỳ phịch xuống sàn nhà bóng loáng, thân thể theo quán tính trượt dài về phía trước, đám thị vệ và hoàng đế Tái Hồng, chấm hỏi, Triệu Hồng Phất, hỏi chấm. Trong đại điện lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều ngây người mất một lúc, cho là mình bị hoa mắt. Sau đó bọn hắn dụi dụi mắt, cuối cùng trợn tròn mắt nhìn. Thánh chủ mà bọn hắn kính sợ đúng là đang quỳ, chuyện này, nụ cười trên mặt Chư Hồng Cộng đã cứng lại ngay giây phút hắn quỳ xuống, hai mắt nhìn về phía cửa điện, ảo giác, lãng tai, Chư Hồng Cộng hung hăng tự nhéo mình một cái. Không phải nằm mơ, có lẽ do bóng ma tâm lý sư phụ gây ra quá sâu nên hắn rốt cuộc gặp ảo giác giữa ban ngày rồi. Chư Hồng Cộng vừa định đứng dậy, bên tai lại truyền tới thanh âm, quỳ xuống, thanh âm trầm thấp mà có lực, tựa như vọng tới từ đáy vực sâu, chấn nhiếp nhân tâm, Chư Hồng Cộng trừng to mắt, toàn thân chấn động, a, à. Sư phụ, hắn dập đầu mấy cái, cao giọng nói, đồ nhi vừa rồi chỉ nói đùa thôi. Đồ nhi cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ, thánh chủ chẳng còn một chút uy nghiêm nào. Tái Hồng dù sao cũng là vua của một nước, thấy Chư Hồng Cộng không để ý hình tượng mà quỳ bái cũng cảm thấy rất mất mặt. Nhưng lại không dám nói gì, Triệu Hồng Phất gãi gãi đầu, mộng bức nói, bác tiên sinh, ngài thật là hài hước, ta còn tưởng là ngài muốn bắt ta thật chứ, thì ra chỉ là nói đùa, Chư Hồng Cộng cười nói, ta chỉ sợ Triệu cô nương rời xa quê hương nên không quen, cố ý chọc cho ngươi vui mà thôi, Triệu Hồng Phất rất là cảm động, vẫn là Chư ca tốt với ta. Thất tiên sinh cả ngày nghiêm túc thận trọng, chỉ biết cắm mặt nghiên cứu đồ vật rồi giao nhiệm vụ, mệt chết ta rồi, chỗ Lục tiên sinh thì ta có qua một lần. Nàng cũng suốt ngày lạnh lùng không chút vui vẻ, Ngũ tiên sinh còn khoa trương hơn, ta cảm giác nàng còn giống hoàng đế hơn bất kỳ ai. Ách, ta nói xấu sau lưng mọi người như vậy có phải là không thích hợp, Chư Hồng Cộng, chấm chấm chấm, Triệu Hồng Phất nói, nơi này rất tốt, không ngờ bác tiên sinh lại có uy tín ở đây như vậy. Ngươi nhất định không được quên huynh đệ ta nha, huynh đệ, ngươi là một cô nương, suốt ngày xưng huynh gọi đệ có thấy kỳ không hả, Chư Hồng Cộng không còn lời gì để nói, quyết định như vậy đi. Ngươi cho ta một chức quan để hưởng phúc với. Triệu Hồng Phất hăm hở nói, Tái Hồng thấy vậy, vỗ tay nói, thì ra hiền đệ đang đùa để Triệu cô nương vui vẻ. Hiền đệ độ lượng khiến trẫm cảm thấy xấu hổ. Lòng dạ của đệ thật là bao dung, là phúc của Đại Khánh A, Tái Hồng lại nói, Triệu cô nương nghe chỉ, vừa dứt lời, Chư Hồng Cộng đột nhiên tiến tới tóm lấy Triệu Hồng Phất, đùa là đùa, không thể coi là thật. Chúng ta còn có chuyện quan trọng phải làm, a cái gì mà a? Trong vòng nửa tháng phải hoàn thành xong phù văn thông đạo đó. Chư Hồng Cộng nói, Triệu Hồng Phất, chấm chấm chấm, hoàng đế Tái Hồng cũng không phản bác được, hiền đệ, đệ xoay chuyển nhanh quá, trẫm không theo kịp tiết tấu nha. Lục Châu thu hồi thần thông, tâm tính lão bác rất bất định, không có Lục Ly ở bên cạnh giám sát hắn dễ trở nên lười nhác. Phải bảo lão thất nhìn chằm chằm hắn mới được, Lục Châu nín hơi ngưng thần, tiến vào trạng thái tu luyện, trên bong tàu. Triệu Dục chỉ tay về phía Ngô Thượng Nhung và Vu Chính Hải đang đứng sóng vai, tò mò hỏi, đại sư huynh và nhị sư huynh vẫn luôn như vậy sao, quen là được. Minh Thế Nhân nói, Triệu Dục cười nói, đại cầm có không ít cao thủ kiếm đạo, tại Đô Thành cũng có một người, Ngô Thượng Nhung nghe vậy, lập tức cảm thấy hào hứng hỏi, cao thủ kiếm đạo, Triệu Dục gật đầu, hắn tên là Bạch Ất, đến từ Tịnh Đế Thanh Liên, về sau bị đồng hóa,
đi theo Khâu đạo nhân học tập kiếm thuật, trở thành đại tướng quân nổi danh nhất Đại Cầm. Xin hỏi kiếm thuật của hắn như thế nào? Nếu không luận tu vi, chỉ luận kiếm thuật, e là khắp Đại Cầm cũng không ai so được với hắn. Triệu Dục đánh giá người này rất cao, Ngô Thượng Nhung mỉm cười nói, nếu có cơ hội, ta nhất định phải bái phỏng. Vốn tưởng rằng người trong Ma Thiên Các đều rất khó lôi kéo làm quen, không ngờ Ngô Thượng Nhung lại ôn hòa hữu lễ như vậy. Triệu Dục tự giác đặt mình ngang hàng với Minh Thế Nhân, nghiêng đầu nói, nhị sư huynh ăn nói phi phàm ghê. Minh Thế Nhân lườm hắn, nói nhảm. Vu Chính Hải bỗng nói xen vào, thế có cao thủ đao pháp không? Việc này Tây tướng quân cũng có biết một hai. Triệu Dục đáp, vậy thì thôi đi. Hạng người bất nhập lưu rất khó bước vào nơi thanh nhã. Triệu Dục lúng túng nói, đao pháp của Tây tướng quân chưa chắc là thiên hạ đệ nhất, nhưng cũng không phải hạng tầm thường. Hắn từng mang đao đi khắp Bắc Bộ sa mạc, lại đến Trung Châu chém giết mấy vạn phản quân. Đao pháp phải luyện từ trong máu tươi mới có ý nghĩa. Tây tướng quân không thích loại luận bàn chú trọng vào hình thức. Hắn nói, đao pháp không thể giết người đều là thứ vô dụng, có xếp hạng cao cũng chỉ là trò hề cho thiên hạ mà thôi. Lời này rất đúng. Vu Chính Hải gật đầu, nếu có cơ hội ta cũng muốn luận bàn với hắn một phen. Việc này e là không được, Triệu Dục nói, hắn không thích luận bàn, chỉ luyện thuật giết người. Vậy thì thật đáng tiếc, ta không thể vì muốn chứng minh đao pháp của mình mà giết người ta được. Thôi vậy. Vu Chính Hải lắc đầu. Lúc này, tên thuộc hạ cầm lái chỉ tay về phía trước nói, Triệu công tử, chúng ta đến rồi. Triệu Dục gật đầu, các vị, đã đến thành Hàm Dương. Đám người lần lượt bước ra bong tàu, nhìn xuống dưới. Tiểu Diên Nhi và Hải Loa cũng hưng phấn chạy ra xem. Phi Liễn hạ thấp độ cao khiến bách tính và tu hành giả xung quanh đều ngẩng đầu nhìn lên. Phi Liễn bay thẳng về phía một tòa biệt viện tại thành Nam. Trời chạng vạng tối, đám người Ma Thiên Các được an bài thỏa đáng. Lục Châu tiếp tục ở trong phòng tu luyện để vững chắc cảnh giới 13 mệnh cách. Hắn không sử dụng trấn thọ thung vì phàm nhân không cách nào chống cự lực lượng của nó, rất nhanh bọn họ sẽ bị nó hút sạch thọ mệnh. Một thân ảnh lướt ra khỏi biệt uyển, bóng người phiêu hốt bất định, phàm nhân không cách nào nhìn thấy được, chỉ trong giây lát đã bay hơn 10 dặm, rời khỏi biệt uyển bay ra đến một khu vực quạng quẽ rách nát tại thành Bắc. Nơi này là một tòa phủ đệ cũ nát, dưới đất mọc đầy rêu xanh, dây leo chằng chịt. Bóng người kia dừng ở cửa vào thật lâu, nhìn bảng hiệu phía trên đã mục nát đến sắp vỡ vụn. Trên bảng hiệu chỉ có một chữ Mạnh mơ hồ, bóng người nhảy vào trong phủ đệ, thân ảnh nhẹ như yến. Bên trong mọc đầy cỏ dại cao sắp vượt đầu người, nhưng có một lối đi nhỏ dẫn vào bên trong, có người, bóng ảnh lướt đi trên con đường nhỏ, đi tới trước cửa nhà chính. Nhà chính không có cửa gỗ, cũng không có cửa sổ, nóc nhà thủng lỗ chỗ. Bên trong truyền tới tiếng sột soạt và tiếng ngáy khò khò, bóng ảnh nhìn vào trong, khẽ lắc đầu, thì ra là một tên ăn mày, người ăn mày kia rất nhạy cảm. Hắn chẹp chẹp miệng tỉnh giấc, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, ai vậy, người qua đường, muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi, tự tìm chỗ ngủ đi, đừng quấy rầy ta, người ăn mày nằm bẹp xuống tiếp tục ngủ. Bóng người không tiến vào mà hỏi, người ở đây bao lâu rồi, người ăn mày hít mắt nhìn bóng người đứng ngoài cửa, không có vẻ gì là sợ hãi, muốn vào thì vào đi, lằng nhằng, quấy rầy giấc ngủ của ta. Bóng người do dự một chút, cuối cùng cũng bước vào, bên trong không có nhiều ánh sáng, không gian chật hẹp, mùi hôi thối đập vào mặt. Dưới chân còn có chuột chạy quang qua, bóng người nhìn thấy một cái ghế gỗ, bèn ngồi xuống đó rồi gọi, lão đầu, tiểu hỏa tử, nơi này điều kiện không tốt, cố ngủ một đêm đi. Bên ngoài không thái bình, ban đêm đừng có chạy loạn. Người ăn mày nói thầm, ta đang hỏi chuyện ngươi đó. Bóng người nói, hỏi cái gì? Người ăn mày ngồi dậy, có vẻ thiếu kiên nhẫn, hoàn cảnh tồi tàn xung quanh khiến nơi này ban đêm rất lạnh, người ăn mày rùng mình một cái, lấy đá lửa ra đánh xoẹt xoẹt. Tia lửa bắn ra đốt cháy chậu than, ngọn lửa khiến không gian trở nên ấm áp hơn một chút. Lão ăn mày ngẩng đầu nhìn người thanh niên trước mặt. Ánh sáng lập lòe rọi vào mặt hắn nhưng không quá rõ ràng, ta nhớ nơi này là nhà Mạnh gia. Bóng người nói, lão ăn mày có vẻ hào hứng. Đêm dài đằng đẵng, có một tiểu ca trẻ tuổi cùng ngồi tâm sự cũng cảm thấy bớt tịch mịch. Lão híp mắt, gương mặt già vừa nhăn nheo vừa khô quắc nói, gia đình này đúng là họ Mạnh. Thuộc về dòng dõi Bách Lý Thế Gia từ thời thượng cổ, vậy người nhà này đâu cả rồi? Bóng người có chút bất ngờ, chết rồi. Đều đã chết, lão ăn mày chỉ tay vào không gian xung quanh, mảnh đất này nếu là trước kia thì cũng được xem là bảo địa, vì sao chết? Bóng người truy hỏi, lão ăn mày lườm hắn một cái, sao ta biết được? Bóng người khẽ lắc đầu, khoảng hơn 200 năm trước, trong cuộc hỗn chiến giữa các châu, Đại Cầm quốc muốn nhất thống thiên hạ, Mạnh Minh Thị Hoành không xuất thế. Không rõ vì sao lại trở thành đại tướng quân lúc đó, dẫn binh đánh bại Tấn quốc tối cường,
giết trăm vạn kẻ địch tại Hào Sơn, uy chấn thiên hạ, cũng vì thế Đại Cầm mới trở thành bá chủ các châu. Bóng người xem thường nói, chẳng phải hắn cũng là bại tướng hay sao? Đúng là bại tướng, nhưng trận chiến với Tấn Quốc đã tạo thành đại thế, một cuộc chiến vượt qua trăm trận chiến khác. Lão ăn mày cười đáp, Mạnh Minh Thị là người nhu nhược, lo trước lo sau, cực kỳ cẩn thận, bị đánh bại cũng là bình thường, chẳng qua hắn gặp may. Bóng người khịt mũi coi thường, có ưu điểm cũng có khuyết điểm. Lão ăn mày lắc đầu, không đồng ý với quan điểm của người trẻ tuổi, loại người này đủ dẻo dai, sức chịu đựng bền bỉ, cho dù ngươi đánh thế nào cũng không giết chết được hắn, nhưng khuyết điểm chính là, chỉ cần tóm được cơ hội đâm thẳng vào điểm yếu của hắn là có thể đánh bại hắn. Trận thắng ở Hào Sơn đã chứng minh hắn rất có năng lực, cũng xem như là nhân vật truyền kỳ, nhưng cuối cùng chẳng phải cũng chết đó thôi, vậy thì phải nhìn xem đối thủ của hắn là ai. Hắn làm sao đấu thắng được Tần Đế? Lão ăn mày lại nằm xuống đất, ý ngươi là, Tần Đế giết hắn. Lão ăn mày thở dài một tiếng, chậm rãi nói, tin đồn thôi, không thể xem là thật. Bóng người đứng lên, lão ăn mày nhà ngươi không đơn giản nha. Bóng người đột nhiên xuất thủ, năm ngón tay thành cương bóp chặt lấy cổ lão ăn mày. Lão ăn mày giật nảy mình, toàn thân bị nâng lên khỏi mặt đất, nghẹn đến mặt đỏ tía tai. Dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn lửa, lão ăn mày nhìn thấy trong đôi mắt kia ẩn chứa một cổ sát ý và tràn ngập tà mị. Sau đó, bóng người khẽ buông tay, lão ăn mày ngã xuống đất ôm cổ ho khan kịch liệt, không phải là tu hành giả. Xin lỗi nha, nói xong, bóng người lóe lên rồi biến mất, ta trêu chọc ai chứ, lão ăn mày cảm thấy rất nghẹn lời. Lúc này, dây leo bốn phương tám hướng điên cuồng sinh trưởng, cây cối mọc cao lên ngăn trở gió lạnh, bao trùm hết cảnh vật cũ. Sáng hôm sau, tại Triệu phủ, Chát, Triệu Dục vỗ nát bàn, tức giận nói, cái gì? Huyết Nhân Tham và Tuyết Liên đã mất rồi, tên hạ nhân run rẩy cả người, co đầu rụt cổ nói, Tây tướng quân nói có cao thủ trộm đồ, hắn đã đi tìm, xin ngài cho hắn một chút thời gian. Hai mắt Triệu Dục trợn trừng, khó có thể tiếp nhận nổi tin tức này, đó là bảo bối hắn đánh đổi bằng sinh mệnh, vượt qua bao nguy hiểm để thu hoạch được, cứ thế mà mất rồi, thời gian. Triệu Dục lắc đầu, hàng chân mày nhíu chặt. Ngươi bảo ta chờ làm sao, tên hạ nhân nói không ra lời. Trong Triệu phủ không ai không biết mẫu thân của Triệu Dục bị bệnh nguy kịch, cần thiên tài địa bảo để trị liệu, hắn cúi đầu trầm mặc thật lâu. Nỗ lực hết sức mình, cuối cùng lại đổi lấy kết quả này đây, Tây tướng quân còn nói, không tìm được Huyết Nhân Tham, hắn không còn mặt mũi đến gặp ngài. Tên hạ nhân dè dặt nói tiếp, cút, đuổi tên hạ nhân đi, Triệu Dục đứng lên đi ra ngoài cửa, hắn đi xuyên qua dãy hành lang, tiến vào biệt viện nơi Lục Châu cư ngụ, không chút do dự quỳ xuống trước cửa, cao giọng nói, Triệu Dục bái kiến lão tiên sinh. Ngay lập tức, thân ảnh Vu Chính Hải và Ngô Thượng Nhung lóe lên xuất hiện trên nóc nhà. Triệu Dục. Vu Chính Hải nghi hoặc hỏi, ta có chuyện quan trọng muốn cầu kiến lão tiên sinh, mong hai vị dàn xếp. Triệu Dục có chút nóng nảy nói, gia sư đang tu hành, kiên kỵ nhất là có người quấy rầy, ngươi không biết sao. Vu Chính Hải nói, Triệu Dục dập đầu xuống đất, ầm, hắn không sử dụng nguyên khí hay cương khí, vừa dập đầu vừa kích động nói. Huyết Nhân Tham và Tuyết Liên bị mất rồi, ta rất muốn cứu mẫu thân nhưng lại không biết biện pháp nào khác, chỉ có thể cầu xin lão tiên sinh. Vu Chính Hải nói, ngươi biết rõ đó là vật cứu mạng, còn dám đưa cho người khác. Thứ nên cho đều đã cho ngươi, ngươi muốn nhiều hơn cũng không có khả năng. Nếu ai cũng giống như ngươi, Ma Thiên Các có bao nhiêu Huyết Nhân Tham cũng không đủ để cho. Chúng ta không phải thiện đường, ngươi đi đi. Ầm, ầm, Triệu Dục lại dập đầu hai cái, Vu Chính Hải không khỏi nhíu mày. Dù gì cũng xuất thân hoàng tộc, không ngờ hắn lại có thể tàn nhẫn với bản thân như vậy, vì sao mất? Một đạo thân ảnh xuất hiện sau lưng Triệu Dục, Triệu Dục quay đầu, thấy người đến là Minh Thế Nhân, lập tức kể lại sự tình. Minh Thế Nhân nói, tên họ Tây này đúng là biết diễn, Tây tướng quân diễn. Triệu Dục kinh ngạc nói, ngươi bị ngốc thật hay là giả ngốc? Minh Thế Nhân chợt cảm thấy buồn cười, Tây Khất Thuật ít nhất là hai mệnh quan trở lên. Muốn trộm đồ từ trong tay hắn vậy tên trộm kia phải lợi hại đến mức nào? Lợi hại như vậy còn đi làm trộm làm gì? Triệu Dục nói, không thể nào. Tây tướng quân đối xử với ta rất tốt, tuyệt đối sẽ không như vậy, người trẻ tuổi. Minh Thế Nhân nói, bây giờ ngươi gọi hắn đến, xem hắn có dám đến không? Nghe đến đây, Triệu Dục quay lại, dập đầu với Minh Thế Nhân, Minh Huynh, xem như ta cầu ngươi, dưới đầu gối nam nhi là vàng. Ngươi làm như vậy sẽ chỉ khiến ta thêm xem thường ngươi. Minh Thế Nhân không hề bị lay động, ta, Triệu Dục đứng dậy, xoắn xuýt nói, ta không còn lựa chọn nào khác, Minh Thế Nhân nói, đừng nói ta không giúp ngươi. Gọi Tây Khất Thuật đến đây, Tây tướng quân đi tìm Huyết Nhân Tham, trong lúc nhất thời không thể trở về.
Triệu Dục lắc đầu nói. Minh Thế Nhân phóng tới xách cổ áo Triệu Dục lên, trừng mắt gằn giọng nói, ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất là nghe lời đề nghị của ta, nếu không, không ai giúp được ngươi đâu. Triệu Dục bị ánh mắt của Minh Thế Nhân dọa sợ, từ lần đầu tiên gặp mặt, Minh Thế Nhân đã có thù với hắn. Hắn không rõ vì sao, cũng từng tán gẫu mấy lần, hắn cho đó là hiểu lầm, nhưng hành động này của Minh Thế Nhân khiến Triệu Dục có hơi sợ hãi. Vu Chính Hải và Ngô Thượng Nhung đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn hiểu rất rõ tính tình lão tứ, sẽ không dễ dàng tức giận, rất giỏi kiểm soát tâm tình của bản thân, từ trước đến nay khi làm việc đều rất có chừng mực, nhưng Minh Thế Nhân hiện tại cứ như biến thành người khác, không được càn rỡ. Trong phòng bỗng truyền ra thanh âm trầm thấp, Minh Thế Nhân giật mình buông tay, nhận ra mình đã mất khống chế. Triệu Dục rơi xuống đất, két, Lục Châu chắp tay đi ra, Minh Thế Nhân không người nói, đồ nhi thất thố, mong sư phụ thứ tội. Lục Châu nhìn thoáng qua Minh Thế Nhân rồi nhìn vầng trán đẫm máu của Triệu Dục, mở miệng nói, huyết nhân tham và tuyết liên trân quý vô cùng, sao ngươi lại giao cho người khác? Triệu Dục ảo não nói, nếu ta biết sẽ phát sinh loại chuyện này, có đánh chết ta cũng không giao cho hắn. Đúng là chuyện gì mình không muốn thì lại cứ đến, lần trước cũng hệt như vậy, lần trước, ngã ở cùng một chỗ không chỉ một lần, không ngu thì cũng ngốc. Minh Thế Nhân im lặng xoay người, lười nhác nhìn hắn, cũng là dược liệu, Triệu Dục nói. Lục Châu khẽ gật đầu, hai việc. Một, gọi tên họ Tây đến gặp lão phu. Hai, mang lão phu đi gặp mẫu thân ngươi. Triệu Dục nghe vậy, vui mừng quá đỗi, lập tức dập đầu phanh 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 liên tục ba cái với Lục Châu. Hắn hoàn toàn không để ý tới đau đớn trên người, vui mừng nói, mời lão tiên sinh đi bên này. Được Triệu Dục dẫn đường, mọi người đi vào một tòa viện lạc u tĩnh độc đáo. Lục Châu thoáng dừng chân trước mái vòng trước cổng viện, khẽ nói, mùi dược liệu rất nặng, mẫu thân ta quanh năm sống nhờ dược liệu, mấy năm nay bệnh tình nặng thêm, trong viện đã chuẩn bị rất nhiều dược liệu. Triệu Dục giải thích, Minh Thế Nhân liếc hắn một cái, ngươi đúng là có hiếu. Mọi người đi vào trong sân viện, mấy nha hoàn ra ra vào vào tấp nập. Triệu Dục lệnh cho người truyền tin cho Tây Khất Thuật rồi cùng Lục Châu tiến vào gian phòng bên trong. Cùng lúc đó, nhận được tin tức, Tây Khất Thuật uống một ngụm rượu vào bụng, sảng khoái nói, bảo vật của tiểu tử này thật mạnh, sau khi ăn xong tinh khí thần dâng cao vô cùng, đến bây giờ vẫn không giảm đi chút nào, tu vi được đề thăng không ít. Ngồi cạnh Tây Khất Thuật là huynh đệ huyền cao của hắn. Đây là thứ đại ca xứng đáng được nhận. Nhưng hiếu tử kia bảo ca đến gặp hắn, ca định làm như thế nào, hắn bảo lão tử trở về thì lão tử phải trở về sao? Tây Khất Thuật xem thường nói, hai người bật cười ha hả, đại ca, hay là để đệ đi thay ca một chuyến, nghe nói trong tay hắn còn có một phần hỏa liên. Tây Khất Thuật gật đầu nói, đi đi. Nhưng hắn dù sao cũng là vương gia do chính tay Tần Đế sắc phong, đừng có làm quá mức, yên tâm đi. Thân ảnh huyền cao lóe lên bay về phía Triệu phủ. Trong gian phòng, Lục Châu nhìn phụ nhân hai mắt nhắm nghiền nằm im trên giường, vươn hai ngón tay tới bắt mạch, lực lượng thiên tướng chạy một vòng trong kỳ kinh bát mạch phụ nhân. Sau đó Lục Châu thu tay lại nhìn về phía Triệu Dục, ngươi chắc chắn đám dược liệu kia đều là để cứu người. Triệu Dục gật đầu nói, lão tiên sinh, dược liệu kia có vấn đề sao? Lục Châu không nói gì mà lấy thái hư kính ra, đồng thời sử dụng thẻ ẩn tàng, kim quang ẩn chứa lực lượng thiên tướng chiếu rọi vào người phụ nhân. Triệu Dục nhìn thấy trên người mẫu thân mình từ từ toát ra một đoàn hắc khí, hai mắt lập tức trừng lớn, đây, sao có thể? Lục Châu xoay người chiếu thái hư kính vào đống dược liệu đặt trên bàn. Dược liệu cũng toát ra một đoàn hắc khí, sao lại thế này? Đây là do Trung đại phu tự tay an bài, nha hoàn quản gia đều phải nghiêm khắc thực hiện theo chỉ thị. Triệu Dục liên tục lắc đầu nói, Lục Châu thản nhiên đáp, thái hư kính có thể phân biệt thật giả, nhưng không thể chiếu rọi nhân tâm. Đầu óc Triệu Dục trống rỗng, nếu ngay cả câu này cũng nghe không hiểu thì hắn đã ngu xuẩn đến cực hạn. Triệu Dục không phải là chưa từng hoài nghi, để tránh cho tình huống này xảy ra, hắn thậm chí thay đổi hạ nhân trong phủ rất nhiều lần. Lục Châu thu hồi thái hư kính, chắp tay sau lưng nói, thuật này không cần đến huyết nhân tham, tuyết liên và hỏa liên. Triệu Dục tỉnh táo lại, lập tức nói, không thể nào. Phạm Chân Nhân từng đến xem cho mẫu thân ta một lần, ngay cả hắn cũng nói cần phải có huyết nhân tham. Phạm Chân Nhân, không chỉ có Phạm Chân Nhân, cả Tây Tướng Quân, Bạch Tướng Quân và Ngự Y trong cung, rồi Phật Môn Đại Sư cũng nói cần có ba thứ này. Triệu Dục không quá tin tưởng lời Lục Châu nói, ngươi không tin lão phu, không không không, ta tuyệt đối tin tưởng lão tiên sinh. Triệu Dục xua tay nói, Lục Châu xoay người lại, trong lòng bàn tay bắn ra một đóa kim liên ống ánh quang mang bay về phía phụ nhân. Triệu Dục mở to mắt, ngừng thở nhìn đóa kim liên kia, khi chạm vào cơ thể phụ nhân, kim liên tản ra sinh mệnh lực vô cùng lớn, hắc khí cấp tốc rút đi. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau phanh phanh. Ngoài sân viện, hai thân ảnh đang đối mặt nhau,
trên người bắn ra cương khí. Ngươi là ai? Ta muốn gặp Triệu công tử. Huyền Cao nhìn Minh Thế Nhân, cao mày nói. Minh Thế Nhân nhìn hắn đầy dò xét, Tây Khất Thuật đâu, tục danh của đại ca ta mà ngươi cũng dám gọi thẳng. Cút xuống đi. Huyền Cao đột nhiên tung ra một chưởng, thanh sắc chưởng ấn vừa đến, Minh Thế Nhân lập tức gọi ra tinh bàn ngăn trở. Nếu không phải vì nể mặt Triệu công tử, ngươi cho rằng mình còn sống sót mà nói chuyện với ta. Huyền Cao nói, lúc này, Triệu Dục từ trong phòng chạy ra, liên tục xua tay nói, hiểu lầm, đừng đánh nữa. Huyền Cao nói, Triệu công tử, đại ca lệnh cho ta đến đây để công tử phân công, không ngờ trong phủ lại có khách quý đến, thất kính, đây là bằng hữu của ta. Vì sao Tây tướng quân không đến? Tây tướng quân bảo ta nhắn lời, hắn đã tìm được manh mối về huyết nhân tham, nhưng cần có Hỏa Liên làm mồi nhử để dẫn dụ tên trộm kia ra ngoài. Cho nên, Triệu Dục cau mày, Hỏa Liên, Triệu công tử đừng lo lắng, chẳng qua chỉ dùng làm mồi nhử thôi. Có ta và đại ca, lần này tuyệt đối sẽ bắt được hắn, làm sao ngươi biết ta có Hỏa Liên? Câu hỏi này vừa ra, Huyền Cao bỗng ngẩn người một lát rồi đáp, Triệu công tử đến bí ẩn chi địa tìm ba vật này, không có khả năng chỉ tìm được hai đã trở về. Minh Thế Nhân lắc đầu, thở dài nói, kỹ năng diễn xuất khó coi quá, lấy cái cớ vụn về làm sao? Huyền Cao tức giận nói, Triệu công tử, tin hay không là tùy ngươi. Dù sao cũng chỉ có thể chờ Tây tướng quân mang huyết nhân tham và Tuyết Liên trở về. Biểu tình trên mặt Triệu Dục trở nên nghiêm túc, bảo Tây tướng quân tự mình qua đây. Triệu công tử đang nói đùa sao? Huyền Cao, ta lặp lại lần nữa, bảo Tây tướng quân tự mình qua đây. Trong lòng Huyền Cao khẽ động nhưng ngoài mặt vẫn đáp, cẩn tuân mệnh lệnh của Triệu công tử. Vậy ta trở về bẩm báo hắn. Nói xong hắn ngẩng đầu liếc Minh Thế Nhân một cái, khóe miệng xẹt qua nụ cười lạnh. Nhưng khi hắn vừa định xoay người rời đi, phía sau lưng đột nhiên có một tiếng quát như sấm sét, xuống đây. Hả? Huyền Cao chợt cảm thấy lưng mát lạnh, bèn quay người lại nhìn, chỉ thấy một đạo ma đà chưởng ấn cao đến mấy trượng đánh tới với tốc độ nhanh như thiểm điện, khiến hắn không kịp trở tay. Trắc, ma đà chưởng ấn tóm chặt lấy Huyền Cao. Hắn lập tức chấn kinh, cảm giác được lực lượng toàn thân bị áp chế hoàn toàn. Ầm, ma đà thủ ấn đập hắn xuống mặt đất. Huyền Cao trầm giọng nói, ngươi dám động đến, chữ ta còn chưa kịp nói ra, rắc một tiếng, ma đà thủ ấn đột nhiên thít chặt lại, răng rắc, tiên, đánh giết một mệnh cách, thu hoạch được 1.500 điểm công đức. Điểm thưởng cho hai mệnh quan đã được điều chỉnh thấp xuống do tu vi ký chủ tăng lên, tiên, đánh giết một mệnh cách, thu hoạch được 1.500 điểm công đức, chính mệnh cách lập tức về không. Huyền Cao vô cùng hoảng sợ nhìn lên không trung xanh thẳm. Sau đó nghiêng đầu nhìn vào trong sân viện, thấy được Lục Châu đang thản nhiên đứng ngay cửa viện. Triệu Dục cũng bị cảnh tượng này làm cho chấn kinh. Lão tiên sinh, ngài, vì sao? Hắn là người của Tây tướng quân, không thể giết đâu. Lục Châu bình tĩnh vung ra một đạo chưởng ấn đánh về phía Huyền Cao, sau đó đạm mạc nói, mệnh hắn còn quý hơn cả Thác Bạc Tư Thành. Oanh, tiên, đánh giết một mục tiêu, thu hoạch được 2.000 điểm công đức, địa giới thưởng thêm 1.000 điểm. Cấp bậc này, cho dù không cần lực lượng thiên tướng cũng không phải đối thủ của Lục Châu. Lục Châu cũng không muốn chiến đấu lòe loẹt rồi phá hỏng cả tòa sân viện này. Trước khi chết, Huyền Cao vẫn kịp nghe được một câu kia, mới bừng tỉnh hiểu ra Triệu Dục đã mời cao thủ đến. Đáng tiếc đã muộn, lúc này, Lục Châu thu tay. Trong túi Huyền Cao bay ra một vật, lơ lửng trước mặt mọi người. Đó chính là một cây huyết nhân tham chỉ còn lại có 1/3. Hai mắt Triệu Dục trừng lớn, sắc mặt khó coi. Huyền Cao là cánh tay đắc lực của Tây tướng quân, sẽ không đâu. Nhất định là có chỗ nào xảy ra vấn đề. Minh Thế Nhân xoay người lại đánh ra một chưởng. Chưởng ấn tác thẳng vào mặt Triệu Dục khiến hắn ngẩn người đến choáng váng. Lục Châu không ngờ Minh Thế Nhân lại đột nhiên động thủ, còn là ở trước mặt mình. Hành vi của Minh Thế Nhân càng lúc càng dị thường. Minh Thế Nhân mắng, Tây Khất Thuật nuốt riêng huyết nhân tham và Tuyết Liên của ngươi, lại thi thuật với mẫu thân ngươi. Gia sư giết hắn là để báo huyết hải thâm cừu cho ngươi, ngươi đã không biết ơn thì thôi, còn sợ này sợ nọ. Minh Thế Nhân hừ lạnh một tiếng, trong Triệu phủ này, kẻ ngu nhất chính là ngươi. Triệu Dục ôm mặt lui về sau một bước, cái tát này rốt cuộc khiến hắn tỉnh táo ra nhiều. Bọn hắn đều đang gạt ta sao, nói nhảm, nhưng là, vì cái gì chứ, việc này phải hỏi tên họ Tây kia. Minh Thế Nhân nói, Lục Châu mở miệng gọi, lão tứ, trong lòng Minh Thế Nhân khẽ động, vội vàng nói, sư phụ, đồ nhi biết sai. Vi sư không có trách ngươi. Lục Châu nói, bởi vì có Tư Vô Nhai là vết xe đổ, Lục Châu cũng lười truy hỏi Minh Thế Nhân, tục ngữ nói, cha mẹ sinh con trời sinh tính. Bọn hắn có suy nghĩ và tính cách riêng, không cần phải quản quá rộng. Lục Châu xoay người rời đi, trở về phòng tu luyện, Minh Thế Nhân gãi gãi đầu,
bỗng cảm thấy luống cuống. Triệu Dục trầm mặc một lúc, rốt cuộc cũng lên tiếng hỏi, Minh huynh, ta phải làm sao bây giờ, ngươi tin ta không? Bây giờ ngoài tin huynh ra ta không còn cách nào khác, đưa đầu của hắn đến cho Tây Khất Thuật. Ánh mắt Minh Thế Nhân lạnh đi, để ta làm. Minh Thế Nhân vung ly biệt câu ra, đơn giản chém đứt đầu Huyền Cao rồi lấy áo choàng của Triệu Dục bọc lại, sau đó đạp không bay lên. Ủa quên, nhà hắn ở đâu? Minh Thế Nhân khựng lại hỏi, nhà hắn, à, cách đây 10 dặm, bên thành Nam. Hư ảnh Minh Thế Nhân lóe lên rồi biến mất trong không trung. Cùng lúc đó, bên ngoài Triệu Phủ, một thanh bào kiếm khách đứng nhìn theo bóng Minh Thế Nhân đang khuất dần, thấp giọng nói, lão tứ, đệ xúc động quá rồi. Hắn quay đầu lại, truyền âm nói, đại sư huynh, nơi này giao cho huynh, ta đi trông chừng lão tứ. Ngay sau đó có lời truyền âm lọc vào tai, được, ban đêm, buổi đêm ở Thanh Liên giới không quá yên tĩnh, Hàng Phong cuốn theo một ít hung thú lướt qua thành trì, trong phủ Tây tướng quân, đèn đuốc sáng trưng. Tây Khất Thuật ngồi ngay ngắn sau tấm bình phong, nhắm mắt tu hành, ầm, một cái đầu người đẫm máu phá tung cửa sổ bay vào trong, Tây Khất Thuật mở to mắt, vung tay một cái. Cương khí ngăn trở đầu người. Đầu người rơi xuống đất, lăn tới dưới chân hắn, khi nhìn rõ mặt người kia, trong mắt Tây Khất Thuật lóe lên kinh ngạc và sát khí, Huyền Cao, ngoài cửa sổ truyền tới thanh âm, tiếp theo sẽ đến lượt ngươi, vù, Tây Khất Thuật bay lướt ra khỏi cửa sổ, vọt lên không trung. Hắn nhìn thấy một đạo nhân ảnh đang bay lượn trong tầng trời thấp, lập tức lạnh lùng nói, tiểu nhân vật, ta xem ngươi chạy đi đâu. Tây Khất Thuật điên cuồng đuổi theo, đuổi được nửa đường, hắn đột nhiên ngừng lại nói, muốn dẫn dụ ta rời đi. Ngươi vẫn còn non lắm, nhưng đạo nhân ảnh kia cũng ngừng lại, quay đầu mắng một câu, thứ hèn nhát, hả? Tây Khất Thuật nhíu mày, trong lòng bàn tay bóp nát một tấm phù chỉ, miệng chế giễu, ngươi có thấy ai dám đuổi theo mà hèn nhát chưa, ngươi chứ ai? Tây Khất Thuật tung hoành sa trường nhiều năm, đương nhiên không phải là người dễ dàng tức giận. Ngươi là ai? Một người muốn giết ngươi, chỉ bằng ngươi sao? Nơi này sẽ là nơi chôn thay ngươi. Bóng người kia đáp xuống mặt đất, vỗ mạnh xuống. Phanh, thụ một cấp tốc sinh trưởng, Tây Khất Thuật kinh ngạc nói, tâm pháp thúc đẩy cây cối sinh trưởng. Ngươi rốt cuộc là ai? Bóng người kia không thèm để ý tới câu chất vấn của Tây Khất Thuật, chỉ lo khống chế dây leo đầy trời, quật về phía Tây Khất Thuật, vù vù vù. Tây Khất Thuật lóe lên, vọt qua vọt lại giữa các sợi dây leo, trong lúc hắn đang tìm kiếm mục tiêu, một đạo hàng mang vạch qua. Tây Khất Thuật lập tức gọi ra tinh bàn, ầm, tinh bàn khuếch trương ra gấp trăm nghìn lần, chấn vỡ toàn bộ đám cây cối. Người trẻ tuổi, ngươi vẫn còn quá non. Thanh sắc tinh bàn sáng lên 12 đạo mệnh cách, bay lên không trung rồi cấp tốc áp xuống. 12 đạo lực lượng mệnh cách đồng thời bắn ra cương ấn quan trụ, quanh, một cái hố tròn xuất hiện dưới mặt đất. Đáng tiếc bên trong không có thi thể nào, Tây Khất Thuật cau mày tiến về phía trước. Mỗi một bước đi đều điều động nguyên khí, cảm giác biến hóa từ bốn phương tám hướng. Khi hắn đi được một đoạn, dưới mặt đất đột nhiên có thân ảnh phá không bay lên, hàng mang xuất hiện đánh vào chỗ yếu hại trên người Tây Khất Thuật, phanh phanh phanh, tốc độ nhanh như quỷ mị, thủ đoạn chém giết cực hạn, nắm chắc thời cơ đến mức hoàn mỹ, cút ngay. Tây Khất Thuật phát tán cương khí hộ thể, chấn bay người kia, bóng người lăng không vọt ra sau. Đáp xuống đất, trong tay nắm chặt vũ khí vừa giống đao vừa giống móc câu, Tây Khất Thuật âm trầm nói, ta và ngươi không oán không thù, vì sao lại nhằm vào huynh đệ chúng ta, không oán không thù. Bóng người bật cười ha hả, Tây Khất Thuật nghe được trong giọng cười của hắn có khinh thường và địch ý vô cùng nồng đậm, lập tức cau mày hỏi, xưng tên đi, gia gia ngươi họ Nhật, Nhật, cháu ngoan. Vì, gia gia ta không có đứa cháu hèn nhát như ngươi, Tây Khất Thuật rốt cuộc bị lửa giận thiêu đốt. Với địa vị của hắn, chưa từng bị người nào nhục mạ như vậy, vù, hư ảnh lấp lóe vọt về phía Minh Thế Nhân. Minh Thế Nhân lập tức bay vọt ra sau, ngàn vạn thụ một đâm chồi, chỉ trong chốc lát đã biến thành một cánh rừng nhỏ. Tây Khất Thuật gọi ra tinh bàn, khuếch trương lên vạn lần, khi hắn vừa định lặp lại chiêu cũ để chém đứt đám cây cối này thì hư ảnh Minh Thế Nhân đã đâm vào khu vực mệnh cách trên tinh bàn của hắn, hàng mang tỏa sát ý, tốc độ phát huy đến cực hạn. Tây Khất Thuật hừ lạnh nói, tự mình nạp mạng. Chết đi cho ta, mệnh cách kia lập tức xả kích ra một đạo quang trụ bắn bay Minh Thế Nhân. Minh Thế Nhân dùng ly biệt câu chắn ngang trước người, kêu lên một tiếng đau đớn, cánh tay rung lên, thân ảnh lẫn trốn vào trong đám thụ mộc. Tây Khất Thuật thu hồi tinh bàn đáp xuống đất, cảm thụ bốn phía xung quanh, tu vi có bấy nhiêu cũng muốn giết ta. Tây Khất Thuật vừa đi về phía trước vừa trào phúng, người mà lão tử giết còn nhiều hơn cơm ngươi ăn đó, trong cánh rừng, vạn vật yên tĩnh đến đáng sợ. Ánh trăng chiếu sáng đám cây cối, Tây Khất Thuật nhấc tay tóm lấy một sợi dây leo, nguyên khí ngưng kết thành cương cấp tốc chém nát nó, hàng mang hiện lên,
Tây Khất Thuật hừ lạnh nói, châu chấu mà muốn đá xe, hắn vung tay về phía trước, nhưng lần này Minh Thế Nhân đột nhiên bộc phát lực lượng mạnh chưa từng có. Ly Biệt Câu trong tay điên cuồng chém vào chưởng ấn, phanh phanh phanh. Trong chớp mắt đã là mấy trăm nhát chém, Tây Khất Thuật không ngờ Minh Thế Nhân lại hung mãnh như vậy, thân thể trượt về sau, Minh Thế Nhân bộc phát cương khí, tạo thành tia kim quang hình mũi khoan đâm tới, hai mắt Tây Khất Thuật trợn tròn, không dám tin hô lên, kim sắc cương khí. Hả, là ngươi? Minh Thế Nhân tăng tốc độ tấn công, Ly Biệt Câu chém ra quá nhanh, thân thể chỉ còn là bóng mờ. Rốt cuộc đạo thanh sắc chưởng ấn kia cũng bị đánh hỏng xuống, Tây Khất Thuật không khỏi chấn kinh. Khi hắn nhìn ra đối phương chính là Minh Thế Nhân, trong mắt hắn ngập tràn kinh ngạc, lực lượng cường đại đẩy hắn lui về phía sau, mặt đất xuất hiện hai đường rãnh hằn sâu, hắn trượt đi cả ngàn mét, Minh Thế Nhân không biết mình đã tấn công bao nhiêu lần. Phanh! Sóng xung kích đâm vào lồng ngực Tây Khất Thuật, hắn lăn không bay ngược ra sau như diều đứt dây, miệng phun ra một búng máu. Ngươi! Tây Khất Thuật ngẩng đầu nhìn lên, chỉ tay vào Minh Thế Nhân, trong mắt đột nhiên lộ ra hung quang, ha ha ha, ta nhớ ra rồi. Minh Thế Nhân thu hồi tinh bàn và Ly Biệt Câu. Ngươi nhớ ra cái gì, không ngờ thứ nghiệp chủng như ngươi vẫn còn sống. Tây Khất Thuật lau đi máu tươi bên khóe miệng, chống một tay xuống đất đứng bật dậy, hừ. Minh Thế Nhân xem thường, Tây Khất Thuật nhìn lên không trung đầy sao, trong mắt bắn ra sát khí. Tiểu tạp chủng, ta thật sự không ngờ Mạnh Minh thì không giết ngươi. Minh Thế Nhân không chút biểu tình, lạnh nhạt hỏi, là ngươi giết hắn, muốn biết hả? Tây Khất Thuật điên cuồng cười to, xuống địa ngục hỏi hắn đi. Tây Khất Thuật lưu lại một đạo tàn ảnh, thân hình trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Minh Thế Nhân, luân hồi trảm. Song chưởng bắn ra đao cương, Minh Thế Nhân tránh né, nhưng đao cương vẫn chấn vỡ cương khí hộ thể, Minh Thế Nhân lăn không bay ra ngoài. Tây Khất Thuật đứng vững vàng tại chỗ cười nói, vừa rồi lão tử chơi đùa với ngươi thôi. Đao mới là sở trường của lão tử, một cây đao đỏ rực xoay tròn bay về rơi vào tay Tây Khất Thuật. Hắn liếm lên lưỡi đao, thừa dịp Minh Thế Nhân còn đang bay ngược ra sau, thân ảnh bộc phát tốc độ vọt tới. Minh Thế Nhân đáp xuống đất, song chưởng đánh vào đại địa, thụ một cấp tốc sinh trưởng, thân cây tráng kiện che khuất bóng dáng hắn. Oanh, Tây Khất Thuật mang theo cương phong chém tới, thanh mục bị chém ngã tán loạn, rơi lả tả xuống đất hóa thành bã vụn, nhưng Minh Thế Nhân cũng biến mất. Tiểu tạp chủng, ngươi giống hệt gia gia ngươi, đều là kẻ hèn nhát. Ra đây, thanh âm chấn động bốn phía, Tây Khất Thuật trầm giọng nói, cả đời Mạnh Minh thì đều chỉ biết sợ hãi, đánh đâu thua đó, trong trận chiến Hào Sơn, cũng nhờ có lão tử và Bạch Ất nên hắn mới có thể thắng được một trận đại chiến, nhất tướng công thành vạn cốt khô, hắn thành công rồi lại quay đầu muốn giết lão tử và Bạch Ất. Lão tử từng ngủ trong đống người chết, sao có thể để hắn giết dễ dàng như vậy, dựa vào cái gì mà hắn được phong thần, mà lão tử lại bị người đời phỉ nhổ. Ra đây, âm thanh hùng hậu phát tiết ra bốn phía. Lúc này, dưới chân hắn bỗng truyền đến động tĩnh. Hả? Minh Thế Nhân từ trong lòng đất bay ra, Ly Biệt Câu trong tay bộc phát ra ngàn vạn đao nhận, Tây Khất Thuật xoay người quét ngang đao cương. Phanh phanh phanh, lại một lần nữa bị Minh Thế Nhân bước đến trượt dài ra sau, ngã một lần đã không ra, Tây Khất Thuật đạp mạnh hai chân, gọi ra pháp thân, tòa pháp thân cao 95 trượng cấp tốc bành trướng, ta chờ chính là pháp thân của ngươi đó. Minh Thế Nhân cũng gọi ra pháp thân, Tây Khất Thuật sầm mặt, lạnh lùng nói, chỉ có 6 mệnh cách, ai nói với ngươi độ cao quyết định số lượng mệnh cách, Pháp thân quét ngang, Tây Khất Thuật bị đụng bay, hai tòa pháp thân kịch liệt va chạm, 7 mệnh cách. Không đúng, 10 mệnh cách. Tây Khất Thuật lộ vẻ kinh ngạc, Tây Khất Thuật bị đánh văng, nhìn thấy khóe miệng Minh Thế Nhân nhếch lên một nụ cười xảo trá, lực bộc phát này, tốc độ này, là thích khách trời sinh. Thích khách đều không chính diện lấy cứng đối cứng. Thích khách cần người có kinh nghiệm, có kiên nhẫn, có lực bộc phát đủ mạnh, thông thường loại người này đều có thể vượt cấp khiêu chiến, khí huyết trong cơ thể Tây Khất Thuật cuồn cuộn. Hắn thu hồi pháp thân, rơi xuống mặt đất, Minh Thế Nhân nói, ta đã nói, nơi này sẽ là nơi chôn thay ngươi, dừng lại mấy giây, hắn nói tiếp, Mạnh Minh thì chết hay không chẳng liên quan gì đến ta. Mà ta chỉ đơn thuần cho rằng, ngươi đáng chết. Tây Khất Thuật nằm trên mặt đất không nhúc nhích, hít sâu một hơi, thân thể hắn tựa như cương thi, đứng bật dậy, ha ha, Tây Khất Thuật điểm mấy huyệt đạo trước ngực, mỉm cười nói, 10 mệnh cách. Tiểu tạp chủng, ngươi có thể làm ta bị thương, hả? Minh Thế Nhân nhướng mày. Lực bộc phát vừa rồi lý ra đủ để khiến Tây Khất Thuật bị trọng thương mới phải, Tây Khất Thuật ương ngạnh vượt ngoài dự đoán của Minh Thế Nhân, ta vẫn luôn cho rằng tên tạp chủng nhà ngươi bị Mạnh Minh Thị ném ra ngoài cho chó ăn. Không ngờ lại đến Kim Liên giới. Nhiều năm như vậy, đây là thứ ngươi học được,
ha ha ha, thật khiến cho ta thất vọng. Giọng điệu của Tây Khất Thuật âm trầm, tràn ngập tự tin. Không có ai nói cho ngươi biết khoảng cách giữa một mệnh quan và hai mệnh quan lớn như trời và biển sao. Tinh bàn nở rộ, đao cương rơi xuống, tinh bàn cấp tốc xoay tròn. Hai mệnh quan, Tây Khất Thuật không chỉ có 12 mệnh cách, hắn còn là cao thủ hai mệnh quan. Bất luận ngươi là một mệnh quan mạnh thế nào, cũng không thể nào thắng được hai mệnh quan. Tây Khất Thuật lựa chọn bộc phát đại chiêu hai mệnh quan, từng đạo đao cương mang theo lực lượng tinh bàn bắn ra tứ phía, chém đám thanh mục như chém đậu hũ, phàm là có vật gì cản đường đều bị nó chém thành bã vụn. Cùng lúc đó, tinh bàn bắn ra một chiêu lực lượng mệnh cách cường đại nhất. Minh Thế Nhân kinh hãi, thân hình liên tục lùi về sau né tránh đao cương và quan trụ mệnh cách. Động địa không được, lúc này mà động địa chẳng khác nào tự giam cầm chính mình, thành cá nằm trên thớt. Phương pháp duy nhất là kéo giãn cự ly, rời xa khu vực bộc phát đao cương và lực lượng mệnh cách. Thân ảnh Minh Thế Nhân liên tục lấp lóe trên bầu trời, nhưng chênh lệch giữa một mệnh quan và hai mệnh quan quá lớn. Một đạo đao cương mang theo lực lượng mệnh cách đã bắn tới trước mặt hắn, hai mắt Minh Thế Nhân trừng lớn, xong đời. Hắn trốn không thoát, tinh bàn xuất hiện. Xoẹt, đao cương đâm vào tinh bàn lập tức hõm xuống, ầm, Minh Thế Nhân bị trọng thương, phun ra máu tươi, thân thể rơi thẳng xuống đất, đao cương tiêu tán, Tây Khất Thuật vươn tay, thanh đao đỏ rực bay trở về lòng bàn tay hắn. Tây Khất Thuật kinh ngạc nhìn Minh Thế Nhân, tinh bàn đã nứt ra mà vẫn có thể bảo vệ mệnh cách. Tiểu tạp chủng, xem ra ta đã xem thường ngươi. Đáng tiếc, ngươi vẫn kém quá xa. Vừa nói hắn vừa ung dung đi từng bước tiến về phía Minh Thế Nhân. Gió đêm thổi tới, ánh trăng dịu dịu, thật thích hợp để giết người. Tây Khất Thuật tựa như một con sói hoang nhìn chằm chằm vào con mồi đang chờ bị ăn thịt. Khi đi tới cách Minh Thế Nhân 30 mét, đột nhiên Tây Khất Thuật ngừng lại, ngẩng đầu nhìn lên. Trên không trung xuất hiện một hư ảnh. Hư ảnh mặc một thân thanh bào, đạm nhiên mà đứng, tay phải cầm trường kiếm chỉ xuống, mũi kiếm rỉ ra máu tươi tỏa quang mang quỷ dị, tốt nhất là buông đao xuống. Thanh bào kiếm khách nói, như vậy, khi kiếm của ta đâm xuyên đầu ngươi, ngươi sẽ không cảm thấy thống khổ. Tây Khất Thuật nhìn giọt máu vừa rơi khỏi mũi trường sinh kiếm, mí mắt giật một cái, thì ra là có đồng bọn. Tây Khất Thuật trầm giọng nói, Tây Khất Thuật vỗ tay, tiếng vỗ tay lan đi theo cơn gió. Nhưng không ai hồi đáp, lúc này hắn đã ý thức được, giọt máu kia hẳn đến từ đám vệ binh trong Tây Phủ, ngươi giết bọn hắn rồi. Trong mắt Tây Khất Thuật toát ra sát khí, đối thủ không ra gì. Bọn hắn chết dưới kiếm của ta, lý ra nên cảm thấy vinh hạnh. Ngô Thượng Nhung bình tĩnh đáp, Tây Khất Thuật nhìn về phía Minh Thế Nhân nằm dưới đất, khinh thường nói, không biết tự lượng sức mình, hai chân phát lực, thân như mũi tên, Tây Khất Thuật thi triển một đạo đao cương cực lớn chém tới, Ngô Thượng Nhung khẽ lắc đầu, khư khư cố chấp, khi Tây Khất Thuật vọt tới trước mặt, Ngô Thượng Nhung mới huy kiếm, thân pháp hư hóa biến thành từng đạo thủy lãng. Một đạo, hai đạo, ba đạo, bốn đạo, Tây Khất Thuật đâm xuyên qua cái bóng, không tạo thành chút thương tổn nào. Trong lòng không khỏi nghi hoặc khó hiểu, xoay người vung đao, bắn ra vạn đạo đao cương, phanh phanh phanh, Ngô Thượng Nhung chuẩn xác chém rụng từng đạo đao cương. Thân ảnh lóe lên vọt tới trước mặt Tây Khất Thuật, vô số bóng kiếm hiện ra tấn công như cùng phong vũ bão khiến Tây Khất Thuật kinh hãi vô cùng. Kiếm thuật bậc này, không thua gì Bạch Ất, kiếm chiêu hung mãnh lăng lệ ép hắn không thể thở nổi, tựa như mọi phương hướng đều bị Ngô Thượng Nhung khóa chặt, biểu tình Ngô Thượng Nhung vẫn thản nhiên như không, trông chẳng có vẻ tốn chút sức lực nào. Tây Khất Thuật không tin, lập tức gọi ra cương khí hộ thể ngăn cản. Nào ngờ cường độ kiếm cương càng lúc càng lớn, trước đó là cuồng phong, hiện tại là biển gầm, Tây Khất Thuật không cách nào ứng phó với cực hạn kiếm đạo, rốt cuộc cũng quát lớn, đủ rồi, oanh, muốn tiêu hao nguyên khí của ta. Tây Khất Thuật song chưởng hợp lại, huyết đao trong tay lơ lửng xoay tròn quanh người hắn, mọi kỹ xảo đều không thắng nổi lực lượng tuyệt đối. Tây Khất Thuật quyết định tốc chiến tốc thắng, gọi ra pháp thân, liên tọa có lực phòng ngự mạnh nhất trong pháp thân, nếu vận dụng thỏa đáng cũng có thể trở thành vũ khí tấn công. Ngô Thượng Nhung nhảy lên liên tọa của Tây Khất Thuật, đúng lúc này hắn bật cười ha hả, ta chờ ngươi lâu rồi, chiêu này của hắn lần nào cũng thành công. Mỗi khi thi triển năng lực mệnh quan thứ nhất, đối thủ nào cũng theo bản năng lựa chọn nhảy lên trên liên tọa của hắn, Tây Khất Thuật lập tức ném đao ra, huyết hồng đao lượn vòng bay tới. Đúng lúc này, Ngô Thượng Nhung cũng nhìn thấy mệnh cung trong liên tọa sáng lên, 12 đạo mệnh cách xuất hiện, hả, Ngô Thượng Nhung có chút bất ngờ. Tinh bàn có thể phóng thích lực lượng mệnh cách, mà mệnh cung trong liên tọa cũng có thể làm được điều này. 12 khu vực mệnh cách trên mệnh cung bắn ra cương ấn quan trụ phóng lên tận trời, Ngô Thượng Nhung ném kiếm ra ngoài, hư ảnh lóe lên liên tục tránh né lực lượng mệnh cách. Khác với Minh Thế Nhân ở chỗ, trong lúc Ngô Thượng Nhung tránh né,
Trường Sinh kiếm như du long né tránh tất cả quan trụ, cuối cùng vọt tới trước mặt Tây Khất Thuật, phanh phanh phanh, Trường Sinh kiếm không ngừng đâm về phía Tây Khất Thuật, thân pháp Tây Khất Thuật hơi kém một chút, liên tục ăn phải mấy nhát kiếm, không thể không lùi về sau, na di đến ngàn mét, liên tọa cũng bị mang đi, quan trụ mất đi mục tiêu, bắn thẳng lên bầu trời như pháo hoa nở rộ giữa trời đêm, Ngu Thượng Nhung lăng không lơ lửng, lông tóc không hư hại, hai tay chập lại, khống chế Trường Sinh kiếm từ xa, Tây Khất Thuật nghiêm túc nói, ngự kiếm chi thuật, kiếm thuật của Bạch Ất rất cao minh, nhưng muốn đạt tới cảnh giới này thì còn kém xa lắm. Cũng chính lúc này, Ngu Thượng Nhung xuyên ma màn cương khí nhìn thấy hai mắt Tây Khất Thuật biến thành màu đỏ, hai tay hắn chảy máu, lông trên người mọc dài ra, xoẹt, Trường Sinh kiếm uốn lượn đâm tới, đồng thời pháp thân Bách Kiếp Động Minh đột nhiên xuất hiện phía trên đầu Tây Khất Thuật, hai tay pháp thân cầm kiếm ra sức đâm xuống, ầm, mà một luồng lực lượng khổng lồ đồng thời đâm về phía Ngu Thượng Nhung, đao cương trượt đi, chém đứt đai lưng bên hông Ngu Thượng Nhung. Tây Khất Thuật xoay người trừng mắt nhìn tòa kim sắc pháp thân, Bách Kiếp Động Minh, tòa Bách Kiếp Động Minh cầm kim diệp trong tay, tựa như cự nhân đang không ngừng đâm xuống, ầm ầm ầm, cương khí giao thoa bắn ra tứ phía, dập dần đến chân trời, Tây Khất Thuật cắn răng, hồng quang trong mắt cực thịnh, phá cho ta, Thanh Liên pháp thân xoay người 180 độ, đao cương càng quét về phía Ngu Thượng Nhung, thân ảnh Ngu Thượng Nhung lóe lên, cùng pháp thân hợp làm một thể, không chỉ không tránh mà còn giơ tay đón đỡ, kẹp lấy tia đao cương khổng lồ. Ha ha ha, ta xem ngươi còn trốn thế nào, đao cương lại biến lớn, tơ nhện xuất hiện đầy trời như tơ máu, cấp tốc dệt thành thiên la địa võng, đại mệnh cách, Ngu Thượng Nhung thu hồi pháp thân. Thiên la địa võng quỷ dị kia đã bao trùm lấy hắn, Tây Khất Thuật trở nên vô cùng điên cuồng, tựa như mất đi lý trí, siết chết hắn, vù vù vù, kim hoàng. Ngu Thượng Nhung phóng ra kim hoàng. Kim hoàng và 11 mảnh kim diệp phóng đại ra gấp trăm lần, chống đỡ lấy thiên la địa võng, hả? Tây Khất Thuật giật mình nói, Bách Kiếp Động Minh thập nhất diệp. Thú vị thật, chẳng trách có thể đấu với ta lâu như vậy, ha ha, đáng tiếc ngươi không có mệnh cách, sao có thể đấu lại ta, Tây Khất Thuật gọi ra tinh bàn như để khoe khoang trước mặt Ngu Thượng Nhung. Ai nói kiếm ma cần có mệnh cách, pháp thân xuất hiện trước mặt Ngu Thượng Nhung, Trường Sinh kiếm bay vào tay pháp thân, biến thành tia kiếm cương dài trăm trượng, cấp tốc chém tới, ầm, Tây Khất Thuật giật mình, chỉ có thể giơ tinh bàn lên chống cự, Bách Kiếp Động Minh biến mất. Trường Sinh kiếm bay trở về, Tây Khất Thuật trở nên cẩn thận, lùi ra phía xa rồi gọi tinh bàn xả kích mấy đạo cương ấn quan trụ về phía Ngu Thượng Nhung, vù vù vù, kim hoàng của Ngu Thượng Nhung lại phóng lớn lên gấp mấy lần, xoẹt, thiên la địa võng đỏ tươi như máu rốt cuộc cũng rung động, tựa như sắp bị chém nứt ra, mấy trăm vạn đạo kiếm cương xuất hiện, kết thành từng nhóm thi nhau ngăn trở lực lượng mệnh cách, cho đến khi đạo cương ấn quan trụ cuối cùng biến mất, Trường Sinh kiếm mới bay trở về, Tây Khất Thuật đã biến mất. Ngu Thượng Nhung đẩy kim hoàng bay về phía trước. Lúc này phía trên đầu hắn đột nhiên vang lên tiếng cười lạnh, tạm biệt. Ngu Thượng Nhung ngẩng đầu, nhìn thấy Tây Khất Thuật tay cầm đại đao, mang theo tia đao cương khổng lồ bổ xuống. Đây chính là một chiêu tối cường của Tây Khất Thuật, bao gồm tinh huyết, ác chủ bài, bí dược, đại mệnh cách, năng lực mệnh quan, toàn bộ đều tập trung vào một chiêu cuối cùng này. Ngu Thượng Nhung nâng kim hoàng lên nghênh tiếp đao cương khổng lồ kia. Ầm, hả? Tây Khất Thuật phát hiện kim hoàng vẫn có thể chống đỡ đao cương của hắn, không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, trong lòng hắn càng thêm phẫn nộ, toàn bộ nguyên khí trong đan điền khí hải dồn vào hai tay, hội tụ vào tia đao cương đang chém xuống kim hoàng, chỉ cần đẩy Ngu Thượng Nhung xuống mặt đất, lực lượng phản chấn từ mặt đất sẽ khiến Ngu Thượng Nhung bị đao cương chém đứt, thân bổ làm đôi, lực lượng bộc phát của Tây Khất Thuật nằm ngoài dự đoán của Ngu Thượng Nhung. Trong lòng hắn bỗng sinh ra một nghi vấn, cách nhau một mệnh quan chẳng lẽ không thể chiến thắng? Cảm giác nguy hiểm rốt cuộc dâng lên trong lòng, Ngu Thượng Nhung thấp giọng tự nhủ, cảm giác này lại tới, Tây Khất Thuật nghe vậy, trầm giọng cười, đó là cảm giác sắp chết, có dễ chịu không, không. Ngu Thượng Nhung ngẩng đầu nhìn lên trời, hả? Tây Khất Thuật nhướng mày, lúc này, Ngu Thượng Nhung bỗng nhiên mỉm cười, thôi động kim hoàng. Pháp thân, ông, tòa pháp thân Bách Kiếp Động Minh 65 trượng đột nhiên bành trướng, 70, 80, 90, 95 trượng, két. Kim hoàng vang lên một tiếng thanh thúy, mảnh kim diệp thứ 12 xuất hiện, bắn ra ngoài, 12 đạo kim diệp cấu kết lại với nhau, xạ kích ra tứ phương chém rách hồng sắc thiên võng, thanh cương đại đao bị bắn ngược trở về, kim hoàng không những không hạ xuống mà còn đẩy ngược Tây Khất Thuật bay lên không trung, trong khoảnh khắc bước vào ngưỡng cửa thập nhị diệp, kiếm ma Ngu Thượng Nhung đột nhiên cảm thấy đan điền khí hải và kỳ kinh bát mạch như được giải phóng, tinh khí thần trong nháy mắt rực rỡ hẳn lên, cảm giác bị áp chế vỡ vụn như pha lê. Hắn đột nhiên cảm giác được Tây Khất Thuật trước mặt trở nên nhỏ yếu, 12 mảnh kim diệp đồng thời xoay tròn, mỗi mảnh đều đặn ghim vào trong tia đao cương bị đánh tan,
lưỡi đao bị kim diệp chém đứt, kim hoàng đâm thẳng vào lồng ngực Tây Khất Thuật. Phốc, hai mắt Tây Khất Thuật trừng lớn, giọng nói cũng trở nên run rẩy, thập nhị diệp, Trường Sinh kiếm. Sắc mặt Ngô Thượng Nhung vẫn thông dong vô cùng, Trường Sinh kiếm bay vào lòng bàn tay. Trái giữa phải trên dưới trước sau, hơn 10 bóng ảnh cùng lúc xuất hiện chém về phía Tây Khất Thuật, Thanh Liên pháp thân còn chưa kịp nở rộ, tòa Bách Kiếp động minh đã xuất hiện bên trên, đè ép xuống, thiên địa rung chuyển, mây tụ mây tan, Ngô Thượng Nhung hoàn toàn nghiền ép đối thủ. Cương khí hộ thể của Tây Khất Thuật bị đánh tan, toàn bộ kiếm cương đâm vào người hắn, pháp thân bị thu hồi, Tây Khất Thuật chỉ trong một giây đó đã mất đi một mệnh cách. Cơn phẫn nộ và thù hận chi phối đầu óc hắn, ngươi đừng hòng chạy, oanh, đại mệnh cách tự bạo như pháo hoa nở rộ, sóng xung kích dập dần tản ra, ha ha ha, Tây Khất Thuật buồn bã cười một tiếng. Nhưng sau khi tầm nhìn khôi phục lại rõ ràng, hắn choáng váng, chỉ thấy trước mắt, tòa pháp thân Bách Kiếp động minh chìm trong ngọn lửa, đưa lưng về phía Tây Khất Thuật, kim hoàng thập nhị diệp sau lưng không ngừng xoay tròn đón đỡ nguyên khí phong bạo, mà Ngô Thượng Nhung được pháp thân ôm trong lồng ngực. Nghiệp hỏa đã thức tỉnh vào giây phút Ngô Thượng Nhung bước vào cảnh giới thập nhị diệp, Ngô Thượng Nhung mỉm cười, tay cầm trường kiếm đâm tới, đối mặt với Tây Khất Thuật, nhận lấy cái chết. Hắn đạm nhiên nói, Trường Sinh kiếm hóa thành kiếm cương đầy trời, biến thành trường long, bổ nhào vào ngực Tây Khất Thuật, Tây Khất Thuật ngơ ngác rơi thẳng xuống đất, nằm ngửa mặt lên trời, đám kiếm cương như trường long há mồm đớp xuống khiến hắn rơi vào hố sâu tuyệt vọng, nuốt trọn tín niệm của hắn. Oanh, chiến đấu kết thúc, kiếm cương tiêu tán. Thanh cương tiêu tán, huyết đao bị chém đứt đôi cắm vào mặt đất, Tây Khất Thuật trợn mắt nhìn Ngô Thượng Nhung lăn không trên không trung, ít hầu như nghẹn lại, rốt cuộc hắn hộc máu, thở ra một hơi, Tần Đế sẽ không tha cho các ngươi. Ha ha, Tây Khất Thuật vẫn cố gắng cười to, đúng lúc này, một thân ảnh tựa như sói hoang nhào về phái Tây Khất Thuật, phốc phốc phốc, hàng mang trong tay điên cuồng đâm vào thân thể hắn, một đao, hai đao, ba đao, rốt cuộc không ai đếm rõ được Minh Thế Nhân đã vung bao nhiêu đao. Cho đến khi Tây Khất Thuật biến thành một đống máu thịt be bét, thân ảnh kia mới giảm tốc độ, trong miệng không ngừng mắng, ngươi mới là tạp chủng, ngươi mới là tạp chủng. Cả nhà ngươi đều là tạp chủng, đến khi hắn gần như kiệt sức, phía trên mới truyền đến thanh âm, lão tứ, đủ rồi, Minh Thế Nhân không có dừng lại, mặc kệ thương thế của bản thân, vẫn không ngừng vung ly biệt câu, Ngô Thượng Nhung lại nói lần nữa, đủ rồi, sóng âm mềm mại đẩy Minh Thế Nhân ra, hắn ngồi phịch xuống đất, ly biệt câu dính đầy máu tươi cắm ở trước mặt. Ánh trăng nhàn nhạt rọi vào gương mặt hắn, Minh Thế Nhân nhìn về phía Tây Khất Thuật, Tây Khất Thuật ngẹo đầu nhìn hắn, trên mặt mang theo nụ cười, hai mắt mở lớn, đã không còn khí tức, Minh Thế Nhân không biết mình có nên vui hay không, hắn từng giết rất nhiều người, từ quan to hiển quý đến người buôn bán nhỏ. Nhưng không người nào khiến hắn cảm thấy căng thẳng như Tây Khất Thuật, không phải bởi vì Tây Khất Thuật mạnh, không phải vì Minh Thế Nhân sợ, mà là vì trong lòng hắn có một loại cảm xúc khó hiểu, phẫn nộ, thù hận, buồn bã. Vui vẻ, quá nhiều tâm tình đang xen vào một chỗ khiến hắn cảm thấy rất phức tạp, ngồi đó thật lâu, hô hấp của Minh Thế Nhân mới từ từ bình phục. Hắn hít sâu một hơi, lau đi máu tươi trên mặt, mắng một tiếng, thật bẩn, cương khí bộc phát khiến toàn bộ tiên huyết bốc hơi, hóa thành hư không. Minh Thế Nhân rút ly biệt câu lên, dùng tay áo lau lưỡi câu trở lên sạch sẽ, bóng loáng, Ngô Thượng Nhung nói, đệ không có lời nào muốn nói với ta, ách, Minh Thế Nhân gãi gãi đầu, vừa rồi đệ thất thố. May nhờ có nhị sư huynh xuất hiện kịp thời, nếu không đệ cũng xong đời, Ngô Thượng Nhung nhíu mày, hắn không phải người hài hước. Nhưng hắn cũng không muốn bức bách người khác làm điều họ không muốn, đặc biệt khi đó còn là đồng môn của hắn. Minh Thế Nhân tự thấy lúng túng, thở dài một tiếng, hầy, kỳ thực ta đến từ Thanh Liên giới, Ngô Thượng Nhung gật đầu đứng xuống cạnh hắn, ngẩng đầu nhìn lên mặt trăng dịu dịu. Minh Thế Nhân hỏi, nhị sư huynh không kinh ngạc sao, ta đã đoán được. Ngô Thượng Nhung thản nhiên đáp. Một cổ thi thể nằm ngay bên cạnh, vừa thưởng thức ánh trăng vừa trò chuyện, quả là khiến người ta sợ hãi. Để đệ xử lý một chút đã, Minh Thế Nhân vung ra cương ấn, chém nát thi thể không còn một mảnh. Trăng treo trên đầu thành, tròn vằn vặt, hai người sóng vai đứng bên ngoài thành, ngẩng đầu ngắm trăng. Minh Thế Nhân thở dài một tiếng, đệ có một người huynh đệ, hắn rất ngốc rất ngốc. Hắn không biết nói chuyện, lần nào giao lưu với người khác cũng phải hơ tay múa chân, hắn không nghe được gì. Nhưng lại rất thích nghe người ta nói chuyện, làm như thể mình nghe rất chăm chú ấy, người đó bị câm điếc. Ngô Thượng Nhung hỏi, đúng vậy. Hắn câm điếc. Minh Thế Nhân không muốn dùng từ ngữ này để hình dung huynh đệ mình, bèn nói, đúng hơn là, ông trời cảm thấy thế giới này quá mức bẩn thỉu nên loại bỏ tạp âm ra khỏi thế giới của hắn. Minh Thế Nhân ngồi xuống đất, trong tay cầm một nhành cỏ dại, trong mắt tỏa ra quang hoa. Cỏ dại hóa thành bột mịn, hắn chính là một mảnh giấy trắng.
từ nhỏ đã không bị thế giới này tiêm nhiễm. Hắn thích cười, dù cho bị đánh cũng sẽ tươi cười với đối phương. Ngô Thượng Nhung nghi hoặc nói, bị đần sao? Hắn không đần. Minh Thế Nhân lắc đầu, hắn chịu đánh thay đệ, trộn đồ cho đệ ăn, thay đệ làm những việc mệt nhọc bẩn thỉu. Chỉ là hơi ngốc thôi, đúng là một vị huynh đệ có tình có nghĩa. Ngô Thượng Nhung mỉm cười nói, hắn hiện đang ở đâu, chết rồi. Minh Thế Nhân nhẹ nhàng nói, bị Tây Khất Thuật đánh chết. Khi đó hắn mới 8 tuổi, còn nhỏ hơn đệ 1 tuổi, không ai quản sao. Ngô Thượng Nhung nhíu mày, Mạnh Minh Thị là tên hèn nhát đệ nhất đại cầm, hắn làm gì dám quản. Minh Thế Nhân mắng một câu, phế vật vĩnh viễn là phế vật, không có khả năng may mắn một lần thì trở thành chiến thần, thay đổi tính nết. Ngô Thượng Nhung thấy lão tứ vẫn còn sức tức giận, bèn cười một tiếng hỏi, hắn là gì của đệ. Minh Thế Nhân đáp ngắn gọn, kẻ thù. Ngô Thượng Nhung đang nghe truyện trên TV audio CV không nói gì, chỉ đứng bên cạnh Minh Thế Nhân, ôm Trường Sinh kiếm trong ngực nhìn lên thiên không. Minh Thế Nhân tiếp tục nói, chúng ta từ nhỏ đã ở Mạnh Phủ, có rất nhiều chuyện đệ nhớ không rõ. Những việc xảy ra trước lúc 5 tuổi đều như một giấc mộng, mơ mơ hồ hồ. Có lúc đệ nghĩ, nếu mạng người phân chia cao thấp, quý tiện, vậy vì sao một nơi cao quý như Mạnh Phủ lại cho phép hai huynh đệ chúng ta tồn tại? Ha ha, đệ đến Kim Liên giới bằng cách nào? Minh Thế Nhân lắc đầu, nhớ không rõ. Đệ chỉ nhớ mình lên một chiếc phi liễn chở theo rất nhiều đồng tử mà đệ là một trong số đó. Về sau phi liễn xảy ra chuyện, tất cả đều ngã chết. Nói tới đây hắn nhếch môi cười một tiếng, công nhận, mệnh của đệ quá con mẹ nó lớn nha, đúng là lớn thật. Ngô Thượng Nhung gật đầu, chờ đến khi tỉnh lại, đệ gặp được sư phụ. Minh Thế Nhân nhìn quanh nhìn quẩn một chút rồi nhẹ giọng nói, nhị sư huynh, huynh nói xem đệ có tính là xui xẻo không, ngày nào cũng bị đánh, sau khi vào Ma Thiên Các vẫn là bị đánh. Ngô Thượng Nhung rất muốn nói một câu, chúng ta đều như nhau nha người anh em. Nhưng hắn là sư huynh, không thể nói năng như vậy. Có điều Ngô Thượng Nhung cũng đã minh bạch vì sao Minh Thế Nhân lại có vẻ thù ghét Thanh Liên giới, vì sao lại có địch ý với Triệu Dục. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, thời gian không còn sớm, trở về thôi. Ngô Thượng Nhung điểm chân xuống đất, bay lướt lên không trung. Minh Thế Nhân phủi phủi quần áo rồi không người hành lễ với Ngô Thượng Nhung, sau đó mới bay theo. Cùng lúc đó, Lục Châu cũng thu hồi thần thông. Trên thực tế, từ khi nghe tiếng thông báo điểm công đức nhập trướng, Lục Châu đã cấp tốc quan sát các đồ đệ, cuối cùng khóa chặt trên người Minh Thế Nhân và Ngô Thượng Nhung. Mạnh Phủ, Lục Châu lục tìm trong ký ức xem có hình ảnh nào liên quan đến quá khứ của Minh Thế Nhân không, nhưng có lẽ vì đã quá lâu, hắn nghĩ mãi cũng không ra. Có đôi khi Lục Châu lại nghi hoặc, vì sao Cơ Thiên Đạo lại trùng hợp thu nhận những người này làm đồ đệ. Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt, Thiên Nhai Cộng Thử Thời. Lục Châu than nhẹ một tiếng rồi nhắm mắt lại tiếp tục tu hành. Sáng hôm sau, tin tức đại tướng quân Tây Khất Thuật tử vong đã truyền đi khắp Hàm Dương, khiến dân tình chấn động. Một số phụ tá có quan hệ mật thiết với Tây Khất Thuật cấp tốc tụ tập lại, kể cả cao thủ kiếm đạo Bạch Ất. Trong một biệt quyển, không khí có vẻ rất kìm nén. Hơn 10 tên thích khách dưới trướng Tây tướng quân đều chết trong tay một cao thủ kiếm đạo, toàn bộ là một kích chí mạng. Nếu hôm qua Bạch tướng quân không ngồi uống rượu cùng ta cả đêm, ta đã hoài nghi là Bạch tướng quân làm. Một người mặc trường bào xám, trên mặt có lúng phúng râu, tay ôm kiếm nói, cao thủ kiếm đạo, đã tìm được thi thể Tây Khất Thuật, vết thương trên người hắn rất quỷ dị phức tạp. Có vết đao, có vết lưỡi câu, cũng có vết kiếm. Hung thủ vô cùng hung tàn, ra tay tàn nhẫn, sắc mặt đám người ngưng trọng, điều này nói rõ hung thủ không phải là một người mà là một nhóm người. Hơn nữa, tu vi của bọn hắn rất cao, dám ra tay với Tây tướng quân tại phụ cận Đô Thành, lá gan thật lớn. Đám người này có mục đích gì? Lúc này, một quan viên tuổi tác hơi lớn lên tiếng. Ta nghe nói trong vòng một đêm, Mạnh Phủ được cây cối bao phủ xanh biếc như mùa xuân, chẳng lẽ là Mạnh Minh Thị trở về báo thù? Lời này vừa nói ra, đám người đưa mắt nhìn nhau, cảm giác sống lưng lạnh ngắt, trên đời này làm gì có quỷ quái, đừng có tự mình dọa mình. Mạnh Minh Thị đã chết từ đời nào, ta đã cho người điều tra, thuộc hạ Huyền Cao dưới trướng Tây Khất Thuật trước khi chết từng đi tới Triệu Phủ, chuyện này ắt có quan hệ đến Triệu Công Tử. Bạch Ất nghi ngờ nói, Triệu Dục, gần đây thời buổi rối loạn, Thác Bạc chân nhân và Diệp chân nhân đồng loạt tạ thế, Phạm chân nhân bế quan không ra, Tần chân nhân thần long không thấy bóng, ta luôn cảm thấy hiện tượng mất cân bằng không chỉ ảnh hưởng đến phía đối diện. Bạch Ất nói, trước cứ bẩm báo việc này lên cho Tần đế bệ hạ định đoạt. Đám người gật đầu đồng ý. Giữa trưa, tại Triệu Phủ, trong biệt quyển, các chủ, Thất tiên sinh đã đưa tới định vị trận. Nhan Chân Lạc đưa phù chỉ đã khắc họa xong, dâng lên cho Lục Châu. Lục Châu gật đầu, tiếp nhận phù chỉ. Sau đó lấy ra ngọc phù truyền tống tập thể,
thiêu đốt phù chỉ, ấn phù bay ra chui vào bên trong ngọc phù. Ngọc phù tỏa ra quang hoa, trở nên nóng ấm. Lát sau lại khôi phục bình thường, Lục Ly nói, có ngọc phù này, chúng ta có thể trở về Ma Thiên Các trong vòng một khắc đồng hồ, đây không chỉ có tác dụng chi viện, mà cũng là một loại thủ đoạn tự bảo vệ mình. Lục Châu thu hồi ngọc phù, nhìn về phía Minh Thế Nhân đứng trong đám người. Minh Thế Nhân đã thay một bộ quần áo khác, trông thản nhiên như chưa từng có gì xảy ra. Lục Châu gọi, lão tứ. Minh Thế Nhân giật mình, không người đi tới, sư phụ, ngươi vừa được thiên khải chi trụ tán đồng, tu vi tăng mạnh. Để vi sư xem ngươi tiến bộ bao nhiêu, bàn tay vung lên, một đạo chưởng ấn bay về phía Minh Thế Nhân. Minh Thế Nhân giật nảy cả mình, không ngờ sư phụ nói ra tay là ra tay. Cho tới bây giờ hắn vẫn chưa bao giờ nghĩ tới việc phải đề phòng sư phụ, mà cho dù có thì cũng vô dụng. Minh Thế Nhân luống cuống nhìn chưởng ấn bay tới, hai tay chập lại chống đỡ, ầm, chưởng ấn nện vào hai tay hắn. Minh Thế Nhân lui về sau hơn 10 bước, suýt chút nữa đã ngã xuống, há mồm ho khan kịch liệt, hắn cố nén ánh mắt hốt hoảng, cấp tốc nặn ra một nụ cười, sư phụ thần uy cái thế, đồ nhi sao có thể là đối thủ của người. Đám người nhìn cảnh này, không khỏi cảm thấy xấu hổ, chưởng ấn kia có bao nhiêu lực đạo, mọi người đều cảm giác được rõ ràng. Tốc độ ra chưởng cũng không nhanh, chỉ là hơi bất ngờ, cho dù có đánh trúng cũng không đến mức phải lui lại ho khan liên tục như thế. Cách giải thích duy nhất chính là, con hàng này lại diễn trò, khá lắm, diễn tốt lắm, rất có tinh túy của lão bác. Chỉ có Ngô Thượng Nhung biết rõ Minh Thế Nhân đang bị thương, bèn vội vàng nói, chưởng ấn của sư phụ nội liễm khí tức, quả thật khiến người ta khó lòng nắm bắt. Đám người, chấm chấm chấm, mặt trời mọc ở đằng Tây rồi. Ngay cả kiếm ma Ngô Thượng Nhung mà cũng biết vỗ mông ngựa. Lục Châu nhìn bộ dạng chật vật của Minh Thế Nhân, không thèm vạch trần hắn mà thản nhiên nói, ngươi phải nhớ kỹ một điều. Ma Thiên Các mới là chỗ dựa của ngươi. Đám người nghe vậy lập tức não bổ, ý của sư phụ là đang nhắc nhở lão tứ không được phản bội Ma Thiên Các, nhưng Minh Thế Nhân lại hiểu được hàm ý của sư phụ, trong lòng cảm động, không người đáp, đồ nhi ghi nhớ lời sư phụ dạy bảo. Đúng lúc này, một người hầu bước vào, cung kính nói, lão tiên sinh, người trong cung đến điều tra vụ án Tây tướng quân bị giết. Triệu công tử mời ngài qua đó. Lục Châu đứng dậy, thản nhiên nói, không gặp. Sau đó xoay người trở về phòng tu luyện, người hầu cũng rất cạn lời, gia sư đâu phải người các ngươi muốn gặp là gặp. Minh Thế Nhân trợn mắt nói, Ma Thiên Các chỉ đến đây nghỉ chân, thuận tiện tìm hiểu tình hình tại Thanh Liên giới. Nếu ai đến đòi gặp cũng ra gặp, vậy chẳng phải sư phụ sẽ mệt chết sao, nhưng mà việc này can hệ trọng đại a. Người hầu khóc không ra nước mắt, ta đi theo ngươi một chuyến. Minh Thế Nhân nói, cùng đi đi. Vu Chính Hải cũng bước ra khỏi biệt uyển. Ngoại trừ bốn huynh đệ Khổng Văn, Tiểu Diên Nhi và Hải Loa ra thì những người còn lại trong Ma Thiên Các đều đi theo người hầu Triệu Phủ đến đại sảnh. Đến nơi, bọn hắn thấy có rất nhiều quan binh và tu hành giả đứng trong sân viện, tổng cộng có hơn 100 người, thế trận không nhỏ. Minh Thế Nhân cười nói, đám người không dừng lại mà trực tiếp tiến vào đại sảnh. Vừa vào trong, bọn hắn nhìn thấy trên công đường có hai người thắt bím tóc, mặc khôi giáp, một người gầy một người béo, trên mặt bọn hắn có vẻ một đóa hoa màu đen. Đuôi mắt vẽ rất đậm trông khá yêu mị. Triệu Dục vội vàng đứng lên nghênh đón, lão tiên sinh đâu? Minh Thế Nhân nói, gia sư không rảnh quản chuyện của ngươi. Nói đi, có chuyện gì? Triệu Dục lúng túng nói, để ta giới thiệu một chút. Vị này là Trí Vũ Tử Đại Nhân, vị này là Trí Văn Tử Đại Nhân, đều đến từ trong cung, một văn một võ, được đấy. Minh Thế Nhân gật đầu, tuyệt không đáp lễ. Bởi vì đối phương ngồi đó với thái độ cao cao tại thượng khiến trong lòng hắn nảy sinh chán ghét. Bèn qua loa nói, ồ, không còn chuyện gì khác. Vậy ta đi trước, chờ một chút. Trí Văn Tử mở miệng nói, có việc gì thì nói nhanh đi. Bụng ta đang réo. Minh Thế Nhân thúc giục, Trí Văn Tử nói, phụng ý chỉ của Tần Đế, ta đến đây điều tra vụ án Tây tướng quân bị giết. Tây Cất Thuật có một vị huynh đệ tên là Huyền Cao, trước khi xảy ra chuyện hắn từng đến Triệu Phủ, có việc này không? Minh Thế Nhân nhìn thoáng qua Triệu Dục, không rõ trước đó hắn đã nói gì. Dù sao lúc Huyền Cao bị giết, Triệu Dục cũng có mặt ở đó, chết rồi à? Ai giết? Minh Thế Nhân kinh ngạc nói, Trí Văn Tử nhíu mày, Triệu Dục cười nói, ta đã nói rồi, cái chết của Huyền Cao không liên quan gì đến chúng ta. Trí Văn Tử nhìn Minh Thế Nhân không rời mắt, tiếp tục hỏi, đêm hôm đó ngươi ở đâu? Nói nhảm, ta ở Triệu Phủ tắm rửa cũng phải báo cáo cho ngươi. Trước khi tắm rửa ta còn đi nặng nữa đó. Minh Thế Nhân đáp, Trí Văn Tử nói, đêm hôm Huyền Cao xảy ra chuyện, có người nghe được âm thanh đánh nhau kịch liệt, ta đã phái người kiểm tra bốn phía, sàn nhà đá xanh tại Nam Uyển vừa mới sửa lại, có vết tích chiến đấu, việc này ngươi giải thích như thế nào?
Triệu Dục vừa định nói chuyện, Trí Văn Tử đã chặn lại, ta đang hỏi hắn, không có hỏi ngươi. Triệu công tử xin hãy tự trọng, thái độ ép hỏi của đối phương khiến Minh Thế Nhân chẳng có chút hảo cảm nào. Sao ngươi không nói thẳng là ta giết Huyền Cao luôn đi, còn quanh co lòng vòng cái gì, ta có đủ lý do để hoài nghi ngươi. Trí Văn Tử nói, hắn phất tay, đám tu hành giả bên ngoài lập tức bao vây đại sảnh và biệt uyển, câm miệng. Triệu Dục đột nhiên nổi giận quát, Triệu công tử, ta luôn kính trọng hai vị đại nhân, nhưng các ngươi đang làm cái trò gì vậy? Đây là phủ của ta, ta lặp lại lần nữa, việc này chẳng liên quan gì đến bằng hữu của ta hết, cút ra ngoài cho ta. Triệu Dục nói, Trí Văn Tử và Trí Vũ Tử bị thái độ của Triệu Dục làm cho kinh ngạc. Triệu công tử luôn luôn nhu nhược, từ khi nào lại trở nên cường thế như vậy, ngươi muốn chống lại ý chỉ của Tần Đế. Trí Văn Tử cau mày nói, Tần Đế bảo ngươi đến điều tra hung thủ, không phải bảo ngươi không có chứng cứ mà đổ tội cho người khác. Triệu Dục tức giận nói, chuyện này ta nhất định sẽ cáo trạng với Tần Đế. Trí Văn Tử và Trí Vũ Tử đứng lên, không người hành lễ với Triệu Dục. Trí Văn Tử nói, Triệu công tử bớt giận, hôm nay hai huynh đệ ta đã vô lễ, xin cáo từ. Hắn vung tay lên, dẫn theo đám người rời đi, đi rất kiên quyết, đại sảnh khôi phục yên tĩnh. Minh Thế Nhân liếc mắt nhìn Triệu Dục, thật là ai cũng có thể leo lên đầu ngươi dẻo võ dương oai. Triệu Dục đỏ mặt tới mang tai, thở dài nói, hai người này không đơn giản, bọn hắn là phụ tá đắc lực của Tần Đế. Rất nhiều chuyện đều do bọn hắn ra mặt xử lý. Có thể nói, nhìn thấy bọn hắn cũng giống như nhìn thấy Tần Đế, nhưng mà rốt cuộc ngươi cũng mạnh mẽ được một lần. Minh Thế Nhân nói, thầy, hai người này vốn là cao thủ Tấn Quốc. Sau khi Tấn Quốc diệt vong, bọn hắn trở thành thuộc hạ dưới trướng Tần Đế, tu vi và mưu lược đều sâu không lường được, được Thế Nhân gọi là song tử. Bây giờ ngươi còn tin tưởng bọn hắn không? Triệu Dục ngồi phịch xuống ghế, thất vọng nói, ngươi nói đúng, trong cả cái Triệu phủ này chỉ có mình ta là đồ ngu, dù rằng sự thật quá đổi tàn nhẫn, nhưng hắn không thể không thanh tĩnh, bây giờ biết rồi cũng không tính là muộn. Minh Thế Nhân cười nói, Ngu Thượng Nhung hỏi, tu vi của song tử thế nào, không rõ. Triệu Dục lắc đầu suy đoán, hẳn là mạnh hơn Tây Khất Thuật không ít. Cùng lúc đó, Trí Văn Tử và Trí Vũ Tử rời khỏi Triệu phủ, đại ca, có chắc chắn không? Trí Vũ Tử hỏi, ừm. Trí Văn Tử gật đầu, người trẻ tuổi chính là hung thủ giết Huyền Cao và Tây Khất Thuật, người ôm kiếm là đồng lõa của hắn, vậy tại sao không trực tiếp bắt bọn hắn lại? Trí Vũ Tử nghi hoặc hỏi, có phát hiện mới? Trí Văn Tử quay đầu nhìn về phía Triệu phủ, trên người bọn hắn có mùi của Tây Khất Thuật, cho dù có che giấu thế nào cũng không thể ẩn tàng, hơn nữa trên thân người trẻ tuổi, ta còn ngửi được một mùi vị đặc thù, mùi vị gì? Mạnh Minh Thị. Trí Vũ Tử kinh ngạc nói, là tên đại tướng quân Mạnh Minh Thị đã đánh bại Tấn Quốc trong trận chiến ở Hào Sơn. Đúng vậy, mùi trên người hắn giống hệt mùi của Mạnh Minh Thị. Đại ca, nếu huynh nói sớm, vừa nãy ta đã hạ lệnh bắt hết bọn hắn. Trí Vũ Tử ảo não nói, Trí Văn Tử lắc đầu, nếu bắt được thì còn đến lượt ngươi. Người ôm kiếm kia khí định thần nhàn, trấn định vô cùng. Người đeo đao khí tức hùng hậu, liên miên không dứt, hai người này tuyệt không tầm thường. Mà mấu chốt nhất là, hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp, trên thân bọn hắn có chung một loại khí tức ba động, khí tức này trên thân người tuổi trẻ là mạnh nhất, hai người kia yếu hơn một chút, loại ba động này vừa giống nhau nhưng lại có thể phân biệt rõ ràng, quỷ dị như vậy. Trí Vũ Tử nhíu mày, ta hoài nghi bọn hắn đều là dư nghiệt của Mạnh Minh Thị. Trí Văn Tử nói, nếu đúng là vậy thì có thể giải thích thông suốt rồi, hắn có đầy đủ động cơ để giết Tây Khất Thuật và Huyền Cao. Tây Khất Thuật vẫn luôn đùa bẩn Triệu Dục trong lòng bàn tay, hiện tại thanh tĩnh nên quyết định đứng về phía bọn hắn cũng rất dễ hiểu. Trí Vũ Tử gật đầu, đại ca phân tích rất có lý, vì để ổn thỏa, chúng ta né tránh mũi nhọn trước. Ta sẽ nghĩ cách để bắt hết bọn chúng lại. Trí Văn Tử nói, hay là mời chân nhân hỗ trợ, hiện tượng mất cân bằng càng lúc càng hỗn loạn, thiên hạ không thái bình, chân nhân sẽ không dễ gì mà rời núi, Thác Bạc Tư Thành và Diệp Chính chết, Tần Nhân Việt và Phạm Trọng sẽ càng thêm cẩn thận. Nhắc tới chân nhân, Trí Vũ Tử không khỏi thở dài một tiếng, Thác Bạc chân nhân là người ta kính ngưỡng, không ngờ hắn cũng chết, Ngung Trung có Trấn Nam Hầu và Thiên Ngô thủ hộ, đừng nói là hắn, cho dù là tứ đại chân nhân cùng đến cũng phải dè chừng. Trí Văn Tử nói, đại ca, ta có một nghi vấn vẫn luôn không dám hỏi. Trí Vũ Tử thấp giọng nói, chúng ta là huynh đệ, ngại cái gì? Trí Vũ Tử nghĩ ngợi một chút rồi nhỏ giọng hỏi, tu vi của Tần Đế bệ hạ, hắn còn chưa nói dứt câu. Trí Văn Tử đã giơ tay lên ngăn lại. Tai vách mạch rừng. Hồi phủ, vâng, màn đêm buông xuống, trong Triệu phủ,
cần thêm một đoạn thời gian nữa mới có thể khai mệnh cách thứ 14. Lục Châu nhẹ giọng lẩm bẩm, đại mệnh cách đã có 2 viên, cho dù là chân nhân cũng chưa chắc làm được điều này. Mấy viên mệnh cách tiếp theo Lục Châu có thể chọn lựa đặt vào khu vực nhân và địa, nói cách khác, chỉ cần dùng mệnh cách chi tâm của thú vương và thú hoàng là đủ. Lục Châu mở giao diện điểm công đức ra xem, 141.310 điểm, Ngô Thượng Nhung và Minh Thế Nhân giết Tây Khất Thuật và 10 tên bộ hạ, thu được hơn 50.000 điểm, cũng không tệ, rất lâu rồi không rút thưởng, khí vận hẳn là đã tăng lên không ít, rút thưởng, tiên, tiêu hao 50 điểm công đức, cảm ơn đã tham gia rút thưởng, điểm may mắn cộng 1, rút thưởng, tiên, tiêu hao 50 điểm công đức, thu hoạch được huyền vi thạch ít 1, Lục Châu dừng lại. Huyền vi thạch mà cũng có thể rút thưởng được, cộng thêm trước đó, hắn đã có tổng cộng 10 phần huyền vi thạch, 10 phần chắc là đủ rồi, Lục Châu lấy cả 10 phần ra đặt ở trước mặt, huyền vi thạch, có thể đề thăng vật phẩm từ hợp cấp lên hàng cấp, thấy dòng ghi chú này, Lục Châu hài lòng gật đầu, vũ khí, vị danh, ngọc phất trần, thiên giai, tử lưu ly, hợp, phiền lung ấn, hợp, thất tinh kiếm, thánh giả quyền trượng, phong linh cung, trấn thọ thung, hằng, linh tính 20%, tu la loan đao, vị danh có thể tự đề thăng phẩm chất, không cần quản. Trong những vật phẩm còn lại, chỉ có tử lưu ly là có trợ giúp lớn nhất đối với Lục Châu. Lục Châu mua một tấm luyện hóa phù rồi ném tử lưu ly và huyền vi thạch vào trong ngọn lửa. 10 phần huyền vi thạch bị nung đỏ lên tỏa ra hồng quang, từ từ kết nối với nhau trông như thang nhóm lửa trại. Tử lưu ly ở ngay chính giữa, được hồng quang và ngọn lửa chiếu sáng rạng rỡ. Việc còn lại chỉ là chờ đợi. Lục Châu lấy thánh giả quyền trượng, tu la loan đao, thất tinh kiếm và ngọc phất trần ra để phân giải. Tu la loan đao phân giải ra một phần huyền vi thạch, thất tinh kiếm và thánh giả quyền trượng phân giải ra 3 phần hắc diệu thạch, còn ngọc phất trần, cái gì cũng không có, hắn không phân giải phong linh cung. Ma Thiên Các có một thần xạ thủ là Hoa Nguyệt Hành, lưu lại cho nàng dùng sẽ thích hợp hơn, dù gì cũng là hồng cấp. Lục Châu chú ý thấy trấn thọ thung có linh tính 20%, nghĩa là hắn chỉ có thể phát huy 1/5 uy lực của trấn thọ thung. Linh tính càng nhiều thì uy lực càng tăng, cuối cùng, Lục Châu lấy Lam Pháp Thân ra. Nên đề thăng uy lực cho Lam Pháp Thân, trước đó Lam Pháp Thân là Bách Kiếp Động Minh Nhị Diệp, một lần thăng cấp cần có 10.000 năm thọ mệnh, à phải, hắn còn có 10 tấm thẻ nghịch chuyển cường hóa cao cấp, Lục Châu không hề do dự lấy ra bóp nát, trên bầu trời Triệu Phủ, sinh cơ mênh mông cuồn cuộn như gió lốc vòi rồng trút xuống, đám tu hành giả tuần tra trong Triệu Phủ kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Mà đám người Ma Thiên Các thì đã chẳng còn tí kinh ngạc nào, tiếp tục nói cười trong sân viện, Khổng Văn nghi hoặc nhìn lên. Nhan Tả Sứ, các chủ đang làm gì thế, một loại đại thần thông trị liệu của các chủ đó. Chỉ cần đừng tới gần là được. Nhan Chân Lạc rất có kinh nghiệm nói, Khổng Văn gật đầu, lúc này Triệu Dục cũng vội vàng chạy tới hỏi, xảy ra chuyện gì thế, Khổng Văn đáp, các chủ đang tu luyện đại thần thông thuật, không cần ngạc nhiên, đại thần thông thuật, Triệu Dục nhìn lên bầu trời ngập tràn sinh cơ, trong lòng không khỏi kinh hãi, chợt nhớ tới mẫu thân được lão tiên sinh trị liệu xong, khí sắc và thân thể đều chuyển biến tốt đẹp. Hắn bèn lẩm bẩm, chẳng trách, cùng lúc đó, trong cung điện bạch sắc, Lam Y nữ hầu nhanh chân đi tới, không người nói, chủ nhân, bên phía thánh điện đã kiểm trắc ra tình huống mới, nói là xuất hiện nhân tố bên ngoài ảnh hưởng đến hiện tượng mất cân bằng, Lam Hy Hòa mở to mắt nhìn nàng. Nói tiếp đi, cán cân công chính đã phát hiện có đại lượng sinh cơ di chuyển về phía Tây, hẳn là Thanh Liên Giới. Bọn họ đã phái cân bằng giả đến đó điều tra, Thanh Liên Giới, Lam Hy Hòa chậm rãi đứng dậy. Thân ảnh lóe lên xuất hiện trước mặt nữ hầu, đúng thế, là chính miệng Âu Dương tiên sinh nói như vậy. Lam Y nữ hầu đáp, Lam Hy Hòa nghi hoặc hỏi, có thể khiến cán cân công chính chú ý, số lượng sinh cơ di động hẳn là không ít, Âu Dương tiên sinh nói tình huống này chỉ xuất hiện trong giây lát, không kéo dài. Có thể là có người tấn thăng lên chân nhân hoặc thánh nhân. Nữ hầu nói, ngươi và Trọng Minh Điểu đã rời đi một lần, nếu lại đi sẽ khiến người khác chú ý, không có mệnh lệnh của ta. Không được tự ý chủ trương, vâng, Lục Châu nhìn lại bản thọ mệnh, 5.096.862 ngày, 13.964 năm, 10 tấm thẻ nghịch chuyển cường hóa cao cấp gia tăng 5.000 năm tuổi thọ, kỳ quái là trấn thọ thung hấp thu nhiều thọ mệnh như vậy cũng không gây ra phản ứng lớn như thế. Vì cái gì mỗi lần sử dụng thẻ nghịch chuyển đều tạo thành động tĩnh kinh người, đúng là quá mức rêu rao, Thanh Liên Giới cao thủ nhiều như mây, muốn không khiến người khác chú ý đúng là không có khả năng mà. Quả đúng như Lục Châu dự liệu, cách Triệu Phủ không xa có không ít cao thủ tu hành đang nhìn chằm chằm vào Triệu Phủ với vẻ mặt kinh ngạc, đến xem không, Trí Đại Nhân nói, trước khi làm rõ ràng tình hình bên trong Triệu Phủ, chúng ta không được hành động nông nổi, Trí Đại Nhân cũng dặn chúng ta làm việc tùy theo hoàn cảnh,
tìm đúng thời cơ để thăm dò Triệu phủ. Đây là cơ hội tốt, sinh cơ khổng lồ như vậy rất có thể đến từ thánh vật, câu nói này khiến đám tu hành giả lộ vẻ do dự. Không ai chống cự nổi sự dụ hoặc của thánh vật, lần lượt từng thân ảnh xuất hiện trên không trung bên ngoài Triệu phủ, bọn hắn tham lam hít lấy khí tức sinh cơ còn lưu lại trên không trung, nơi này là phủ đệ của Triệu công tử. Chúng ta đi thôi. Có tu hành giả thức thời cấp tốc rời đi, đám tu hành giả muốn nhân cơ hội thăm dò Triệu phủ thì nấn ná ở lại, lúc này mà không đến, chẳng phải là phí công rồi, chúng ta không ăn trộm ăn cướp, bay lại gần xem một chút thôi, rất nhiều tu hành giả tiến lại gần. Khi đến cách 100 mét, bên dưới Triệu phủ đột nhiên truyền tới thanh âm, khuyên các vị mau chóng rời đi, thanh bào kiếm khách Ngô Thượng Nhung lóe lên, xuất hiện trên không trung Triệu phủ nhìn về phía đám người, xin hỏi tôn tính đại danh của các hạ, chúng ta có thể... Ngô Thượng Nhung cười nhạt một tiếng, thật xin lỗi, ta còn chưa nói xong, tại hạ không có ý ngắt lời ngươi. Ngô Thượng Nhung nói, nhưng bất kể các ngươi đề xuất yêu cầu gì, tại hạ đều sẽ cự tuyệt, Triệu công tử đâu? Chúng ta muốn bái kiến hắn một lần, không biết có cơ hội này không? Hắn vừa nói xong, hư ảnh Ngô Thượng Nhung đã lóe lên. Đắc tội, vụt, Trường Sinh kiếm rút ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo hồng quang. Vù vù vù, Trường Sinh kiếm lại ra vào vỏ. Đám tu hành giả còn chưa kịp phản ứng gì, chỉ thấy hồng quang lóe lên, bên tai truyền đến tiếng gió, sau đó bốn phía lại khôi phục yên tĩnh tựa như chưa có gì phát sinh. Đám người nghi hoặc nhìn Ngô Thượng Nhung, đắc tội cái gì? Hù dọa chúng ta sao? Rắc, đúng lúc này, vũ khí của bọn hắn đồng loạt nứt ra, gãy làm đôi. Tu hành giả không có vũ khí thì đai lưng quần bị chém đứt, đao của ta, vết cắt chỉnh tề thành một đường thẳng kéo dài khiến đám người không rét mà run. Kiếm thuật thật tinh xảo. Đám người sợ hãi nuốt nước miếng, xin lỗi, mấy người chúng ta không cố ý quấy rầy. Chúng ta lăn đi ngay, vù, không bao lâu sau, không trung Triệu phủ lại trở nên yên tĩnh, kiếm thuật của nhị sư đệ lại đề thăng rồi. Thân ảnh Vu Chính Hải xuất hiện bên cạnh. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha, vận khí thôi. Tin rằng đao pháp của đại sư huynh cách hai mệnh quan không xa. Ngô Thượng Nhung đáp, có kim liên tu hành khó hơn nhiều. Muốn đột phá còn cần phải có kỳ ngộ. Vu Chính Hải nói, trảm kim liên là con đường tu hành khó hơn bất kỳ con đường nào khác, bản thân việc trảm liên đã cần có dũng khí không sợ sinh tử rồi. Ngô Thượng Nhung nói, hiện tại không cần nữa, có bảo mệnh đan thì việc trảm liên đã dễ dàng hơn nhiều. Vu Chính Hải nói, ban đầu khi ta trảm liên làm gì có bảo mệnh đan, bên dưới truyền đến tiếng thở dài. Tiểu Di Nhi đứng dưới đất dẫu môi lầm bầm một tiếng, lại nữa, cửu sư muội. Theo ý muội thì trảm liên dễ hơn hay không trảm liên dễ hơn? Ngô Thượng Nhung hỏi, muội cứ thành thật trả lời, đừng vì mình có kim liên mà nói dối, không biết đâu. Đừng hỏi muội. Tiểu Di Nhi ôm đầu bỏ chạy, Tiểu Hỏa Phượng cấp tốc lạch bạch chạy theo nàng, Vu Chính Hải, Ngô Thượng Nhung, .. Sau khi Tiểu Di Nhi chạy đi, biệt quyển bên dưới tĩnh lặng như nấm mồ, cho đến khi Vu Chính Hải và Ngô Thượng Nhung đều trở về phòng nghỉ ngơi, đám người nấp trong biệt quyển mới thở vào một tiếng. Cùng lúc đó, mấy tu hành giả rời khỏi Triệu phủ, tụ tập lại tại một góc vắng người, tra được gì không? Trí Văn Tử hỏi, Triệu phủ đúng là có cao nhân tọa trấn. Nếu thuộc hạ không lầm, người này có tu vi không dưới 12 mệnh cách, làm sao gặp được? Trí Văn Tử không dễ dàng tin tưởng người khác, tên thuộc hạ tiếp tục báo cáo, người này am hiểu kiếm thuật, dùng một chiêu chém đôi toàn bộ vũ khí của mọi người, từ khí tức đến lực khống chế và kỹ năng đều không thể thấp hơn 12 mệnh cách. Chỉ có 12 mệnh cách. Trí Văn Tử nghi hoặc khó hiểu. Tu vi như thế làm sao giết chết Tây Khất Thuật, đây là khí mệnh châu, rót nguyên khí vào, khi đến gần cường giả nó sẽ phát ra ánh sáng mạnh yếu tùy vào tu vi của đối phương. Cầm lấy nó, đến Triệu phủ dò xét một lần nữa, khí mệnh châu không dùng được quá lâu, đi nhanh về nhanh, không được sai sót, vâng, tu hành giả kia cầm lấy khí mệnh châu bay về phía Triệu phủ, Trí Vũ Tử xuất hiện bên người Trí Văn Tử, nói, đại ca, khí mệnh châu quý giá như vậy, làm thế có phải là lãng phí lắm không, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Trí Văn Tử nói, trong biệt quyển Triệu phủ, Lục Châu không biết hành vi của mình đã khiến ngoại giới chú ý, kể cả Thái Hư, hắn thỏa mãn nhìn bản thọ mệnh. Hiện tại hắn có gần 14.000 năm tuổi thọ, có thể dùng để đề thăng Lam Pháp Thân lên Tam Diệp, nhưng Lục Châu không vội tiêu hao thọ mệnh của chính mình mà cắm trấn thọ thung xuống đất, gọi ra Lam Pháp Thân Bách Kiếp Động Minh, đề thăng. Bách Kiếp Động Minh xoay tròn tại chỗ, bắt đầu hấp thu thọ mệnh bên trong trấn thọ thung, Kim Liên đề thăng tu vi, trước tiên hấp thu thọ mệnh, sau đó trả về. Lam Liên đề thăng tu vi đơn thuần là đòi mạng,
chẳng nhả lại một chút thọ mệnh nào. Nếu không có kim liên và thẻ nghịch chuyển, cho dù có được thiên thư, Lục Châu cũng chỉ có thể sử dụng thần thông thiên thư là hết mức. Vừa nghĩ tới sau này Lam Pháp Thân tấn thăng thiên giới bà Sa sẽ cần đến một con số thiên văn, Lục Châu đã cảm thấy tê cả da đầu. Lam Pháp Thân có mệnh cách như kim liên không nhỉ? Lục Châu thở dài một tiếng, quyết định mặc kệ nó, nhắm mắt tu hành. Theo mệnh lệnh của Trí Văn Tử, tu hành giả kia bay đến khu vực bên ngoài Triệu Phủ, nơi đó vẫn còn không ít tu hành giả đang đứng nhìn. Ngươi tới chậm rồi, tất cả đã kết thúc. Hắn rất muốn đáp lại một câu, ta đây mới là khách quen nè, nhưng rốt cuộc cũng nhịn xuống. Các ngươi không đi vào trong xem sao? Hắn dò hỏi, vào cái rắm, cao thủ kiếm đạo kia chỉ dùng một chiêu đã chém đứt vũ khí của tất cả mọi người, có thể hắn là khách khanh của Triệu công tử. Rất nhiều chư hầu và công tử quyền thế trong Đại Cầm thích thu nhận khách khanh. Người quyền thế cho khách khanh danh vọng và địa vị, khách khanh vì quyền thế mà làm việc cho bọn họ, thôi không còn gì để xem. Giải tán, đám tu hành giả quay đầu rời đi, trong thoáng chốc không còn một ai, nhưng tu hành giả kia vẫn đứng đó. Hắn nhìn trái nhìn phải, thấy không còn ai bèn hóa thành một hư ảnh ẩn vào trong bóng tối, đáp xuống hậu viện Triệu Phủ. Hắn không người xuống quỳ trên mặt đất bằng tứ chi, sau đó chậm rãi bò về phía trước, khí tức toàn thân hoàn toàn biến đổi hệt như một con chó ngao Tây Tạng. Bò đến gần tòa biệt quyển, hắn nép vào chân tường, dùng áo choàng đen che kín khí mệnh châu rồi bí mật quan sát, quang mang trên khí mệnh châu sáng lên. Hắn cấp tốc cất kỹ khí mệnh châu rồi tiếp tục bò về phía trước, trong nội viện Triệu Phủ cực kỳ yên tĩnh. Thần kinh hắn căng cứng đến cực hạn. Hắn áp chế khí tức toàn thân và tiếng tim đập, khiến mình trông chẳng khác gì một con chó. May mà ta có năng lực mệnh cách cao đẳng của chó. Hắn nuốt nước bọt, bò tới một tòa biệt quyển gần đó nhất. Hắn cúi đầu nhìn khí mệnh châu đeo trên ngực, dựa theo độ sáng của nó để đưa ra phán đoán. Tân thủ thiên giới bà Sa, mũi của hắn giật giật. Mùi gì thế? Hắn cúi người ngửi ngửi chân tường. Đó là mùi nước tiểu. Quẹ, con mẹ nó đúng là xui xẻo mà. Triệu Phủ là địa phương nào chứ, vậy mà có kẻ dám tiểu tiện bên chân tường. Hắn cấp tốc bò vòng qua tòa biệt quyển, lại lấy khí mệnh châu ra xem. Tia sáng vừa đủ, khoảng 5 mệnh cách, trình độ này không nhập vào mắt Song Tử đại nhân. Hắn tiếp tục bò dọc theo chân tường, vừa bò vừa quan sát khí mệnh châu, mãi cho đến một tòa biệt quyển, quang mang trên khí mệnh châu vọt tới thượng đẳng, hai mệnh quang. Trong lòng hắn không khỏi kinh ngạc, bàn tay run rẩy che giấu khí mệnh châu. Lúc này bên tai hắn truyền đến thanh âm, cẩu tử, đừng phá, cẩu tử, tên tu hành giả sợ hãi cúi đầu, trong lòng rung lên. Ta bị phát hiện rồi, hắn cấp tốc rời đi, vọt về phía biệt quyển cuối cùng. Khi hắn vừa đến nơi, khí mệnh châu đột nhiên tỏa quang mang còn mạnh hơn trước đó, hai mệnh quang, 13 mệnh cách, hắn dùng hắc bào che kín khí mệnh châu, toàn thân quỳ rạp dưới đất, hả, nhưng chỉ trong giây lát, khí mệnh châu đột nhiên yểu xìu xuống, biến thành ảm đạm, bách kiếp động minh, tên tu hành giả không tài nào hiểu nổi. Đưa tay gãi gãi đầu, khí mệnh châu chỉ phản ứng với người có tu vi cao nhất trong khu vực đó, dựa vào khí tức ba động mà tỏa ra quang mang. Mặc kệ kẻ đó ẩn tàng cỡ nào, khí mệnh châu đều có thể cho ra phán đoán chính xác. Nhưng lúc mạnh lúc yếu thế này nghĩa là sao? Tu hành giả mộng bức vô cùng, từ 13 mệnh cách biến thành bách kiếp động minh là thế quái nào? Ngay sau đó, khí mệnh châu lại tỏa sáng hào quang, dường như đã tiếp cận 14 mệnh cách. Nhưng vừa sáng lên, nó lại biến thành ảm đạm. Tên tu hành giả không tài nào hiểu được. Nhưng mà, mặc kệ nó biến hóa thế nào, hắn có thể xác định người bên trong biệt quyển có tu vi cao nhất là 14 mệnh cách. Cũng may hắn đã ngụy trang bản thân thành khí tức của một con chó, người khác rất khó có thể phát hiện ra. Hắn thu hồi nguyên khí. Viên khí mệnh châu vỡ vụn thành tro bụi, hắn cúi thấp người bò dưới chân tường. Vị gì, lại là mùi vị kia khiến hắn không khỏi lắc đầu. Nghe nói người hiển quý có tố chất cao, xem ra đều là giả. Hắn vừa định đứng lên, ẵng, bên tai bỗng truyền đến tiếng sủa. Thân thể hắn lập tức cứng đờ, hắn chậm rãi xoay người lại. Tại vị trí chân tường cách đó không xa có một đôi mắt tỏa quang mang đang nhìn hắn chằm chằm, hắn không dám động. Bởi vì hắn biết chỉ cần một chút cử động thôi cũng sẽ khiến con súc sinh trong bóng tối kia sủa to lên, kinh động những người khác. Hắn quyết định tiếp tục thu liễm khí tức, bảo trì trấn định. Trong bóng tối, một con hung thú giống chó cao hơn cả thân người bước ra. Dưới ánh trăng, bộ lông của nó trong suốt, hai cánh khép lại, thân thể mạnh mẽ, đôi mắt nó tỏa quang mang thâm thúy kinh tâm động phách, cùng kỳ, tu hành giả kia nhận ra nó. Nhưng hắn vẫn không dám động, cùng kỳ không kêu ẳng ẳng nữa mà cất bước đi tới, không nhanh không chậm, tựa như một con chó quý tộc ưu nhã. Đầu nó ngẩng cao, đi tới cách người kia 3 mét, cái mũi khịt khịt, cùng kỳ ngửi được mùi vị đặc trưng và quen thuộc của giống loài,
mồm nó há ra, đầu lưỡi cong lên, sau đó nước bọt nó chảy rào rào. Tu hành giả kia co chặt nắm đấm, cùng kỳ đi tới, nhấc chân lên vỗ vào người hắn một cái. Mũi nó đưa tới gần, không ngừng đánh hơi, miệng nó há ra, nước miếng lại chảy. Tu hành giả kia lộ vẻ mặt vừa sợ hãi phẫn nộ vừa khuất nhục. Khi hắn vừa định bộc phát lực lượng, phía xa chợt truyền đến một giọng nói trầm thấp, cẩu tử, còn dám chạy loạn, ta nấu ngươi thành bảy món. Cùng kỳ rụt lưỡi lại, ngậm miệng quay đầu chạy về phía biệt uyển, bóng dáng nó biến mất trong bóng tối. Tu hành giả kia dùng hết sức bình sinh lướt vào trong màn đêm, thân ảnh như thiểm điện chạy trốn. Đây là tốc độ nhanh nhất đời hắn, bay khoảng mấy ngàn mét, hắn mới đáp xuống đất, vẹ một tiếng rồi bắt đầu nôn mửa, suýt chút nữa thành trò cười cho cả tu hành giới. Sau khi nôn sạch sẽ mọi thứ trong bụng, hắn mới từ từ bình phục. Nghỉ ngơi một lát, hắn lại bay về phía xa. Không bao lâu sau hắn đã quay trở lại chỗ của Song Tử đại nhân, quỳ gối bẩm báo, Trí đại nhân, đã tra rõ ràng, kết quả thế nào, thuộc hạ đã kiểm tra xong, người có tu vi cao nhất trong triệu phủ không quá 14 mệnh cách, phản ứng của khí mệnh châu có gì bất thường không? Trí Văn Tử hỏi, đừng bỏ qua bất kỳ chi tiết nào, lúc ban đầu khí mệnh châu cũng bình thường, nhưng khi tiếp xúc đến vị cao thủ kia thì nó trở nên lúc mạnh lúc yếu, có lúc 13 mệnh cách, có lúc là bách kiếp động minh, hả? Trí Văn Tử và Trí Vũ Tử đưa mắt nhìn nhau. Hai người bọn hắn cũng chả hiểu gì. Đại ca, có khi nào là một loại thủ đoạn ẩn tàng tu vi không? Trí Vũ Tử hỏi, không thể nào. Muốn nhận ra tu vi của một người thường có hai cách, một là dùng cảm giác của tu hành giả, nhưng cái này rất dễ bị lừa gạt, chỉ cần tu vi đối phương cao hơn là có thể lừa gạt cảm giác của người đối diện. Cách thứ hai là dùng vật phẩm hoặc trận pháp trân quý để đo lường. Khí mệnh châu là bảo vật có thể kiểm trắc tu vi rất chính xác, chưa từng có sai sót, Trí Vũ Tử gật đầu. Sử dụng khí mệnh châu để đo lường bọn hắn đúng là phí phạm. Đại ca, nếu đã xác định đám người giết Tây Khất Thuật chỉ có 14 mệnh cách trở xuống, vậy chúng ta một mẻ hốt gọn bọn chúng đi, Trí Văn Tử lắc đầu, chúng ta không phải lưu manh, càng không phải cường đạo. Chờ một chút, còn phải chờ, nhiều nhất là 3 ngày. Trí Văn Tử nói, liệt đội đại cầm sắp trở về rồi, nghe vậy. Hai mắt Trí Vũ Tử sáng lên, đại ca anh minh, kẻ yếu nên có giác ngộ của kẻ yếu. Cường giả có phán đoán của cường giả. Cho dù chúng ta có nắm chắc cũng phải nhìn sắc mặt chân nhân, 3 ngày này nên dùng để dò la thái độ của chân nhân. Nhưng mà bọn hắn rất ít khi quản mấy chuyện vặt vãnh này, tần đế xưa nay không giao hảo với bọn hắn, vậy ta phái người đi mời các vị chân nhân đến Hàm Dương làm khách, đi đi. Sáng hôm sau, Lục Châu đang đắm chìm trong trạng thái lĩnh hội thiên thư, đột nhiên ký hiệu thiên thư trở nên sao động bất an, tán loạn khắp nơi khiến hắn mở mắt, hắn nhìn về phía pháp thân bách kiếp động minh trước mặt, vội hô, dừng, sau đó Lục Châu cẩn thận đếm, 1, 2, 3, 4, 5, ngũ diệp, chỉ trong một đêm lam pháp thân đã tăng lên tổng cộng tam diệp, Lục Châu vung tay, trấn thọ thung bay vào tay hắn. Lục Châu cảm nhận thọ mệnh bên trong, rõ ràng đã ít đi 1/3, đúng là quỷ hút máu mà, hệ thống chẳng thèm nhắc nhở. Cũng không thèm hỏi ý kiến của hắn. Lục Châu nhìn về phía pháp thân bách kiếp động minh. Bách kiếp động minh ngũ diệp, tấn thăng lên cảnh giới tiếp theo cần 10.000 năm thọ mệnh. May mà còn có trấn thọ thung, nếu để nó hấp thu thọ mệnh của bản thân thì sau một đêm Lục Châu đã ngoẻo luôn rồi. Kim quang bên ngoài trấn thọ thung ảm đạm đi một chút, thọ mệnh hao tổn khiến uy lực của nó giảm nhiều, đành vậy. Dù sao giá trị tồn tại của nó là để tăng lên thực lực, nếu chỉ tích trữ mà không dùng cũng không có ý nghĩa. Lục Châu nhìn về phía Lam Pháp Thân, trừ cung cấp lực lượng thiên tướng, ngươi còn làm được cái gì? Có giống như Kim Liên không? Lục Châu thử điều động bằng suy nghĩ, cánh tay Lam Pháp Thân giật giật, hả? Có thể tự do điều khiển, ý niệm Lục Châu khẽ động, hai tay Lam Pháp Thân nâng lên, Lục Châu có chút ảo não. Hóa ra Lam Pháp Thân có thể tự do điều khiển, lẽ ra hắn phải phát hiện từ sớm mới đúng, trước đó Lục Châu chê nó quá yếu nên không hề kiểm tra thử công năng của nó, thử xem. Lục Châu nâng tay, lòng bàn tay ngửa lên. Pháp thân quả nhiên làm theo, chỉ là hành động còn hơi cứng nhắc. Sau khi thử vài lần, rốt cuộc Lam pháp thân cũng cử động thuần thục. Lục Châu co các ngón tay lại thành hình chữ V, pháp thân có vẻ lọng cộng làm theo, sau khi thử mấy lần thì cũng thành công. Kiếm cương, giữa hai ngón tay Lục Châu xuất hiện một đạo kiếm cương hẹp dài. Giữa hai ngón tay pháp thân cũng bắn ra một tia kiếm cương, hai mắt Lục Châu tỏa sáng, Lục Châu đẩy pháp thân ra xa 10 mét. Lam pháp thân trở lại thành một pho tượng cứng đờ, xem ra không thể cách quá xa, vẫn còn quá yếu. Lục Châu lắc đầu. Thử liên tọa xem, dưới sự khống chế của hắn, liên tọa xoay tròn, năm mảnh liên diệp lập lòe quang mang, dừng lại, liên tọa bất động, nhảy lên, pháp
pháp thân nhảy lên cao, hai chân rời khỏi liên tọa. Nhưng được vài giây trong pháp thân có vẻ mờ nhạt, lập tức đáp xuống liên tọa, khôi phục lại như trước. Lục Châu gọi ra pháp thân Kim Liên Thiên Giới Bà Sa, cũng thử ra lệnh cho nó nhảy ra khỏi liên tọa, nhưng hai chân pháp thân tựa như hàng chết vào tòa kim liên, vô pháp động đậy. Lục Châu thu hồi pháp thân kim liên, lại lần nữa khống chế Lam pháp thân nhảy lên. Lần này pháp thân nhảy lên khá cao, từ từ trở nên trong suốt rồi biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại liên tọa nằm im bất động. Lục Châu xòe tay, liên tọa bay vào lòng bàn tay hắn, trông như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Hắn theo bản năng nắm tay lại, điều khiến Lục Châu không ngờ được là, năm mảnh liên diệp đột nhiên rời khỏi liên tọa. Hả, kim hoàng và kim diệp của tu hành giả trảm liên có thể tách rời nhau, điều này đã được Ngu Thượng Nhung chứng minh, Lam liên không trảm liên cũng có thể làm được. Lục Châu rất bất ngờ, hắn phóng đại liên tọa lên, liên diệp cũng theo đó mà lớn lên không ít. Lục Châu thử nghiệm khống chế liên diệp, năm mảnh liên diệp quả nhiên nghe lời hắn, bay ra khỏi liên tọa, lượn vòng trong không trung, vị danh kiếm, năm mảnh liên diệp xoay vòng quanh vị danh. Đây chính là chiêu số mà Ngu Thượng Nhung thường dùng, Lục Châu không khỏi mừng thầm. Xem ra Lam pháp thân có đầy đủ tất cả năng lực của các loại pháp thân khác, Lục Châu thu hồi vị danh kiếm, đột nhiên cảm thấy rất chờ mong vào tương lai của Lam pháp thân, nhìn về phía Huyền Vi Thạch và Tử Lưu Ly vẫn còn đang trong quá trình đoán tạo, khoảng chừng 2 ngày nữa mới có thể hoàn thành, Lục Châu quyết định tiếp tục vững chắc cảnh giới, nhớ tới mình còn một viên mệnh cách chi tâm của Ung Hòa, Lục Châu hạ lệnh cho Lục Ly đưa nó cho Vu Chính Hải. Ngu Thượng Nhung đã khai thập nhị diệp, tương đương với cảnh giới 12 mệnh cách, Vu Chính Hải đang bị tụt hậu phía sau. Hai ngày trôi qua, ánh nắng ban mai rọi vào bệ cửa sổ, Lục Châu đang tu luyện thì nghe tiếng hệ thống nhắc nhở. Tin, Tử Lưu Ly tấn thăng hàng cấp, tốc độ tu luyện được đề cao, gia tăng năng lực cực hàn tĩnh chỉ. Cực hàn tĩnh chỉ, có thể phóng thích toàn bộ lực lượng trong Tử Lưu Ly, trong phạm vi đông kết khiến mọi vật bất động vài giây. Bất động, thứ này khiến Lục Châu nhớ tới năng lực của Thiên Ngô, gần như tương đương với đạo lực lượng. Đối với tu hành giả không nắm giữ đạo lực lượng, Tử Lưu Ly chính là đòn sát thủ. Huống hồ gì Lục Châu còn có lực lượng thiên tướng, dù là đạo lực lượng thật sự cũng không ảnh hưởng gì đến hắn. Đáng tiếc Huyền Vi Thạch quá mức hiếm có, cho đến bây giờ hắn cũng chỉ có 10 phần. Xử lý xong những thứ này, Lục Châu đứng lên, ra ngoài sân viện đánh mấy quyền thái cực để thư giãn gân cốt, toàn thân trở nên thần thanh khí sảng. Hắn bước tới băng ghế đá ngồi xuống, nhìn quanh một lượt. Lúc này mới nhận ra có chút không thích hợp, người đâu cả rồi, biệt quyển lớn như vậy sao không có ai. Cùng lúc đó, trên không trung Triệu Phủ, hơn trăm tên kỵ binh cưỡi chiến mã lăng không lơ lửng phía trên đại môn, một tòa phi liễn neo ở bên cạnh, trên phi liễn có hơn 30 tên tu hành giả. Trong Triệu Phủ, đám người Ma Thiên Các đứng nhìn lên đám kỵ binh và phi liễn, lại tới à. Minh Thế Nhân khinh thường nói, sắc mặt Triệu Dục không được tự nhiên. Chỉ e sự tình không đơn giản như lần trước. Vu Chính Hải nói, sáng sớm ngươi gọi bọn ta tới đây là để nói câu này. Triệu Dục nói, song tử làm việc vốn rất cẩn thận. Ta thật không ngờ bọn hắn lại mời Châu Bình đến, Châu Bình là cộng hành nào? Minh Thế Nhân hỏi, Châu Bình là một trong những con át chủ bài của Tần Đế. Trong trận chiến giữa 20 quốc gia, đội ngũ này trong vòng 10 ngày đã đánh hạ 10 kinh đô của 10 quốc gia khác nhau. Thực lực Châu Bình gần đến chân nhân, tọa kỵ của bọn hắn đến từ mặt Bắc Thanh Liên giới, là đàn phi thiên chiến mã chất lượng tốt nhất. Triệu Dục nói, Minh Thế Nhân nhìn về phía đám chiến mã mặt khôi giáp. Nếu Triệu Dục không giới thiệu, hắn gần như không nhìn thấy bọn nó còn có cánh. Minh Thế Nhân gật đầu nói, đúng là uy phong lẫm liệt, Ngu Thượng Nhung khinh thường, so sánh với các lượng, chênh lệch như trời với đất. Triệu Dục nói tiếp, có thể nói đội ngũ trăm kỵ binh này của Châu Bình là đội quân mạnh nhất Đại Cầm, ngày đi vạn dặm. Đoạn thời gian trước nghe nói bọn hắn đến Thiên Khải chi trụ trong Bình Đáng, không hề sử dụng phù văn thông đạo, bay từ Bình Đáng đến Nhân Định, không chỉ thu hoạch được vô số tài nguyên còn bay từ Nhân Định về Thanh Liên, sang bằng chư hầu khu vực đó. Đây là một đội ngũ truyền kỳ, Khổng Văn gật đầu, Triệu công tử nói đúng. Trước đó ta cũng từng được nghe không ít chuyện xưa của đội ngũ này, thời điểm đó bốn huynh đệ bọn ta còn rất sùng bái và kính sợ bọn hắn, Khổng Vũ cũng lên tiếng, đại ca nói không sai, ta còn từng mơ ước được gia nhập vào đội ngũ này. Về sau mới tỉnh mộng, đó là việc không có khả năng, Khổng Văn cao mày hỏi, chẳng phải mục tiêu của ngươi vẫn luôn là liệt đội U Linh sao? Từ bao giờ lại biến thành đội ngũ này, ách, mơ ước trong một khoảng thời gian thôi mà. Ngoại trừ bọn hắn ta còn muốn gia nhập rất nhiều đội khác, chẳng hạn như... Khụ khụ khụ, đương nhiên so sánh với Ma Thiên Các, bọn hắn kém quá xa. Trước mặt Ma Thiên Các thì đám người này cũng chỉ là binh tôn tướng cua mà thôi. Cửu tiên sinh, ta nói có đúng không?
Khổng Vũ lau mồ hôi nói, xí, Tiểu Di Nhi xách Tiểu Hỏa Phượng đi tới bậc thang ngồi xuống, bắt đều trêu chọc nó. Nàng không có hứng thú với loại tràng diện này. Quả nhiên, một tên tu hành giả trên phi liễn bay ra nói với đám người, Trí đại nhân có lệnh, đuổi bắt hung thủ về quy án, mong Triệu công tử phối hợp. Triệu Dục cao giọng nói cho Trí đại nhân, chờ một chút. Minh Thế Nhân ngắt lời Triệu Dục, ngẩng mặt nói, bảo tên họ Trí kia tự mình ra đây nói chuyện. Tu hành giả kia sững sờ, ấp úng không biết nói gì. Minh Thế Nhân nói tiếp, Triệu Dục dù gì cũng là vương gia do Tần Đế sắc phong. Ngươi là ai mà dám đứng đó la lối ong sòm? Người kia giật nảy mình, bèn bay trở về phi liễn. Minh Thế Nhân quay đầu vỗ vai Triệu Dục, ngươi là vương gia, phải có khí thế của vương gia. Triệu Dục khẽ gật đầu, trong lòng có chút cảm động. Hắn phát hiện địch ý của Minh Thế Nhân đối với mình đã không còn lớn như trước, có đôi khi hiện thực tàn khốc đến mức buồn cười. Hắn từng cho là, ngoại trừ mẫu thân ra, người tốt với hắn còn có Tần Đế, Tây Tướng Quân và toàn bộ Triệu Phủ, nhưng thật không ngờ hắn lại chỉ là con rối để người khác đùa bỡn. Tất cả đều là giả, mà người chân chính giúp đỡ hắn lại là đám người xa lạ này. Không bao lâu sau, Trí Văn Tử và Trí Vũ Tử bay ra khỏi phi liễn, hạ xuống cách mặt đất 10 mét thì dừng lại. Trí Văn Tử nói, Triệu công tử, lại gặp mặt, Triệu Dục đã không còn hiền lành nhu nhược như trước. Trí đại nhân, ngươi chẳng thèm để ta vào mắt nhỉ, Trí Văn Tử nói, không dám, ngươi mang nhiều người như vậy đến đây là có ý gì? Muốn tịch thu Triệu phủ, Triệu công tử nói quá lời. Hôm nay ta tới là vì chuyện Tây Tướng Quân bị giết. Ta đã tra ra chân tướng, tìm được hung thủ, Triệu công tử đừng nên hiểu lầm, ta chưa bao giờ có ý nhằm vào Triệu phủ. Trí Văn Tử nói, hung thủ. Triệu Dục nhướng mày, Trí Văn Tử chỉ về phía Minh Thế Nhân nói, người trẻ tuổi, dám làm thì phải dám nhận, ta thấy ngươi khí độ bất phàm, tu vi không yếu, cũng là người thông minh. Đám người đồng loạt nhìn về phía Minh Thế Nhân. Ngay cả Ngô Thượng Nhung cũng không ngờ Trí Văn Tử có thể tra ra được Minh Thế Nhân. Chuyện đêm hôm đó rõ ràng ngoại trừ hai người bọn hắn thì không còn ai sống sót, cũng chẳng để lại vết tích nào. Trí Văn Tử làm sao tra được, Ngô Thượng Nhung không hề sợ hãi, vẫn bình tĩnh như trước. Minh Thế Nhân chỉ tay vào Trí Văn Tử nói, này này, trông ngươi dáng vẻ đường đường, sao mở miệng là phun ra huyết, lại còn là cẩu huyết như thế, hả? Trí Văn Tử nhíu mày, ta không có giết người. Minh Thế Nhân nói, trên đời này làm gì có hung thủ nào chủ động thừa nhận tội ác đâu. Trí Vũ Tử nhếch môi cười nói, Minh Thế Nhân nói khích, không chừng là do ngươi giết thì có. Tính tình Trí Vũ Tử thẳng thắn, nghe vậy cả giận nói, đừng có ngậm máu phun người, Tây Tướng Quân là người ta kính trọng, sao ta lại giết hắn, trên đời này làm gì có hung thủ nào chủ động thừa nhận tội ác đâu. Minh Thế Nhân nhại lại lời hắn vừa nói, Trí Văn Tử và Trí Vũ Tử đột nhiên cảm thấy người trẻ tuổi này đặc biệt khiến người ta chán ghét. Triệu Dục nói, Trí đại nhân, nói chuyện phải có chứng cứ, nếu không ngươi nói bắt là bắt chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Nơi xa, Châu Bình đứng giữa một đám chiến mã cười nói, Triệu công tử nói đúng, nói chuyện phải có chứng cứ, quan gia làm việc cũng làm theo pháp luật. Trí Vũ Tử nói, đại ca ta chính là chứng cứ, ha ha ha. Minh Thế Nhân suýt chút nữa đã cười sặc sụa. Thật xin lỗi, cậu tử nhà ta cũng là chứng cứ, gâu gâu gâu. Ngay sau đó phát sinh một màn khiến người ta không kịp chuẩn bị. Cùng Kỳ đột nhiên đạp vó phóng về phía phi liễn. Trong lúc hai huynh đệ Trí Văn Tử và Trí Vũ Tử còn đang ngây người, nó phóng tới một tu hành giả đứng trên phi liễn, co cẳng lên tè một trận, sau đó quay đầu chạy trở về. Đám người hoàn toàn không hiểu Cùng Kỳ đang làm trò gì. Gâu gâu gâu, Hải Loa bèn phiên dịch, nó nói trên người kẻ đó có lưu lại mùi vị của nó. Trí Văn Tử, chấm chấm chấm, Minh Thế Nhân rốt cuộc cũng hiểu, bèn ồ một tiếng, chỉ tay về phía người kia nói, khá lắm. Chẳng trách mấy ngày nay cậu tử cứ chạy loạn khắp nơi. Thì ra là ngươi câu dẫn cậu tử nhà ta. Tên tu hành giả kia mặt đỏ tới mang tai, sắc mặt vô cùng khó coi, liên tục xua tay nói, không có, không có, không có việc đó đâu. Ta rõ ràng chỉ đi ngang qua người nó, làm sao mà dính được. Hắn vừa nói xong, tiếng nghị luận ầm ĩ vang lên. Trí Văn Tử và Trí Vũ Tử không khỏi nhíu mày. Đúng là cái thứ giá áo túi cơm, bằng chứng như núi. Trí đại nhân, ngươi định giải thích thế nào? Triệu Dục nói, Trí Văn Tử đáp, thật sự là hắn có đến Triệu Phủ, nhưng do hôm đó bầu trời Triệu Phủ có sinh cơ ba động nên ta cử hắn đến xem thế nào, ngày hôm đó không chỉ có mình hắn đến, việc này cả Hàm Dương Thành đều biết. Huống hồ gì, hắn mỉm cười nói, thời gian Tây Tướng Quân bị giết và thời gian hắn đến Triệu Phủ không hề trùng nhau, Minh Thế Nhân nói, đúng là nhanh mồm nhanh miệng. Đáng tiếc thất sư đệ ta không có đây, nếu không ngươi cũng phải cam bái hạ phong, Trí Văn Tử vẫn mỉm cười nói.
các ngươi muốn có chứng cứ thì ta sẽ cho các ngươi xem. Mang lên đây, trên phi liễn có hai tu hành giả mang một cái cán tới, sau đó xốc tấm vải trắng lên. Thi thể của Tây Khất Thuật hiện rõ trước mắt mọi người, Tiểu Di Nhi vừa nhìn đã cảm thấy buồn nôn, nàng tức giận lôi kéo Hải Loa, thật buồn nôn. Đám người này quá đáng ghét, chúng ta đi tìm sư phụ, hai nàng chạy về phía hậu phương Triệu Phủ. Những người khác cũng không để ý mà chăm chú nhìn vào cổ thi thể kia, Triệu Dục cau mày, hắn không cảm thấy bi thương vì Tây Khất Thuật chết, mà đang rất tức giận. Tây Khất Thuật liên hợp với toàn bộ hạ nhân Triệu Phủ để đùa bẩn hắn trong lòng bàn tay, vì thế hắn đã đuổi toàn bộ người hầu đi, không lưu lại một người nào, tự mình lựa chọn người mới, mà song tử không thèm để hắn vào mắt dù chỉ một chút, trực tiếp mang theo một bộ thi thể đến đây, chẳng khác nào đang vũ nhục hắn. Trí Văn Tử, ngươi làm vậy là có ý gì? Sắc mặt Triệu Dục âm trầm, gọi thẳng tên đối phương. Ngươi không kính ta, ta kính ngươi làm cái mị gì? Trí Văn Tử nói, chứng cứ, nếu ngươi không giải thích rõ ràng cho ta, nói đến đây, Triệu Dục bỗng nghẹn lại. Bởi vì hắn thật sự không có cách nào trừng trị Trí Văn Tử, Trí Văn Tử là người của Tần Đế, mà hắn thì chẳng có gì cả. Ngô Thượng Nhung nhìn Triệu Dục và Trí Văn Tử, mỉm cười nói, bất kể hắn có giải thích rõ ràng hay không thì hắn cũng đã làm nhục ngươi. Loại người dĩ hạ phạm thượng ở Đại Cầm không hề bị trừng phạt sao? Trí Văn Tử, Trí Vũ Tử rất tức tối, biểu tình dữ tợn nói, ngươi cũng không thoát được đâu. Ngô Thượng Nhung không tức giận mà cười nói, ngươi muốn giết ta, giết ngươi chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Ngô Thượng Nhung cười nhạt một tiếng, được. Mũi chân khẽ điểm, nhị sư huynh, nhị tiên sinh, chẳng ai ngờ được Ngô Thượng Nhung nói động thủ là động thủ, thân ảnh như yến vọt lên không trung, trường sinh kiếm bay vào lòng bàn tay. Trí Vũ Tử vốn là vũ phu, lập tức hưng phấn lao tới. Ngô Thượng Nhung vừa ra tay chính là quy khứ lai hề nhập tam hồn, tấn công về phía Trí Vũ Tử. Trí Vũ Tử quát lớn, điêu trùng tiểu kỷ, cút ngay. Trí Vũ Tử bộc phát Hạo Nhiên Thiên Cương bắn ra bốn phía. Khi Hạo Nhiên Thiên Cương xạ kích về phía Ngô Thượng Nhung đột nhiên hóa thành thủy lãng rồi biến mất, không gây ra chút hiệu quả nào. Chuyện gì xảy ra? Ba đạo thân ảnh của Ngô Thượng Nhung hợp nhất, hiện ra trước mặt Trí Vũ Tử, kiếm cương huy động. Trí Vũ Tử kinh ngạc, không ngừng né tránh, nhưng hắn phát hiện tốc độ của đối phương càng lúc càng nhanh, tựa như đang giam cầm hắn. Lúc này, kiếm ảnh của Ngô Thượng Nhung đột nhiên tụ tập lại rồi chém xuống. Trí Vũ Tử có cơ hội thở dốc, song chưởng nâng lên định kẹp lấy Trường Sinh Kiếm. Trí Văn Tử đột nhiên nhìn thấy phía sau Trường Sinh Kiếm là 10 đạo kim sắc lợi nhận, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Trực giác nói cho hắn biết lợi nhận này không đơn giản, lập tức quát lớn, mau tránh, xoẹt. Trí Văn Tử thi triển cương ấn tóm lấy Trí Vũ Tử, kéo hắn lùi về sau. Tuy vậy, chiều dài của kiếm cương nằm ngoài dự đoán của hai người, một phần kiếm cương vụt qua quần áo của Trí Vũ Tử, tạo thành một vết cắt hoàn mỹ. Trí Vũ Tử lui về sau mấy mét, cúi đầu nhìn xuống ngực mình. Máu tươi ồ ạt chảy ra. Trí Văn Tử lập tức nâng tay trị liệu cho hắn, vụt, Trường Sinh Kiếm ra vào vỏ. Ngô Thượng Nhung vẫn mỉm cười nhìn Trí Vũ Tử, khẽ nói, cũng chỉ có thế, với tính tình của Trí Vũ Tử đương nhiên không thể nhịn được. Nhưng trước đó hắn đã đồng ý với đại ca sẽ không hành động theo cảm tính. Trí Vũ Tử lạnh giọng nói, thì ra là người Kim Liên giới, lại dám đến Thanh Liên giới dễu võ dương oai. Tại Thanh Liên giới, hầu hết mọi người đều biết phía đối diện có tu vi yếu kém, chẳng hạn như Hồng Liên, Kim Liên, tu hành giả dưới cấp chân nhân đã từng lén lút đến đó, chỉ là không dám bày ra pháp thân và cương khí, sợ bị cân bằng giả phát hiện và xóa sổ. Châu Bình cũng lộ vẻ kinh ngạc, cười một tiếng, bằng hữu Kim Liên giới, không nên gấp gáp động thủ. Tây tướng quân thật sự do các ngươi giết sao? Trí Văn Tử quay đầu nói với Châu Bình, đây chính là chứng cứ. Hắn mở lòng bàn tay ra, một đoàn bột phấn bay về phía thi thể Tây Khất Thuật. Bột phấn tỏa ra huỳnh quang trông rất đẹp mắt, sau đó lại bay lên, lấp lánh như sao trời, từ từ bay về phía Minh Thế Nhân và Ngô Thượng Nhung. Minh Thế Nhân vung tay áo, bột phấn bị thổi bay đi. Ngô Thượng Nhung có cương khí hộ thể, trực tiếp bắn ngược bột phấn ra ngoài. Thứ đã chạm vào thi thể lại bay lên người mình, Minh Thế Nhân và Ngô Thượng Nhung đương nhiên không muốn để nó chạm vào. Trí Văn Tử nhìn đám bột phấn, bật cười ha hả, sao hả? Châu Bình nghi hoặc nói, là bột phấn khí mệnh châu, hắn không ngờ Trí Văn Tử lại dám đem khí mệnh châu ra dùng. Món đồ này không rẻ chút nào, đúng là bột phấn khí mệnh châu, hẳn Châu tướng quân biết rõ công hiệu của nó có thể nắm bắt được khí tức lưu lại, chỉ cần có người tiếp xúc với Tây tướng quân thì bột phấn khí mệnh châu chắc chắn sẽ tìm ra được. Trí Văn Tử nói, hơn trăm con chiến mã trở nên kích động, tựa như đã sẵn sàng lao vọt tới, nhưng mà, Minh Thế Nhân khinh thường nói, tào lao. Triệu Dục cũng từng tiếp xúc với hắn, ngươi cũng vậy, sao không thấy thứ đồ chơi này bay tới,
ngươi không hiểu gì về khí mệnh châu cả, không cần phải xảo biện làm gì. Trí Văn Tử đã phát hiện người này là tên vô lại, đối với vô lại thì chẳng cần phải nói nhiều đạo lý làm gì. Triệu Dục đột nhiên lớn tiếng quát, ai dám động, hắn giơ một tấm lệnh bài lên cao, lệnh bài tỏa kim quang chói mắt, Châu Bình nhíu mày, Trí Văn Tử và Trí Vũ Tử cũng nhíu mày, kim bài đặc cách của Tần Đế Bệ Hạ, nhìn thấy kim bài này, trên không trung không một người nào dám động, Triệu Dục lớn tiếng nói rõ ràng rành mạch, coi như có chút ánh mắt. Hiện tại ta ra lệnh cho các ngươi. Cút, đám người Ma Thiên Các nhìn lệnh bài lập lòe kim quang, tuy không rõ nó đại biểu cho cái gì nhưng vẫn có thể thông qua nét mặt của Trí Văn Tử để phán đoán ít nhiều. Khổng Văn đã nghe nói tới lai lịch của nó, bèn thấp giọng giải thích, nghe nói Tần Đế có 4 khối lệnh bài, ban cho 4 người. Nghe đồn có 1 khối ban cho Thích Phu Nhân, Thích Phu Nhân. Minh Thế Nhân nghi hoặc, là mẫu thân của Triệu Công Tử. Khổng Văn đáp, món đồ này rất lợi hại, đâu chỉ lợi hại. Khổng Văn thấp giọng nói, tu hành giới từng có lời đồn, người cầm kim bài này không khác gì Tần Đế, có thể tự do ra vào hoàng cung, miễn quỳ, miễn tử, mọi thứ đều được ưu tiên. Đám người nghe mà kinh ngạc không thôi, đồng loạt nhìn về phía Trí Văn Tử. Trí Văn Tử đầu tiên là giật mình, sau đó lại mỉm cười nói, không ngờ khối kim bài này thật sự nằm trong tay Triệu Công Tử. Triệu Dục lạnh lùng nói, cút, thật là trùng hợp, bệ hạ có lệnh thu hồi kim bài đã ban. Trí Văn Tử vung tay, đám tu hành giả đứng quanh phi liễn lập tức vọt xuống, lăng không lơ lửng trên bầu trời Triệu phủ, vận sức chờ phát động. Biến hóa bất ngờ khiến Triệu Dục kinh ngạc, tức giận quát, ngươi dám. Trí Văn Tử chắp tay cười nói, Triệu Công Tử, sau khi thu hồi kim bài ta sẽ tự mình đi thỉnh tội với bệ hạ. Ngươi có lời gì muốn cáo trạng thì cứ đến tìm bệ hạ mà nói. Nói xong Trí Văn Tử quay đầu nhìn Châu Bình, Châu tướng quân, sự thật đã rõ ràng. Châu Bình gật đầu nói, Mạc tướng quân theo ý chỉ của bệ hạ. Hắn vung tay lên, đám phi kỵ đồng thời chuyển động. Động tác của bọn hắn chỉnh tề và nhất trí, từ tư thế đến cách ăn mặc đều thống nhất với nhau. Đám phi kỵ bay lướt về phía trước tựa như Triệu phủ là chiến trường sắp tới của bọn hắn. Ngươi, Triệu Dục tức giận không kìm được. Kim bài là thủ đoạn cuối cùng của hắn, nếu ngay cả thứ này cũng không còn tác dụng thì hắn thật sự hết cách rồi. Đồng thời hắn cũng đã chứng minh được một việc, cho tới bây giờ Tần Đế cũng chưa từng quan tâm đến hắn. Hắn vừa cảm thấy buồn cười vừa bi ai. Nếu đã không xem mẹ con hắn là quan trọng thì sao không giết luôn cho rồi. Tần Đế làm vậy có ý nghĩa gì không? Lúc này, 3 tên phi kỵ hóa thành 3 đạo hư ảnh vọt xuống, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta phải tặc lưỡi. Mục tiêu của bọn hắn chính là Minh Thế Nhân. Minh Thế Nhân không ngờ đối phương lại động thủ, lập tức gọi ra Ly Biệt Câu chuẩn bị kháng cự. Khi 3 tên phi kỵ muốn xông vào Triệu phủ, một thân ảnh mặc thanh bào dùng tốc độ còn khoa trương hơn xẹt ngang qua 3 đạo thân ảnh, xoẹt xoẹt xoẹt, trong chớp mắt, 3 tên phi kỵ dừng lại giữa không trung. Đám người đều không kịp nhìn thấy chuyện gì đã xảy ra, chỉ có một số ít người tu vi cao mới nhận ra, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc. Người vừa xẹt ngang qua 3 tên phi kỵ chính là nhị đệ tử Ma Thiên Các Ngô Thượng Nhung. Ngô Thượng Nhung mỉm cười thản nhiên, lòng bàn tay mở ra, trường sinh kiếm như có ý thức, chủ động bay vào trong vỏ kiếm. Vụt, ánh mắt của 3 tên phi kỵ tràn ngập kinh hãi, cúi đầu nhìn xuống bộ khôi giáp trên cơ thể, răng rắc, khôi giáp nứt ra, tiên huyết từ kẻ nứt ồ ạt phun ra như suối, 3 người đồng loạt rơi khỏi chiến mã. Phì phì, chiến mã trở nên sao động, phát ra tiếng kêu khủng hoảng. 97 con chiến mã còn lại cũng phát ra âm thanh cộng minh sao động, Trí Văn Tử. Châu Bình tức giận gọi, ta đến cứu bọn hắn. Trí Văn Tử nói, hao tổn một mệnh cách không đáng sợ, nhưng nếu cứ thế mà mặc kệ, mệnh cách của bọn hắn sẽ bị đánh về không, cuối cùng thật sự tử vong. Trí Văn Tử đánh ra 3 đạo thanh quang chưởng ấn bay về phía 3 người, gâu gâu gâu, thân hình cùng kỳ đột nhiên biến lớn lên gấp mấy lần, vọt về phía 3 tên kỵ binh nằm dưới đất điên cuồng cắn xé. Đám người nhìn mà mở rộng tầm mắt, chưởng ấn của Trí Văn Tử có năng lực trị liệu, nhưng không cách nào nhanh bằng tốc độ răng nanh của Cùng Kỳ, rốt cuộc răng nanh cũng nhả ra. 3 người máu thịt be bét bay ra ngoài, Châu Bình tức giận nói, súc sinh. Dám ra tay với người của ta, Châu Bình rời khỏi chiến mã, toàn thân bao phủ bởi thanh cương rồi vọt xuống, trong tay cầm một đoạn kiếm dùng thế như lôi đình đánh về phía Cùng Kỳ. Minh Thế Nhân lập tức vung Ly Biệt Câu lên ngăn trở đoạn kiếm, Châu Bình dường như đã dự liệu được. Hư ảnh lóe lên với tốc độ còn nhanh hơn cả đoạn kiếm, vọt tới trước mặt Minh Thế Nhân đánh ra một chưởng. Ầm, Minh Thế Nhân vốn đã bị thương, một chưởng này đánh vào lồng ngực khiến hắn phun máu, toàn thân cong lại bay ra ngoài, không bị hàng mệnh cách. Ta nhất định phải lấy được mệnh cách của ngươi, hư ảnh Châu Bình lại vọt tới. Khi tất cả mọi người đều cho rằng hắn muốn ra tay với Minh Thế Nhân, Châu Bình đột nhiên thay đổi phương hướng vọt về phía Cùng Kỳ,
cương khí bắn ra, cùng kỳ bị đánh bay ra ngoài, lăn mấy vòng dưới mặt đất, đám người lùi lại, nhìn chằm chằm Trâu Bình như lâm đại địch. Trâu Bình xoay người nhìn về phía Ngô Thượng Nhung lăng không trên cao, cười nói, ngươi xuống đây cho ta, vù, một đại đao lóng lánh kim quang chém tới. Trâu Bình nghiêng người tránh, thanh đao đột nhiên cũng xoay chuyển tựa như có mắt, ầm, Trâu Bình bộc phát cương khí, dùng hai tay đón đỡ đao cương, lui lại mấy bước, Vu Chính Hải thu tay lại, bích ngọc đao bay trở về. Tu vi của ngươi không tệ, Trâu Bình nhìn Vu Chính Hải, hừ lạnh một tiếng, nếu đã là đồng bọn thì hôm nay một tên cũng đừng hòng thoát, hắn vung tay lên, 97 phi kỵ đồng loạt vọt vào Triệu Phủ, Trâu Bình không để ý đến Vu Chính Hải mà đạp đất phóng về phía Minh Thế Nhân. Minh Thế Nhân đánh một chưởng xuống đất, thanh sắc thụ một sinh trưởng cực nhanh ngăn ở phía trước, Trâu Bình không hề cố kỵ xông phá qua bức tường thành cây cối khiến bọn chúng hóa thành bã vụn, nhưng không còn thấy bóng dáng Minh Thế Nhân đâu nữa. Sư phụ, chính là bọn hắn, nơi xa truyền đến giọng nói hậm hực của Tiểu Di Nhi. Tiếng của nàng thanh thúy, nghe rất rõ ràng, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía nàng, rốt cuộc nhìn thấy Lục Châu tay chắp sau lưng đạp không đi tới, Tiểu Di Nhi và Hải Loa đứng ở hai bên, bái kiến các chủ. Đám người Ma Thiên Các lập tức khom người, bái kiến sư phụ, ầm, Minh Thế Nhân từ dưới mặt đất ngoi đầu lên, cười đùa tí tưởng nói, a sư phụ, sao người lại đến đây, Lục Châu không rõ tình hình trước mắt là như thế nào, chỉ nghe Tiểu Di Nhi nói có người từ bên ngoài đến, mang theo thi thể Tây Khất Thuật tới gây sự, hắn nhìn về phía Minh Thế Nhân khóe môi có vết máu tươi, khẽ lắc đầu, Minh Thế Nhân gãi gãi đầu, đồ nhi học nghệ không tinh, khiến sư phụ thất vọng, Lục Châu tiếp tục đi về phía trước. Nhìn thấy dưới đất có bốn bộ thi thể của Tây Khất Thuật và ba tên kỵ binh, còn có Cùng Kỳ nằm ở đằng xa đang không ngừng rên ẳng ẳng, Cùng Kỳ kêu rên như một đứa nhỏ đang ủy khuất khóc lóc, Triệu Dục vội vàng tiến lên, không người nói, lão tiên sinh, sao ngài lại đến chỗ này, Lục Châu không để ý tới Triệu Dục mà lắc đầu nhìn về phía Trâu Bình, kẻ có thái độ ngạo mạn nhất ở đây, chỉ vào mặt hắn nói, ngươi tên là gì, Trâu Bình chưa bao giờ bị người chỉ mặt như vậy, cho dù là Tần Đế gặp hắn cũng mở miệng gọi một tiếng Ái Khanh. Chân Nhân gặp hắn cũng nhún nhường ba phần, Trâu Bình không đáp, Lục Châu truy hỏi, là ngươi đã thương đồ nhi của lão phu, Trâu Bình rốt cuộc chỉ vào Minh Thế Nhân nói, hắn là đồ đệ của ngươi, tuổi trẻ không biết cách tôn trọng trưởng bối. Lục Châu nhất chưởng đánh tới, giữa năm ngón tay nở rộ kim quang mang theo bốn chữ tuyệt thánh khí trí, lực lượng thiên tướng như một con kim long bay vòng quanh tự ấn, chưởng ấn như núi Thái Sơn ập xuống. Trâu Bình biến sắc, lập tức dùng chưởng đón đỡ, oanh! Thanh sắc chưởng ấn va chạm với kim chưởng, vốn cho rằng lực lượng sẽ bị triệt tiêu, nhưng không ngờ kim chưởng không chút kiên nể, đột ngột mạnh lên gấp mấy phần. Không đúng, Trâu Bình vốn mang thái độ thản nhiên như không, nhưng khi thanh chưởng tiêu tán, hắn lập tức trở nên khẩn trương và kinh hãi. Oanh, kim chưởng thế như chẻ tre đánh thẳng vào ngực Trâu Bình. Chiến đấu kết thúc, Trí Văn Tử và Trí Vũ Tử theo bản năng lui về sau một bước, tự tin của bọn hắn đến từ Trâu Bình và đội quân thần kỳ. Trâu Bình là cường giả chỉ dưới cấp chân nhân, kinh nghiệm thực chiến của hắn phong phú không khác gì Vu Chính Hải hay Ngô Thượng Nhung, có thể nói trừ chân nhân ra hắn không sợ bất cứ ai, mà cường giả cao cao tại thượng như Trâu Bình lại bị người ta đánh bại chỉ bằng một chiêu, không phải đạo lực lượng, không phải lực lượng của thánh vật, không nhờ trận pháp, chỉ là một chưởng thuần túy. Trâu Bình thất bại triệt để, huynh đệ Trí Văn Tử sao có thể không hoảng hốt, đại ca, khí mệnh Châu bị hỏng sao? Sắc mặt Trí Vũ Tử khó coi vô cùng. Không biết. Trí Văn Tử thấp giọng đáp, không phải huynh nói không ai thoát được kiểm trắc của khí mệnh Châu. Hắn dùng một chưởng đánh bại Trâu Bình 17 mệnh cách, ta không tin hắn chỉ có hai mệnh quan, nói nhảm, ta cũng không tin. Nhưng bây giờ không phải lúc tranh luận, phải chờ chân nhân giá lâm, vấn đề là Trí Văn Tử cũng không rõ vấn đề nằm ở đâu. Ngoại trừ làm việc theo hoàn cảnh thì không còn cách nào khác, chân nhân sẽ đến sao? Trí Vũ Tử hỏi, không chắc chắn. Khi chưởng ấn và cương khí tiêu tán, đám người mới nhìn thấy Trâu Bình nằm trong hố sâu, tay chân giang ra hình chữ đại, đám người Ma Thiên Các lắc đầu. Mấy đồ đệ đã chẳng còn cảm thấy kinh ngạc, cảnh này diễn ra quá nhiều lần rồi, sư phụ có vẻ đặc biệt thích đập người ta xuống đất, 10 lần như một. Trâu Bình ngửa mặt nhìn lên trời, phun ra một ngụm trọc khí, sau đó ánh mắt hắn nhìn về phía Lục Châu, toàn thân khẽ run. Hắn đã hiểu được, người này là một vị siêu cấp cao thủ hơn xa chính mình, làm sao bây giờ? Lúc này Trí Văn Tử và Trí Vũ Tử nuốt một ngụm nước bọt, đồng thời bay xuống lắp bắp nói, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, đám thuộc hạ sau lưng bọn hắn cũng chen chúc đáp xuống đất, đồng loạt quỳ gối, Lục Châu không để ý đến cặp song tử mà nhìn về phía Trâu Bình. Ngươi có thể cản một chưởng của lão phu mà không tổn hao mệnh cách, Triệu Dục vội vàng tiến lên, nịnh nọt cười nói, lão tiên sinh, vị này là Trâu Đại Tướng Quân,
Nói xong hắn lại tiếp tục kể rõ sự tích truyền kỳ của đội quân phi kỵ khiến Châu Bình tức đến mức khí huyết công tâm, phun ra một nguồn máu. Lục Châu gật đầu nói, đội quân truyền kỳ, sắc mặt Châu Bình tái xanh, ngẩng đầu nhìn Lục Châu nói, ta phụng ý chỉ của bệ hạ, đến bắt hung thủ. Lục Châu nhìn đám người rồi lại nhìn Châu Bình, tỏ vẻ khó hiểu, hung thủ gì? Khổng Văn lập tức mang ghế chạy tới mời Lục Châu ngồi. Triệu Dục nói, để ta kể lại toàn bộ sự việc. Châu tướng quân nếu thấy có chỗ nào chưa đủ thì cứ việc bổ sung, thế là Triệu Dục bắt đầu giảng lại đầu đuôi sự việc. Kỳ thật Lục Châu cũng biết khá rõ tình hình, vì hắn đã dùng thần thông quan sát từ trước. Nhưng hắn vẫn im lặng nghe Triệu Dục kể, thừa dịp Triệu Dục nói chuyện, Châu Bình đã chống đỡ thân thể, ngồi dậy ho khan mấy lần rồi ngồi nghỉ ngơi bên mép hố. Triệu Dục nói xong nhìn sang Châu Bình, Châu tướng quân, ta nói có đúng không? Châu Bình gật đầu không có gì dị nghị, sau đó quay đầu nhìn đám phi kỵ vẫn còn lơ lửng trên không trung, tức giận mắng, một đám vô dụng, còn không mau lăn xuống đây, lão đại bị người ta đánh thổ huyết, bọn hắn còn cưỡi chiến mã tung bay trên không trung tỏ vẻ uy phong, đúng là buồn cười không sao tả xiết. 97 tên phi kỵ lập tức đáp xuống đất, rời khỏi lưng ngựa chạy tới nâng Châu Bình lên, nhưng bị Châu Bình đẩy ra mắng mỏ, cút, đám người nhìn mà cạn lời. Lục Châu lắc đầu nói, bản sự không lớn, tính tình không nhỏ, Châu Bình, lão phu đã hiểu rõ sự tình. Nói ngắn gọn, các ngươi đến bắt hung thủ giết chết Tây Khất Thuật đúng không? Trí Văn Tử nói, vâng, ngươi dùng bột phấn khí mệnh châu, xác định hung thủ là đồ nhi của lão phu, vâng. Lục Châu đang nghe truyện trên TV audio CV gật đầu, nhìn về phía ba bộ thi thể nằm dưới đất, ba người kia là do Ngô Thượng Nhung giết, Ngô Thượng Nhung không người nói, đúng là đồ nhi giết. Lục Châu nhìn một kiếm chém rách ba bộ khôi giáp, thản nhiên nói, một kiếm này chỉ lấy đi ba mệnh cách, không phải vết thương chí mạng, lão tiên sinh nhìn thật chuẩn, còn lại là do Cùng Kỳ làm, gâu gâu gâu. Cùng Kỳ sổ mấy tiếng rồi chạy tới nằm dưới chân Lục Châu, nhe răng nanh với mọi người, Minh Thế Nhân, cái thứ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, lão tứ, có đồ nhi, Tây Khất Thuật có phải do ngươi giết không? Không được nói dối, vi sư muốn nghe lời nói thật. Lục Châu nghiêm túc hỏi, Minh Thế Nhân đứng bên cạnh Cùng Kỳ đáp, vâng, một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng, đám người nghị luận ầm ĩ. Trước đó Minh Thế Nhân phủ nhận đủ kiểu, bây giờ lại chính miệng thừa nhận, chẳng phải là đang tự vả mặt mình sao, không chỉ thế mà còn vả mặt Triệu Dục, vả mặt toàn bộ Triệu Phủ, người buồn bực nhất chính là Châu Bình, hắn hao tổn ba kỵ binh, nếu việc này không được xử lý thích đáng, sau này hắn làm sao đối mặt với các huynh đệ, làm sao là thủ lĩnh của đội quân truyền kỳ này, im lặng. Khổng Văn hét lên một tiếng, đám người yên tĩnh trở lại, Lục Châu nhìn về phía Minh Thế Nhân, nguyên nhân, Tây Khất Thuật đáng chết. Minh Thế Nhân đáp, Lục Châu không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn hắn, chờ hắn nói hết câu. Đáng chết không phải là một lý do đường hoàng, Minh Thế Nhân nhìn ra sư phụ đang chờ mình trả lời, bèn cắn răng đáp, bởi vì hắn giết chết huynh đệ của Đồ Nhi, Mạnh Thanh, Trí Văn Tử, Trí Vũ Tử, những người còn lại đều nghi hoặc không hiểu, chưa ai từng nghe đến cái tên này, kể cả huynh đệ song tử, nhưng bọn hắn biết hàm nghĩa của chữ Mạnh này, rốt cuộc phỏng đoán trước đó đã được nghiệm chứng, người này quả nhiên là dư nghiệt Mạnh Phủ, Mạnh Thanh, huynh đệ của ngươi. Lục Châu nghi hoặc hỏi, Đồ Nhi và Mạnh Thanh từ nhỏ lớn lên trong Mạnh Phủ. Năm Đồ Nhi 8 tuổi, Mạnh Thanh bị Tây Khất Thuật giết chết. Minh Thế Nhân thẳng thắn đáp, đám người Ma Thiên Các kinh ngạc không thôi. Minh Thế Nhân cười nói, Đồ Nhi không phải người thích kể khổ, chuyện quá khứ cũng lười nhắc tới, không ai nguyện ý nhắc lại những vết thương lòng trong quá khứ cả. Về phần người khác tin hay không thì cũng chẳng quan trọng, Tây Khất Thuật đã chết, đây là niềm an ủi lớn nhất đối với vong hồn của Mạnh Thanh, hắn thừa nhận trước mặt tất cả mọi người vì không muốn lừa gạt sư phụ. Còn việc sư phụ xử trí thế nào thì hắn không để ý, cho dù sư phụ muốn trừng phạt, Minh Thế Nhân cũng cảm thấy đáng giá, một mạng đền một mạng, rất hợp lý. Lục Châu tán thành gật đầu, tất cả mọi người đều mộng bức, Minh Thế Nhân lại càng thêm bất ngờ, sư phụ không hỏi thật giả, chẳng lẽ không sợ hắn nói bậy, Châu Bình và huynh đệ Trí Văn Tử cũng nghĩ như vậy, Trí Văn Tử nói, tiểu huynh đệ nói Mạnh Phủ nào, uống nắng ngươi một chút, hắn không nhỏ. Hơn nữa, hắn không phải huynh đệ của ngươi. Khổng Văn nói, Trí Văn Tử lộ vẻ xấu hổ, thất lễ, Minh Thế Nhân đáp, chiến thần Mạnh Minh Thị, nghe vậy, trong lòng Trí Văn Tử khẽ động, lập tức nói, thì ra là Mạnh Phủ này. Đáng tiếc chuyện đã quá xa xưa, Mạnh Phủ cũng không có người nào tên Mạnh Thanh, ngươi nói Tây tướng quân giết Mạnh Thanh, dù sao cũng phải có chút chứng cứ chứ. Ta thấy lão tiên sinh là người đức cao vọng trọng, có thể phân biệt rõ ràng hắc bạch thị phi, lão phu chính là chứng cứ.
Lục Châu nói. Lục Châu nhìn Trí Văn Tử nói, trước kia khi lão phu thu hắn làm đồ đệ, hắn còn chưa đến 10 tuổi. Trên người hắn có một khối ngọc tùy thân, bên trên khắc một chữ Minh, thế nên lão phu đặt tên cho hắn là Minh Thế Nhân. Thế gian này đều có nhân quả, không bị ô nhiễm, không chìm vào hắc ám, quên đi phiền não, ý niệm thông suốt, Minh dám lòng hắn, cho tới nay Minh Thế Nhân đều cho rằng danh tự chỉ là một cái tên để gọi mà thôi. Tên gì cũng chẳng sao, chỉ cần không khó nghe là được, có đôi khi hắn còn nói đùa mình họ Nhật, vì hắn thích chữ này, đối với loại người không chịu ràng buộc như Minh Thế Nhân, quan niệm đi không đổi tên về không đổi họ, rất là cứng nhắc, hắn chưa bao giờ thèm quan tâm, nhưng mà lời sư phụ vừa nói lại khiến hắn không thể không động dung. Trí Văn Tử lộ vẻ khó xử, tiếp tục nói, lão tiên sinh, lời của ngài làm sao khiến người khác tin phục, hắn vừa nói xong, Lục Châu đã vung chưởng, Trí Văn Tử giật nảy cả mình, lập tức lùi về sau. Trí Vũ Tử lập tức vọt tới đứng bên cạnh đại ca, hai người đánh ra bốn đạo chưởng ấn, oanh, hai huynh đệ bị đánh bay ra ngoài, phun ra nguồn máu, khí huyết cuồn cuộn trong lồng ngực, đại nhân. Đám thuộc hạ kinh hô, không, không có việc gì. Trí Văn Tử xua tay nói, hắn biết vì sao Lục Châu lại xuất thủ, bởi vì câu chất vấn kia chẳng khác nào là tự tìm đường chết, có thể dùng một chiêu đánh bại Châu Bình, người ta hoàn toàn không cần đứng đây giảng đạo với ngươi. Trí Văn Tử nhịn đau, chắp tay nói, đa tạ lão tiên sinh không giết. Lục Châu nhàn nhạt đáp, đối với lão phu, giết sạch các ngươi hay nói đạo lý đều có thể đạt tới hiệu quả như nhau. Đám tu hành giả nghe vậy, sợ hãi lùi về sau. Sắc mặt gần trăm tên phi kỵ cũng biến đổi, Trí Văn Tử không phản bác được, cũng không còn lời nào để nói. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến thanh âm, Phạm Chân Nhân đến, Trí Văn Tử và Trí Vũ Tử lộ vẻ mừng rỡ. Châu Bình cũng phất tay ra hiệu cho hai tên phi kỵ đỡ mình đứng dậy, bọn hắn đồng loạt xoay người nhìn về phía đó, chắp tay chờ đợi. Nhưng câu nói tiếp theo của Lục Châu lại chẳng khác nào dội một gáo nước lạnh, bảo hắn đứng chờ bên ngoài. Lục Châu hờ hững nói, lời này không nặng không nhẹ nhưng lại ẩn chứa ma lực quỷ dị khiến đám người kinh ngạc không thôi. Triệu Dục lập tức đáp, ta đi thông báo. Không bao lâu sau, Triệu Dục trở về, không người nói với Lục Châu, Phạm Chân Nhân nói hắn nguyện ý chờ ngài. Khi nào ngài gọi hắn sẽ vào ngay, Trí Văn Tử, Trí Vũ Tử dùng cùi chỏ chọc chọc đại ca, rất muốn hỏi tiết mục này có gì lầm lẫn hay không, mà vẻ mặt của Trí Văn Tử cũng nghi hoặc không kém, tâm tình bực bội vô cùng. Hắn vừa định mở miệng nói hai câu thì bên ngoài lại truyền đến thanh âm, 49 kiếm khách cầu kiến, lần này không đợi Lục Châu mở miệng, Triệu Dục đã lên tiếng, bảo bọn hắn chờ bên ngoài, vâng, rất nhanh sau đó, tên thuộc hạ truyền tin đã quay trở lại bẩm báo, kiếm khách Nguyên Lang nói Tần Chân Nhân có lệnh phải đưa lễ vật đến tận tay lão tiên sinh. Hắn nói đồ vật này rất quan trọng, bảo hắn vào đây một mình. Lục Châu nói, vâng, lát sau, Nguyên Lang tay cầm hộp gấm cung kính đi vào. Thấy trong Triệu phủ nhiều người như vậy, Nguyên Lang không khỏi nghi hoặc khó hiểu. Không chỉ có Trí Văn Tử, Trí Vũ Tử mà còn có Châu Bình và đội quân phi kỵ. Nguyên Lang tiến lên nói, Nguyên Lang bái kiến lão tiên sinh, ba người Trí Văn Tử, Trí Vũ Tử và Châu Bình sắc mặt cương cứng nhìn dáng vẻ lễ độ của Nguyên Lang. Trước có Phạm Chân Nhân đứng chờ bên ngoài, sau có Tần Chân Nhân đến tặng lễ, vị lão tiên sinh này là thần thánh phương nào. Trí Văn Tử muốn thừa cơ lôi kéo quan hệ, bèn thấp giọng nói, không biết Tần Chân Nhân có khỏe không. Nguyên Lang không quay đầu lại, tay vẫn nâng hộp gấm, trong lòng không mấy vui vẻ đáp lời, nơi này không có phần ngươi lên tiếng. Hắn đến đây bái kiến lão tiên sinh, Trí Văn Tử lại nói xen vào khiến hắn rất khó chịu. Trí Văn Tử, Lục Châu không vội nói chuyện với Nguyên Lang mà chỉ vào Trí Văn Tử, Tần Đế bảo ngươi đến. Vâng. Trí Văn Tử thấp giọng đáp, cho nên ngươi ỷ mình có Tần Đế làm chỗ dựa, cho rằng lão phu không dám làm gì ngươi. Lục Châu đã quá chán đám người không có mắt này. Bọn hắn căn bản chẳng biết mình đang đối mặt với điều gì. Trí Văn Tử giật nảy mình, vội vàng không người nói, vãn bối không dám, vãn bối chỉ là phụng mệnh hành sự, đưa kim bài đây. Lục Châu nói, Triệu Dục cung kính dâng kim bài lên. Lục Châu sờ vào kim bài, trọng lượng hơi nhẹ, không phải làm từ vàng ròng hoàn toàn. Hắn cầm lấy kim bài, nói, thấy kim bài này vì sao không quỳ. Phịch, đám người Trí Văn Tử, Trí Vũ Tử và Châu Bình cùng đội quân phi kỵ đều quỳ xuống. Thấy kim bài như thấy Tần Đế, Triệu Dục cầm kim bài này lệnh cho ngươi cút ra khỏi Triệu phủ, ngươi lại dám kháng chỉ bất tuân. Ai cho ngươi dũng khí? Lục Châu nói, cùng một lời nói nhưng khác người phát ngôn lại tạo ra hiệu quả và uy lực khác biệt. Trí Văn Tử á khẩu, mặt đỏ tới mang tai không thể đáp lời. Lục Châu thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Nguyên Lang, Tần Nhân Việt bảo ngươi tới đây làm gì? Nguyên Lang lập tức đáp, Tần Chân Nhân từng đi qua thượng cổ di tích trong Bình Đán, thu hoạch được một vật.
ngài ấy nói là vật này rất quan trọng, nhất định phải giao tận tay lão tiên sinh. Lục Châu nhìn hộp gấm trong tay Nguyên Lang, bên ngoài hộp gấm có khảm những đường vân cũ kỹ, vừa nhìn đã biết niên đại rất cổ xưa. Mở ra. Lục Châu nói, vâng. Nguyên Lang đứng dậy mở hộp gấm ra rồi đưa tới trước mặt Lục Châu. Lục Châu vốn không ôm bao nhiêu hy vọng, Tần Nhân Việt sao có khả năng đưa đồ tốt cho người khác, cho dù hắn có làm sai, cho dù hắn là người biết điều, cũng không có lý nào lại làm như vậy. Nhưng khi nhìn thấy đồ vật trong hộp, lông mày Lục Châu nhíu lại thật chặt, đám người Ma Thiên Các không khỏi kinh ngạc, bọn hắn rất ít khi thấy các chủ có biểu tình này. Tiểu Diên Nhi và Hải Loa nhón chân lên nhìn vào bên trong, trong hộp gấm là một quyển cổ tịch cũ kỹ. Cổ tịch rất cổ xưa, nhưng bên trên khắc họa phù văn giúp nó không mục nát, ngoài bìa cổ tịch có ghi bốn chữ, giảng đạo chi điển. Bốn chữ này không có gì đặc biệt, nhưng bên dưới bốn chữ có một hình chữ nhật, trong đó có viết 26 chữ cái Latin. Bên cạnh 26 chữ cái siêu vẹo đó là ba chữ truyện Ma Thiên Các được khắc họa trên bìa. Lục Châu khó có thể tin nổi, vươn tay cầm bản cổ tịch lên, giảng đạo chi điển. Nguyên Lang cung kính nói, Tần chân nhân tìm thấy vật này ở bình đán, cảm thấy nó thú vị nên lưu lại. Trên bìa có khắc ba chữ Ma Thiên Các, Tần chân nhân cho rằng vật này có liên quan đến lão tiên sinh, cũng có thể là do lão tiên sinh đánh rơi, nên hiện tại trả về cho chủ cũ. Nói xong, Nguyên Lang lui về sau mấy bước, đứng ở một bên. Nhiệm vụ đã hoàn thành, trong lòng hắn nhẹ nhõm hơn rất nhiều, không khỏi quay đầu nhìn sang Trí Văn Tử và Trí Vũ Tử. Sau đó Nguyên Lang lắc đầu, thở dài một tiếng. Lại là mấy kẻ đuôi mù. Lục Châu nhìn quyển cổ tịch, trong lòng dâng lên đủ loại cảm giác. Cho dù ở thế giới này bao lâu, hắn vẫn không tài nào quên được mình là người địa cầu. Chân nhân còn nói, quyển cổ tịch này có phù văn thần bí trói buộc, nếu dùng bạo lực để mở thì sẽ bị hủy. Đáng tiếc Tần chân nhân đã mời rất nhiều phù văn đại sư đến thử nhưng không ai có thể giải khai bí mật của đám ký hiệu. Tiểu Diên Nhi nhìn quyển cổ tịch, cười hì hì nói, thật đúng là ba chữ Ma Thiên Các. Sư phụ, người đến bình đẳng bao giờ thế? Biểu tình trên mặt Nguyên Lang có chút mất tự nhiên, hắn cố bảo trì thái độ lễ phép và khiêm tốn, sửa lời nàng, là bình đáng, bình đáng. Nguyên Lang giải thích, bình đáng là danh xưng của một trong 12 canh giờ. 12 canh giờ có tên như sau, dạ bán, kê minh, bình đáng, nhật xuất, thực thì, ngung trung, nhật điệt, bô thì, nhật nhập, hoàng hôn, nhân định. Bí ẩn chi địa thường xảy ra biến đổi không ngừng, các địa điểm sau vài ngày đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thế nên để xác định chính xác vị trí của từng khu vực, các bậc tiên hiền dùng hồng tuyến làm trục, đặt tên bắt đầu từ dạ bán, theo chiều kim đồng hồ tạo thành 12 canh giờ, phân chia bí ẩn chi địa thành 12 khu vực, đám người gật đầu, vậy Đại Hoang Lạc là gì? Tiểu Di Nhi tò mò hỏi, ta cảm thấy cái tên đó êm tai hơn Ngung Trung nhiều. Nguyên Lang cười đáp, đó là tên cũ của Ngung Trung. Nhân Định có tên cũ là Đại Uyên Hiến, Bình Đáng có tên cũ là Nhiếp Đề Cắt, chờ đã. Chờ đã, Tiểu Diên Nhi xoa xoa hai bên thái dương nói, quá nhiều rồi, ta nhớ không nổi đâu. Hôm nào ngươi nói chuyện với thất sư huynh của ta đi. Nguyên Lang khẽ gật đầu, không nhắc tới địa danh nữa mà nói, trước đây nhân loại đều sinh sống trong bí ẩn chi địa, khi đó nó không gọi là bí ẩn chi địa mà có các danh tự đàng hoàng như Đại Hoang Lạc, Đại Uyên Hiến, vậy ngươi biết Thái Hư ở đâu không? Tiểu Diên Nhi lại hỏi. Nguyên Lang lắc đầu, ngay cả Tần chân nhân và lão tiên sinh cũng không biết thì ta làm sao mà biết được. Tiểu Diên Nhi ồ một tiếng, quay đầu nhìn sư phụ, phát hiện người vẫn đang nghiên cứu quyển cổ tịch 26 chữ cái. Nguyên Lang cũng phát giác được điểm này bèn nói, không giải được cũng rất bình thường, Tần chân nhân từng mang nó đi khắp nơi tìm cao nhân nhưng không một ai giải được. Ký hiệu vẽ trên cổ tịch này trông rất kỳ quái, nhưng vì trên đó có viết Ma Thiên Các nên Tần chân nhân tin tưởng lão tiên sinh nhất định sẽ có biện pháp mở nó ra. Soạt, Lục Châu mở quyển cổ tịch ra, tựa như một học sinh ngồi trong thư viện trên địa cầu. Mở ra một quyển sách sử đã phủ một tầng tro bụi. Nguyên Lang Lục Châu không để ý đến thần sắc kinh ngạc của Nguyên Lang. Khi hắn nhìn đến những tự phù bên trong quyển cổ tịch, tất cả tự phù thiên thư hắn từng lĩnh hội lập tức xao động trong đầu. Lục Châu sinh lòng kinh ngạc, cảm nhận được bên trong ẩn chứa một loại lực lượng giống hệt thần thông thiên thư, bèn khép sách lại. Các tự phù thiên thư trong đồng trở nên yên tĩnh. Đáy lòng Lục Châu không ngờ ký hiệu trong cổ tịch lại có thể tạo ra sự cộng minh lớn đến thế. Đồng thời hắn bỗng nảy sinh một nghi vấn, vì sao? Bởi vì mật mã của quyển cổ tịch vẫn là hai câu thơ, Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt, Thiên Nhai Cộng Thử Thời. Rõ ràng những thứ này hắn đã từng kinh lịch qua, nhưng lại hoàn toàn không biết gì cả. Nguyên Lang nói đồ vật này nhặt được ở Bình Đán. Có thể thấy cơ thiên đạo không chỉ đến Ngung Trung mà còn đến cả Bình Đán. Hắn đã thu hoạch 10 viên hạt giống Thái Hư và các loại công pháp bảo bối, chẳng trách Ma Thiên Các lại trở thành mục tiêu của toàn thiên hạ. Thất phu vô tội, Hoài Bích có tội.
Không cần biết Cơ Thiên Đạo dùng thủ đoạn gì để lấy được bảo bối, nhưng chí bảo bậc này không phải một tên bát diệp có thể bảo vệ nổi. Theo một cách nào đó, Khương Văn Hư nói không sai. Nếu hắn vĩnh viễn lưu lại ở bát diệp, dù là Hắc Liên hay Hồng Liên, Thanh Liên, sẽ không một ai có hứng thú gì với Kim Liên cả. Vì để duy trì cân bằng giả sẽ thời thời khắc khắc bảo đảm Kim Liên được an ổn bình thường. Người tự do càng không dám đến Kim Liên và hành động thiếu suy nghĩ. Lục Châu hồi tưởng lại vài lần thiên địa rung chuyển ở Kim Liên giới, có lẽ khi đó đang có cân bằng giả nào đó quét dọn một số nhân tố không ổn định ra khỏi Kim Liên. Biểu tình của Nguyên Lang vừa xấu hổ lại vừa kinh ngạc, không người nói, chúc mừng lão tiên sinh đã giải khai phù văn cấm chế thành công. Lục Châu nhìn hắn, thản nhiên nói, vật này đúng thật do lão phu đánh rơi. Trở về nói với Tần chân nhân, phần nhân tình này lão phu xin nhận. Nguyên Lang vui mừng đáp, là vật quy nguyên chủ thôi ạ. Lục Châu gật đầu, tán thưởng nói, rất tốt. Nguyên Lang lui lại đứng ở một bên, dáng vẻ cung kính, tâm tình thì buông lỏng rất nhiều. Xem ra mâu thuẫn giữa Tần chân nhân và Ma Thiên Các đã được tiêu trừ. Lục Châu cất kỹ quyển cổ tịch rồi nhìn về phía Trí Văn Tử nói, chuyện hôm nay ngươi định xử trí thế nào? Trí Văn Tử nói, là chúng ta lỗ mãng. Ta nguyện ý bồi tội vì chuyện này. Minh Thế Nhân lầm bầm, nếu xin lỗi mà có tác dụng thì còn cần đến quan gia làm gì? Trí Văn Tử nói, lão tiên sinh có thể nghe tại hạ nói mấy lời từ đáy lòng không? Nói đi, thân là thần tử, chúng ta chỉ có thể tận chức tận trách làm theo mệnh lệnh của bệ hạ. Quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, chuyện hôm nay dù là ai đúng ai sai cũng không còn quan trọng nữa. Nếu có thể, ta muốn mời lão tiên sinh đến gặp Thánh Thượng một chuyến. Mọi chuyện giao cho Thánh Thượng phán quyết, câu nói sau cùng khá có lực, tương đối vang dội. Minh Thế Nhân lườm hắn một cái, ta phải sửa lời ngươi một chút. Ngươi là thần tử, đúng vậy, nhưng chúng ta thì không. Ngươi đem đạo quân thần ra dọa ai vậy? Sau đó, hiểu cho rõ thân phận của các ngươi đi, con mèo con chó linh tinh gì cũng xứng để sư phụ ta đi gặp sao? Muốn gặp thì bảo hắn tự mình đến đây. Minh Thế Nhân nói, lập trường khác nhau đương nhiên góc nhìn cũng khác nhau. Tần đế dù có địa vị cao thế nào cũng chẳng liên quan gì đến Ma Thiên Các, Trí Văn Tử không phản bác được. Lúc này Lục Châu bỗng lên tiếng, ý của ngươi là, tất cả những chuyện này đều là mệnh lệnh của Tần đế. Trí Văn Tử không nói gì, dùng im lặng để ngầm thừa nhận. Lục Châu vỗ vào tay viện ghế đứng lên, đạm mạc nói, chuyện của Triệu Phủ, lão phu không muốn hỏi tới. Nhưng ngươi đã thương đồ nhi của lão phu sao có thể tha cho ngươi. Việc này, Trí Văn Tử thấy Lục Châu đứng lên, lập tức bị dọa sợ. Lục Châu phất tay áo nói, lấy đi một mệnh cách của hắn để trừng phạt. Lục Châu vừa nói xong, Trí Văn Tử và Trí Vũ Tử đồng thời lui lại, đám tu hành giả phía sau bước lên ngăn ở phía trước, sắc mặt như lâm đại địch, Châu Bình cũng được thuộc hạ đỡ lấy lùi vào trong đám người. Nguyên Lang thấy vậy, lắc đầu nói, Châu chấu đá xe, cần gì chứ, nếu hắn là Trí Văn Tử, hắn sẽ tiếp nhận bị lấy đi một mệnh cách. Bởi vì nếu sự tình nháo lớn hơn thì không chỉ mất đi một mệnh cách thôi đâu. Thương thế của Châu Bình đã ổn định hơn một chút, chắp tay nói, lão tiên sinh cần gì hùng hổ dọa người. Lục Châu vung tay vồ lấy. Ma Đà thủ ấn mang theo lực lượng thiên tướng lướt về phía Châu Bình, đám người hoảng sợ, bày ra thế chống cự, phanh phanh phanh, Ma Đà thủ ấn lấy thế như lôi đình tóm lấy Châu Bình bộc phát lực lượng chí cường chống cự, âm thanh cương khí giao thoa khiến người ta kinh hãi không thôi, 97 tên thuộc hạ lui về sau mấy bước nhưng bị cương khí quét ngang, văng ngược ra sau, Châu Bình tiếp tục giãy giụa. Lúc này, Trí Văn Tử đột nhiên nói, đi, hắn tóm lấy Trí Vũ Tử, mang theo đông đảo tu hành giả đằng không bay lên, phóng ra khỏi biệt viện, đội quân phi kỵ cũng vội vàng đạp đất bay lên, không đợi Lục Châu hạ lệnh, Nguyên Lang đã quát, cản bọn họ lại, từ phía chân trời, 48 kiếm khách bay lướt tới tạo thành phương trận bao phủ lấy không trung Triệu Phủ, kiếm cương mù mịt rợp trời, một đạo khí thế càng thêm cường đại xuất hiện. Trí Văn Tử lập tức nhận ra, hô lên, Phạm chân nhân. Hư ảnh này chính là Phạm Trọng. Phạm Trọng nhìn quanh bốn phía, thấy Châu Bình không ngừng giãy giụa, thấy đội quân truyền kỳ chật vật vô cùng, lại thấy sắc mặt Trí Vũ Tử và Trí Văn Tử vô cùng khó coi. Hắn nhướng mày, nghi hoặc gọi, Trí Văn Tử. Trí Văn Tử nói vọng xuống, lão tiền bối, chuyện này quả thật không phải chủ ý của ta. Cáo từ, hai huynh đệ quay đầu, hóa thành hai đạo cương khí phóng lên tận trời. Phạm Trọng không khỏi kinh ngạc nói, quả nhiên song tử âm dương tương thông, Phạm Trọng. Lục Châu đột nhiên gọi, Phạm Trọng khẽ sửng sốt, bừng tỉnh nhìn về phía Lục Châu, nghe nói Lục huynh nghỉ chân ở đây, Phạm Trọng lập tức đến bái phỏng, ngăn bọn hắn lại. Lục Châu nói, việc này, Phạm Trọng do dự, nói thật, hắn chẳng muốn đắc tội ai cả. Phạm Trọng nổi tiếng là người do dự thiếu quyết đoán, thích mượn gió bẻ măng,
Lúc trước Thác Bạt Tư Thành khuyên hắn cùng nhau vây công Lục Châu, hắn cũng do dự dự hệt như bây giờ. Bây giờ Lục Châu yêu cầu, hắn vẫn không dám hành động, bởi vì Trí Văn Tử và Trí Vũ Tử là thủ hạ của Tần Đế, mà thủ đoạn của Tần Đế thì cực kỳ cao minh. Lục Châu thản nhiên hỏi, ngươi không đi? Phạm Trọng nghĩ trong giây lát rồi đáp, xin Lục Huynh chờ cho một lát. Vù, không gian trở nên vặn vẹo, hư ảnh Phạm Trọng trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt hai huynh đệ Trí Văn Tử. Trí Văn Tử ngẩng đầu nói, Phạm chân nhân, ngài làm vậy là sao? Đắc tội bằng hữu của ta còn muốn đi? Hư ảnh đánh ra vô số chưởng ấn từ trên trời giáng xuống, năng lượng đặc thù ba động khiến hai người tựa như dừng lại, không thể động đậy. Oanh, hai người rơi thẳng xuống đất, miệng phun đầy máu tươi. Chính lúc này, Ngô Thượng Nhung khống chế Trường Sinh kiếm từ xa, Trường Sinh kiếm hóa thành lưu tinh chém vào tầng cương khí hộ thể của hai người. Phanh phanh phanh, 49 kiếm khách vốn định xuất thủ, nhưng thấy khí thế kiếm cương như rồng bay gió cuốn, không ngừng chém vào thân thể hai huynh đệ song tử khiến bọn hắn kinh hãi không thôi. 49 kiếm khách cũng là cao thủ kiếm tu, nhưng bọn hắn không làm được một chiêu ngự kiếm chi thuật này. Cương khí hộ thể của hai huynh đệ rốt cuộc bị đánh nát, Trường Sinh kiếm không chút khách khí chém vào chỗ yếu hại của bọn hắn. Máu tươi bắn ra tung tóe, kiếm cương bay lượn đầy trời. Hai người rơi xuống đất, Lục Châu cảm thấy kỳ quái, có Phạm Trọng cường thế, lại thêm Ngô Thượng Nhung gia trì lực lượng đánh rơi hai người, vì sao lại không mất mệnh cách nào? Ngô Thượng Nhung thu hồi Trường Sinh kiếm nói, hẳn là một loại thủ đoạn bảo vệ mệnh cách còn cường ngạnh hơn cả Khôi Nô. Nguyên Lang lắc đầu nói, không phải đâu, ngươi biết. Lục Châu nhìn về phía Nguyên Lang, đây chính là cơ hội lôi kéo làm quen với đại lão nha. Nếu không nắm chắc cơ hội, hắn nào có mặt mũi nhìn Liệt Tổ Liệt Tông, nhìn cha mẹ và Tần chân nhân. Nguyên Lang lập tức giải thích, Trí Văn Tử và Trí Vũ Tử là đồng mệnh tương liên, sinh mệnh của bọn hắn đã nối thành một thể. Hai người vốn là cao thủ của Tấn Quốc, trong trận chiến Hào Sơn, Mạnh Minh Thị dẫn theo Thiên Quân Vạn Mã đánh tan Đại Tấn, Trí Văn Tử và Trí Vũ Tử liền đầu nhập vào Tần Đế, trở thành phụ tá đắc lực của hắn. Khi còn ở Đại Tấn Quốc, hai huynh đệ này tu luyện thuật pháp liên kết sinh mệnh, có thể cộng hưởng, cũng có thể dời đi. Loại bí pháp này có chút tương tự với thuật pháp ký sinh, nhưng cao minh hơn ký sinh rất nhiều. Trí Văn Tử có thể đem vết thương chí mạng dời sang cho Trí Vũ Tử gánh chịu, cũng có thể đem điểm chí mạng dời đến bất kỳ vị trí nào trên cơ thể. Dù có bị chém đứt đầu hay đâm xuyên tim, bọn hắn vẫn có thể sống sót. Nói đúng ra, loại liên kết sinh mệnh này có thể hình dung giống như là một con dung, toàn thân dung đất trơn tròn láng mịn, không có xương cốt. Dù có chém đứt đôi thân thể bọn hắn vẫn có thể mọc ra cái mới. Nguyên Lang hy vọng mình nói chuyện không quá khó hiểu. Hắn quay đầu lại nhìn đám người, phát hiện sắc mặt Lục Châu vẫn thông dong, mà Tiểu Diên Nhi thì đã bịt chặt tai từ bao giờ. Ngô Thượng Nhung khiêm tốn hữu lễ nói, đa tạ các hạ giải đáp nghi hoặc. Nguyên Lang đáp, tiện tay mà thôi. Minh Thế Nhân lấy ly biệt câu ra, nhìn sang Nguyên Lang hỏi, vậy ngươi nói cho ta biết cách để giết chết bọn hắn đi nào? Ách, Nguyên Lang lộ vẻ xấu hổ nói, việc này ta thật sự không rõ. Minh Thế Nhân cũng cạn lời. Thế theo lời vừa rồi của ngươi, chẳng phải bọn hắn bất tử rồi sao? Hư ảnh Phạm Trọng từ trên cao hạ xuống, đánh ra một đạo chưởng ấn khiến Trí Văn Tử và Trí Vũ Tử nằm rạp xuống đất. Thấy hai người phun đầy máu tươi, hắn mới thỏa mãn gật đầu, xoay người chắp tay nói, Lục Huynh, đừng gọi bậy, ở đây không có ai là Lục Huynh của ngươi hết. Minh Thế Nhân nói, ai cũng muốn lôi kéo làm quen với sư phụ. Nhưng loại người gió chiều nào theo chiều nấy như Phạm Trọng, Minh Thế Nhân rất không ưa thích. Phạm Trọng, chấm chấm chấm, hắn không tiện cãi lại. Lục Châu nói, không được vô lễ. Minh Thế Nhân lúc này mới lui về sau một bước, không nói gì nữa. Phạm Trọng nói, đều là việc nhỏ, thân là chân nhân, nếu đến một chút khí độ cũng không có thì ta sống uổng phí rồi. Lục Châu ngẩng đầu nói, ngươi đã giúp lão phu đương nhiên phải nể mặt ngươi. Phạm Trọng chỉ vào hai huynh đệ Trí Văn Tử, muốn giết bọn hắn đúng là không dễ dàng. Nhưng không phải là không có biện pháp. Minh Thế Nhân nghe vậy bèn cười nói, vừa rồi ta nói không có suy nghĩ, ngươi đừng để ý nha, việc nhỏ, vậy phải làm sao mới giết được bọn hắn. Minh Thế Nhân lại lấy ly biệt câu ra xoa xoa vào tay áo. Trí Văn Tử và Trí Vũ Tử nghe người khác thảo luận cách giết mình, quả thật vừa bất lực vừa khó chịu, bèn cố gắng đứng dậy nói, Phạm chân nhân, ngài. Phạm Trọng thản nhiên nói, đừng trách ta, các ngươi mời ta đến nhưng không nói là để gặp ai, nếu ta sớm biết đó là Lục Huynh. Hừ, nhưng mà ngài đã đáp ứng bệ hạ. Trí Văn Tử không cam lòng nói, lão phu muốn nhìn xem rốt cuộc các ngươi có năng lực gì. Lục Châu lên tiếng, năm ngón tay co lại, hơn một nửa lực lượng thiên tướng bám vào ma đà thủ ấn, Châu Bình không ngừng giãy giụa, nhưng lực lượng trong thủ ấn đột ngột tăng lên gấp mấy lần khiến hắn đánh mất ý niệm chống cự, rắc, thủ ấn thu lại.
Pháp thân thiên giới bà sa xuất hiện rồi biến mất, Trâu Bình rơi thẳng xuống đất. Trâu tướng quân, đám phi kỵ cấp tốc vọt tới vây xung quanh Trâu Bình. Tiên, đánh giết một mệnh cách, thu hoạch được 1.500 điểm công đức. Hơn phân nửa lực lượng thiên tướng mà còn không đánh hạ được ngươi thì đúng là hết nói nổi. Trâu Bình nằm im dưới đất, hai mắt đong đầy hoảng sợ nhìn lên bầu trời, yết hầu không ngừng hộc ra trọc khí, đám người cảm thấy sống lưng lạnh toát. Trâu Bình 17 mệnh cách hoàn toàn không chống lại nổi một chiêu của lão tiên sinh, Phạm Trọng cũng sợ hãi không kém. Sau khi từ ngung trung trở về, hắn đã thu được tin tức Thác Bạt Tư Thành và Diệp Chính bỏ mạng, thời điểm đó hắn không thể tin dù chỉ một chút, lập tức phái người đi nghe ngóng tình hình. Mãi cho đến khi sự thật được phơi bày, người giết Thác Bạt Tư Thành, Thiên Ngô và Trấn Nam Hầu chính là vị các chủ đến từ Ma Thiên Các này. Nay thấy tận mắt Lục Châu xuất thủ, hắn thậm chí còn có cảm giác đối phương cũng có thể dùng một chưởng dây giết chính mình. Tự tin của một chân nhân trong lòng Phạm Trọng đã bị hao mòn gần như không còn. Lục Châu chắp tay sau lưng đi tới nói, lão phu đã nói, lấy một mệnh cách của các ngươi để trừng phạt, được. Một mệnh cách thì một mệnh cách. Trí Văn Tử cắn răng nói, nhưng bây giờ, mỗi người hai mệnh cách. Lục Châu nói tiếp, sắc mặt Trí Văn Tử cứng đờ. Chuyện này, Triệu Dục thấy hắn còn dám có nghi vấn, không khỏi lắc đầu nói, ngươi ngu thật hay giả vờ ngu thế. Mệnh cách còn có thể khôi phục, nhưng mạng không còn thì chính là kết thúc. Nguyên Lang bỗng nói, bọn hắn không có mệnh cách, thuật liên kết sinh mệnh chính là như vậy đó, dung đất không có xương cốt, bọn hắn cũng không có mệnh cách. Tất cả mệnh cách đều đã hòa làm một với thân thể bọn hắn rồi. Vậy thì làm sao mà giết bọn hắn đây? Minh Thế Nhân mất hết kiên nhẫn nói, gâu gâu gâu, Nguyên Lang xấu hổ cười một tiếng, đừng tức giận, đừng tức giận, đao kiếm không có mắt. Giết bọn hắn rất đơn giản. Đạo môn phù chú thuật có thể trói buộc thuật liên kết sinh mệnh, một khi thuật này bị chấn vỡ, giết bọn hắn còn đơn giản hơn là giết một thiên giới bà sa bình thường. Trí Văn Tử và Trí Vũ Tử ngồi bệt xuống đất, sắc mặt xám ngoét. Minh Thế Nhân gật đầu, kỳ thực có giết chết hay không cũng không quan trọng. Mỗi ngày lôi bọn hắn ra, tháo thành mấy khối để luyện đao pháp cũng là một biện pháp hay, từ, cứ làm như thế. Minh Thế Nhân mang theo Ly Biệt Câu vọt tới. Trí Văn Tử sợ hãi, cao giọng hô lên, xin chờ một chút, chờ cái rắm, Minh Thế Nhân đạp hắn bay vèo ra sau, Trí Văn Tử té lăn dưới đất, trên ngực đau đớn khó nhịn. Người này đúng là làm việc không theo sáo lộ gì hết, nói đúng hơn, nguyên một đám người này đều như thế. Không một kẻ nào đáng tin cậy, Trâu Bình cũng vậy. Mà Phạm Trọng cũng thế, hắn mặc kệ đau đớn trên cơ thể, vội vàng nói, huynh đệ chúng ta chỉ có một cái mạng. Ta muốn dùng bí mật để trao đổi với lão tiên sinh, ngươi cho là mình có tư cách để đàm phán. Minh Thế Nhân hừ lạnh nói, lui ra. Lục Châu nói, a, sư phụ, đám người này không đáng tin đâu. Trí Văn Tử thấy tình huống không ổn, không thèm nói điều kiện đã vội tiết lộ, trong kim bài của Triệu công tử có ẩn giấu một bí mật động trời, Triệu Dục. Chấm chấm chấm, quát giờ phát, Lục Châu nhìn lại kim bài trong tay, có chút bất ngờ. Bí mật gì? Tiên đế có tổng cộng 4 khối kim bài, trong mỗi một khối đều cất giấu một phần tàn bảo đồ. Trí Văn Tử cấp tốc nói, chẳng trách kim bài không chế tạo đặc ruột, làm Lục Châu cảm thấy nó nhẹ hơn mức bình thường. Thì ra bên trong có vấn đề, Lục Châu bóp một cái. Kim bài nứt ra, giữa kim bài quả nhiên có một khe hở, bên trong khe hở giấu một tấm vải nhỏ, Lục Châu rút tấm vải ra. Mở ra xem. Bên trên đúng là một bức địa đồ không hoàn chỉnh, chỉ có 1/4, Triệu Dục kinh ngạc nói, sao ta lại không biết, Trí Văn Tử nói, hẳn là Thích Phu Nhân chưa có nói cho ngươi biết, Triệu Dục không nói gì nữa, bản đồ này chôn giấu bảo bối gì? Minh Thế Nhân hỏi, ta không biết. Việc này chỉ có Thích Phu Nhân biết thôi, đây chính là lý do vì sao ta còn được sống đến hôm nay sao? Triệu Dục lão đảo lui lại một bước, Thích Phu Nhân không nói gì với ngươi à? Trí Văn Tử hỏi, Triệu Dục lắc đầu, nào chỉ không nói cho hắn, mẫu thân thậm chí còn chưa từng tiết lộ trong kim bài có ẩn dấu bí mật. Lục Châu nhìn địa đồ một lát rồi nói, mẫu thân ngươi sắp tỉnh lại rồi, đến lúc đó hỏi sẽ biết thôi. Trí Văn Tử kinh ngạc nói, Thích Phu Nhân tỉnh rồi sao? Lục Châu liếc nhìn Trí Văn Tử, nếu đã không muốn nàng ta tỉnh lại thì vì sao không giết luôn đi? Việc này, nếu ngươi chịu thành thật khai báo, lão phu sẽ tha cho các ngươi một con đường sống. Lục Châu nói. Trực giác nói cho hắn tấm tàn bảo đồ này không hề đơn giản, Trí Văn Tử cúi đầu nói, bệ hạ không đành lòng, ha ha ha. Triệu Dục đột nhiên bật cười, bị câu nói này của Trí Văn Tử làm cho giận đến đi người. Quá buồn cười rồi, đám người thở dài, nói theo một cách nào đó, nếu không nhờ có Tần Đế che chở, Triệu Dục đã sớm chết.
Nhưng Tần Đế kỳ thực không hề quan tâm đến đứa con này, mặc kệ hắn bị tất cả mọi người đùa giỡn trong lòng bàn tay. Lục Châu nói, nếu đã như vậy, ngươi về nhắn cho Tần Đế, bảo hắn đến gặp lão phu. Trí Văn Tử sửng sốt, nhưng ngã một lần đã không ra, hắn run rẩy đáp, vâng. Nói xong, cố nhịn xuống đau đớn kịch liệt, Trí Văn Tử run giọng hỏi, hiện tại ta có thể đi được không? Lục Châu phất tay, Trí Văn Tử và Trí Vũ Tử dìu nhau đằng không bay lên. Mấy chục tu hành giả lập tức theo sau bay về phía chân trời. Châu Bình nhìn theo hai huynh đệ song tử, rất muốn há mồm mắng to, dòng thứ hại người. Lục Châu quay đầu nhìn về phía Châu Bình, đoạn thời gian này, ngươi lưu lại đây đi. Châu Bình cảm thấy trong lòng nặng như đeo đá. Quả nhiên ta không được rời đi dễ dàng như vậy. Châu Bình giải thích, tất cả những việc này là kế hoạch của Trí Văn Tử, ta chỉ là đến hỗ trợ, phong bế tu vi. Lục Châu nói, Châu Bình thở dài một tiếng, đẩy người bên cạnh ra, ho khan một trận rồi đứng thẳng người lên, khí phách nói. Ta có thể lưu lại, nhưng các huynh đệ của ta không liên quan gì đến việc này, hãy để bọn hắn rời đi. Nếu không ta tình nguyện tự bạo tất cả mệnh cách, ngươi đang uy hiếp lão phu, cầu sinh mà thôi. Châu Bình đáp, đám người Ma Thiên Các lui lại, 97 tên phi kỵ đều là dũng sĩ trên chiến trường, lập tức đồng thanh nói, chúng ta nguyện ý chết cùng tướng quân, soạt, 97 người đồng loạt quỳ xuống, khiến người khác phải lau mắt mà nhìn. Ban đầu mọi người chỉ cảm thấy bọn hắn là một đoàn đội có tu vi cao và đồng nhất. Nhưng bây giờ xem ra đoàn quân này đoàn kết hơn trong tưởng tượng của mọi người nhiều. Đúng lúc này, trên bầu trời xa xăm đột nhiên có một đội ngũ mấy trăm người bay tới. Phạm Trọng nhìn thoáng qua rồi nói, cấm quân, mấy trăm cấm quân đột nhiên xuất hiện ở chỗ này là ý gì? Không bao lâu sau, đội ngũ cấm quân đã đến trên bầu trời Triệu Phủ. Phạm Trọng nói, việc này giao cho ta đi. Hắn vừa định bay lên giải quyết sự tình này, Lục Châu đã giận dữ vung tay. Không cần, quá tam ba bận, không thể tiếp tục tha thứ. Lục Châu vươn tay lên trời, một đạo quang mang yếu ớt xuất hiện, vọt lên không trung như lưu tinh. Phạm Trọng kinh ngạc hô lên, hằng cấp, Tử Lưu Ly bay ra, toàn bộ Triệu Phủ bị hàn ý vô tận bao phủ, trong chớp mắt hóa thành mùa đông tuyết trắng, Tử Lưu Ly bắn ra hàn quang. Cực hàn tĩnh chỉ, thời gian và không gian tựa như bất động. Trắc, chỉ trong giây lát, toàn bộ mấy trăm cấm quân đã bị biến thành băng điêu, đồng loạt rơi ầm ầm xuống đất, Châu Bình và 97 tên phi kỵ, chấm chấm chấm. Bọn hắn vốn cho rằng đại cầm rất mạnh, thậm chí có thể so đấu với chân nhân. Nhưng bây giờ, ảo tưởng phá vỡ, đến tư cách đàm phán bọn hắn cũng không có, Châu Bình chỉ có thể trơ mắt nhìn băng điêu rơi xuống đất, vỡ tan thành bã vụn, hắn sợ hãi lui về sau một bước, tướng quân, ta không sao. Khi hắn ngẩng đầu lên lần nữa, trên bầu trời đã chẳng còn một cấm quân nào, Lục Châu nhìn số điểm công đức chẳng tăng lên được bao nhiêu, đạm mạc lắc đầu, yếu, Phạm Trọng, chấm chấm chấm, bọn hắn làm sao biết được. Lục Châu vì thấy đánh giết mấy trăm người mà chẳng thu được bao nhiêu điểm công đức nên mới mắng yếu, tại Thanh Liên giới, cấm quân chỉ cần ước thúc đám người phổ thông là đủ. Tầng cao hơn sẽ có chân nhân, người tự do và các đại thế lực trưởng quản. Châu Bình xuất thân quân nhân, từ nhỏ lớn lên trong quân doanh, tố chất tâm lý rất mạnh. Sau mấy hơi thở, hắn đã tỉnh táo lại, quả quyết nói, người là giao thớt, ta là thịt cá, muốn chém muốn giết gì thì tùy ngài. Lục Châu liếc nhìn đám người, Châu Bình lưu lại. Những kẻ khác cút đi, Châu Bình nghe vậy, không đợi các huynh đệ lên tiếng đã vội vàng nói, tất cả các ngươi cút đi, tướng quân, Châu Bình đẩy lùi đám phi kỵ, thấy hắn kiên quyết, đám phi kỵ đành thở dài không người rồi bay lên không trung, chờ bọn hắn rời đi, Châu Bình mới thở vào một hơi, Minh Thế Nhân nói, không ngờ ngươi lại là người có tình có nghĩa, tình nghĩa cái rắm gì, một đám giá áo túi cơm mà thôi. Nếu bọn hắn chết thì người khác sẽ đánh giá ta vô năng. Châu Bình nói, Lục Châu lệnh cho người phong bế tu vi Châu Bình, giải xuống giam giữ. Lúc này Phạm Trọng mới đáp xuống đất, chắp tay nói, Lục Huynh, cửu ngưỡng đại danh. Lục Châu hỏi, có chuyện gì, ta chỉ đến bái phỏng, không hề có ác ý. Phạm Trọng đáp, ngươi không phải là viện quân do Trí Văn Tử mời tới sao? Triệu Dục nói, Phạm Trọng, chấm chấm chấm, Lục Châu xua tay nói, ngươi kính lão phu một thước, lão phu kính ngươi một trượng. Chuyện của ngươi và Trí Văn Tử lão phu không hỏi tới nữa. Trong lòng Phạm Trọng không khỏi mừng rỡ, lập tức cười nói, Lục Huynh rộng lượng, Phạm Trọng là người không giống chân nhân nhất trong số bốn vị chân nhân. Nếu không tận mắt nhìn thấy hắn thi triển thủ đoạn để bắt Huynh đệ Trí Văn Tử về, đám người sẽ cảm thấy hắn có phong phạm của lão bác chư Hồng Cộng. Lục Châu nói, nếu không còn việc gì thì tiễn khách, Phạm Trọng, hắn còn chưa kịp lên tiếng, Lục Châu đã xoay người rời đi. Phạm Trọng hất hải gọi, ấy Lục Huynh, Phạm chân nhân, gia sư hành tẩu trong bí ẩn chi địa quá lâu. Tinh thần và thể xác đều đã mỏi mệt, không còn hơi sức đâu mà chiếu cố tới cảm nhận của ngài, thôi vậy.
Phạm Trọng chắp tay nói với Minh Thế Nhân, mong ngươi nhắn cho Lục Huynh, khi nào Lục Huynh có thời gian, ta mời Lục Huynh đến đạo trường của ta làm khách. Cáo từ, hư ảnh nhoáng lên, Phạm Trọng biến mất tại chỗ. Trí Văn Tử và Trí Vũ Tử chật vật bay đi, bọn hắn dẫn theo một đám tu hành giả đến hỏi tội, không chỉ không có tác dụng mà còn khiến bản thân trở thành trò cười cho người khác. Cũng may Triệu Phủ cách Đại Đô Thành không xa, trở lại Hoàng Thành, hai người lập tức thỉnh cầu được ý kiến Tần Đế. Trong đại điện, Tần Đế cao cao tại thượng ngồi trên long ỷ, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tần Đế không mặc long bào, mày rậm mắt to, ria mép trên môi khiến hắn trông giống như một tên đồ tể mổ heo, nhưng ánh mắt kia lại thâm thúy có thần, trời sinh đã ẩn chứa khí tức của người ngồi trên cao. Trí Văn Tử và Trí Vũ Tử quỳ xuống hành lễ. Tần Đế thấy mặt mũi hai người bầm dập, máu me khắp người, vết thương chồng chất, bèn nghi hoặc hỏi, hai vị ái khanh tu vi thâm hậu, vì sao lại rơi vào tình cảnh này? Trí Văn Tử đứng lên đáp, bệ hạ, Dư Nghiệt Mạnh Phủ đã trở về. Dư Nghiệt Mạnh Phủ. Tần Đế giật mình, năng lực của thần chỉ có bệ hạ hiểu rõ nhất. Thần dùng đầu mình để cam đoan, hậu nhân của Mạnh Minh Thị đã thật sự trở về. Hắn dùng từ hậu nhân, Tần Đế hỏi, Mạnh Minh Thị chỉ có một đứa con, kẻ này chưa đến 30 tuổi đã qua đời, sao còn có hậu nhân nào khác? Nhi tử của Mạnh Minh Thị mặc dù qua đời sớm, nhưng hắn là kẻ phong lưu, sinh ra không ít tạp chủng. Thần nhớ rõ Mạnh Phủ có nuôi một số đứa nhỏ làm công trong nhà, bây giờ xem ra, rất có khả năng bọn chúng chính là Dư Nghiệt Mạnh Phủ. Trí Văn Tử nói, Tần Đế khẽ gật đầu, Trí Văn Tử tiếp tục nói, chính kẻ này đã giết Tây tướng quân. Ngoài ra, hắn kể lại một năm một mười những chuyện xảy ra trong Triệu Phủ, Tần Đế nghe nói có chân nhân giá lâm nhưng lại biến thành người làm nền, không khỏi nhướng mày, ầm. Hắn vỗ mạnh vào tay vịn, nói, trẫm không qua lại với bốn vị chân nhân, nhưng tên Phạm Trọng kia lại dám cùng trẫm là địch. Tu vi lão giả kia thật sự trên cả chân nhân, Trí Văn Tử gật đầu, thần cũng thật không ngờ. Thần đoán là Thác Bạc Tư Thành và Diệp Chính đã chết trong tay của hắn, hàng chân mày Tần Đế xoắn chặt lại, kể xong, Trí Văn Tử và Trí Vũ Tử lại đồng loạt quỳ xuống, dập đầu nói, chúng thần thi hành nhiệm vụ thất bại, không thể lôi hung thủ giết hại Tây tướng quân ra xử lý, xin bệ hạ giáng tội. Chuyện này không trách các ngươi. Đứng lên đi. Giọng của Tần Đế không có vẻ quá tức giận, đa tạ bệ hạ, trẫm đã phái cấm quân đi tiếp ứng hai vị ái khanh. Ái khanh không gặp được sao? Tần Đế nói, cấm quân. Hai người đưa mắt nhìn nhau, sau đó lắc đầu, trên đường trở về, vì lý do an toàn, bọn hắn lựa chọn đi đường tắt chứ không đi đường lớn, thôi vậy. Hai vị ái khanh đã bị thương, hãy trở về nghỉ ngơi thật tốt. Tần Đế thản nhiên nói, Triệu công tử đã biết bí mật của kim bài. Tàn bảo đồ trong kim bài bị cao thủ kia lấy đi, Tần Đế nói, không sao, ba khối còn lại nằm trong tay trẫm. Cho đến bây giờ thì những việc này cũng không quan trọng nữa, hắn phất tay, ra hiệu cho hai người lui xuống, Trí Văn Tử nói, thần còn có một việc muốn bẩm tấu, chuẩn tấu, thần đã tự mình chủ trương, gọi Trâu tướng quân đến đó. Vốn định mượn tay Trâu tướng quân đuổi bắt hung thủ, nào ngờ. Hiện tại Trâu tướng quân rơi vào miệng cọp, sinh tử khó lường. Trí Văn Tử nói, ánh mắt Tần Đế co rụt lại, nhíu chặt mày nói, trẫm nghe chưa rõ. Ái khanh lặp lại lần nữa, Trí Văn Tử lặp lại lần nữa, thần tự chủ trương gọi Trâu tướng quân đến, vốn muốn mượn tay Trâu tướng quân để bắt hung phạm. Tần Đế chậm chậm rời khỏi long ỷ, bước xuống bậc thang. Ái khanh gọi Trâu tướng quân tới, lúc này Trí Văn Tử mới hiểu ra, toàn thân bỗng trở nên run rẩy, vội vàng kéo Trí Vũ Tử quỳ xuống, dập mạnh đầu xuống đất. Phanh phanh phanh. Máu tươi chảy ra đầy trán, thần biết tội, thần biết tội, hắn không ngừng lặp đi lặp lại ba chữ này, mà biểu tình Tần Đế vẫn lạnh lùng như trước. Lát sau, Tần Đế mới đi tới trước mặt hai người, tay trái đặt lên vai Trí Văn Tử, tay phải đặt lên vai Trí Vũ Tử, ra hiệu cho hai người dừng lại. Hai huynh đệ ngừng dập đầu nhưng vẫn không dám đứng lên, đầu cúi gằm xuống. Tần Đế vỗ vai bọn hắn, hai vị ái khanh đứng lên đi. Trí Văn Tử thấp giọng đáp, đa tạ bệ hạ. Hai người tuy đứng lên nhưng trong lòng vẫn căng thẳng vô cùng, không dám nhìn thẳng vào Tần Đế. Tần Đế mỉm cười nói, hai vị ái khanh là phụ tá đắc lực của trẫm, sao trẫm lại trách tội các khanh? Mấy năm nay các khanh đã thay trẫm trừ bỏ rất nhiều cái gai trong mắt, trẫm rất yêu quý các khanh. Trong lòng bàn tay Trí Văn Tử chẳng rõ vì sao lại toát mồ hôi lạnh, hắn nắm chặt tay để giữ cho mình đừng run rẩy. Tần Đế lại vỗ vào vai hai người, sâu trong mắt lóe lên hàn mang, nhưng mà ai cho phép các ngươi đụng vào ranh giới của trẫm? Vừa nói, mười ngón tay Triệu Dục đột nhiên phát lực, rắc một tiếng, cánh tay phải của Trí Văn Tử và cánh tay trái của Trí Vũ Tử bị giật phăng ra, văng trúng vách đại điện rồi lăn lông lốc dưới đất. A,
Trí Văn Tử và Trí Vũ Tử đồng thời lui lại kêu thảm một tiếng, nhưng thấy hai mắt Tần Đế như rắn độc bèn cố gắng nhịn đau, không dám phát ra âm thanh. Trí Văn Tử lại vội vàng quỳ xuống dập đầu, thần đáng chết, thần làm bẩn đại điện. Thần đáng chết, hung quang trong mắt Tần Đế từ từ tản đi. Hắn xoay lưng lại, tay chắp sau lưng nói, lần sau không được làm như thế nữa, đa tạ bệ hạ. Đa tạ bệ hạ, Trí Văn Tử và Trí Vũ Tử cúng quyết dập đầu khiến nền đất trong đại điện phanh phanh rung động. Tần Đế nhắm mắt lại, đưa tay xoa xoa vào huyệt thái dương, nói, lui xuống đi, tuân mệnh. Hai huynh đệ đi lùi về sau ba bước, cảm thấy không ổn bèn vội vàng nhặt hai cánh tay cụp lên, rời khỏi đại điện. Bọn hắn vừa đi tới cửa, một tên thái giám vội vã chạy vào đại điện, quỳ phịch xuống bẩm báo, bệ hạ, hơn 200 cấm quân toàn bộ bị diệt. Màn đêm buông xuống, sự tích đám cấm quân hóa thành băng điêu rơi xuống đã truyền đi khắp toàn bộ Hàm Dương thành. Trước đó từng có tin đồn, Thích phu nhân được Tần Đế yêu thích, sinh ra Triệu Dục, sau đó chẳng biết vì sao lại bị đày vào lãnh cung, vĩnh viễn không nhìn thấy ánh mặt trời. Người trong Hàm Dương thành nói Thích phu nhân là hồng nhan họa thủy, mê hoặc Tần Đế khiến ông trời mưa liền 3 tháng, làm hỏng vô số ruộng tốt. Tần Đế không tin mấy lời này, vài năm sau Thích phu nhân đổ bệnh, nằm liệt trên giường không dậy nổi nữa, từ đó về sau không hề tỉnh lại. Triệu Dục trưởng thành, Tần Đế sắc phong cho hắn là vương gia nhưng không có đất phong, phải ở lại Hàm Dương thành. Lục Châu vốn chẳng quan tâm gì đến những lời đồn nhảm xung quanh. Về đến phòng, hắn lấy Tử Lưu Ly ra xem, xác nhận nó đã rơi vào trạng thái làm lạnh, có đôi khi khí thế còn quan trọng hơn thủ đoạn. Rõ ràng có thể để đồ đệ ra tay chém giết cấm quân, nhưng Lục Châu lại muốn dùng thế như lôi đình để chấn nhiếp tứ phương, nhân tiện thử năng lực mới của Tử Lưu Ly một phen. Một mũi tên bắn hai con chim, cớ sao lại không làm. Lục Châu lấy quyển cổ tịch giảng đạo chi điển ra. Trên trang sách xẹt qua lưu quang, Lục Châu lại một lần nữa cảm nhận được lực lượng bành trướng truyền ra từ cổ tịch, rất tương tự với thần thông thiên thư. Khi hắn chìm đắm vào trong những con chữ, bên tai dường như truyền đến thanh âm, giảng đạo gì? Truyền đạo gì? Đều là nói hưu nói vượng, tu hành gì? Truyền thừa gì? Toàn bộ đều là vớ vẩn, con đường tu hành không có, vì sao phải cưỡng cầu? Thanh âm quanh quẩn bên tai, đám văn tự trong cổ tịch từ từ tiêu thất giữa vũ trụ mênh mông, từng con chữ hóa thành ký hiệu tỏa kim quang, bay vào não hải Lục Châu, thu hoạch được thiên thư khai quyển. Nghe được tiếng thông báo, Lục Châu lập tức thanh tĩnh, gấp cổ tịch lại, thay cho một quyển giảng đạo chi điển. Rốt cuộc là ai lưu lại cổ tịch này? Chỉ đọc trong giây lát, Lục Châu đã cảm nhận được một loại giả tâm muốn dẫn dắt người trong thiên hạ sáng lập ra con đường tu hành hoàn toàn mới, nhưng không hiểu sao, càng về sau cảm xúc trong cổ tịch càng trở nên bi quan. Giảng đạo, truyền đạo. Lục Châu nghi hoặc nghĩ, ngoài bìa viết ba chữ Ma Thiên Các, lại có 26 chữ cái Latin, Lục Châu có đầy đủ lý do để cho rằng quyển cổ tịch này là của Cơ Thiên Đạo. Nhìn thiên thư khai quyển vừa xuất hiện, Lục Châu mặc niệm. Sử dụng, bên trong cổ tịch không chỉ ẩn chứa thiên thư khai quyển mà còn ghi lại một đời kinh lịch của chủ nhân. Đây là một câu chuyện xưa giải dầu sương gió, các ký hiệu tỏa kim quang nhảy nhót trong não hải, sắp xếp thành câu khẩu quyết hoàn chỉnh. Lục Châu bắt đầu mặc niệm khẩu quyết, lực lượng bên trong cổ tịch từ từ bành trướng, hóa thành từng điểm tinh quang xuyên toa trong vũ trụ tinh không, bay ra khỏi quyển sách rồi dung nhập vào cơ thể hắn. Lục Châu tiếp tục mặc niệm suốt một đêm, sáng hôm sau, quyển cổ tịch hóa thành một cuốn thư tịch phổ thông. Lục Châu mở to mắt, hít sâu một hơi, thần thông vô lượng thôi diễn, xem biến hóa của trời đất, thôi diễn ngàn vạn loại sự tình. Nói cách khác, khi thôi diễn đến cực hạn thì sẽ trở thành dự báo, nhưng đó cũng chỉ là suy đoán của Lục Châu, còn cần phải nghiệm chứng vài lần mới được, thử xem. Lục Châu nhìn xuống quyển cổ tịch, mặc niệm khẩu quyết thần thông. Tự phù lóng lánh kim quang bay ra đáp xuống quyển cổ tịch, nhưng không có chút phản ứng nào, vật chết không thể thôi diễn. Lục Châu nghi hoặc nghĩ, xem ra thần thông mới còn ở giai đoạn sơ cấp, Lục Châu lại tiếp tục thôi diễn bản thân mình, vẫn không có phản ứng, thử với đồ đệ xem sao, thiên nhãn thần thông cũng chỉ sử dụng được đối với đồ đệ, chẳng lẽ năng lực thôi diễn cũng thế. Lục Châu chọn đồ đệ nhỏ tuổi nhất, Hải Loa. Sau đó bắt đầu mặc niệm thần thông thiên thư, lực lượng thiên tướng xuất hiện, bám vào hai mắt. Trước mặt quả nhiên xuất hiện hình ảnh của Hải Loa, Hải Loa đang gãy cửu huyền cầm, bốn phía u ám không ánh sáng tựa như đêm đen, hình ảnh chỉ xuất hiện trong giây lát rồi biến mất. Vừa rồi hắn điều động 1/10 lực lượng thiên tướng cũng đã tiêu hao sạch sẽ, nhanh như vậy. Lục Châu rất kinh ngạc, vốn cho rằng sau khi thăng cấp, lực lượng thiên tướng sẽ dùng được lâu hơn rất nhiều, ngay cả khi hắn sử dụng thiên nhãn thần thông cũng xem được rất lâu. Lại lần nữa, Lục Châu lại mặc niệm khẩu quyết, lần này hình ảnh có chút khác biệt. Hải Loa ngồi giữa gian phòng, đang không ngừng gãy cửu huyền cầm.
hình ảnh tua nhanh, tất cả đều là cảnh hải loa đánh đàn. Lục Châu không thể không thu hồi thần thông, thôi diễn. Tên như ý nghĩa, đó là suy luận diễn biến, không phải dự báo. Nói cách khác, tất cả hình ảnh vừa rồi đều là khả năng có thể xảy ra, đúng là không có ý nghĩa, sáng uống nước, chiều đi tiểu, loại suy luận này không xem cũng được. Gân gà, Lục Châu vừa định thôi động Tử Lưu Ly để khôi phục lực lượng thiên tướng, chợt nhớ nó đang bị làm lạnh, đành gọi Trấn Thọ Thung ra. Hắn điều chỉnh tốc độ dòng chảy thời gian của Trấn Thọ Thung lên gấp 20 lần, phạm vi bao trùm trong căn phòng này. Như vậy hắn chỉ cần tốn khoảng 4 canh giờ đã có thể khôi phục toàn bộ lực lượng thiên tướng. Làm xong những việc này, Lục Châu quyết định rút thưởng một chút. Rút thưởng, tiên, tiêu hao 50 điểm công đức, thu hoạch được câu nhận chi pháp đảo luyện tử. Câu nhận chi pháp, trừ lão tứ ra, chẳng còn ai thích hợp với công pháp này hơn. Lục Châu lấy giấy bút ghi chép lại nội dung câu nhận chi pháp, sau đó lệnh cho người mang tới cho Minh Thế Nhân. Lại rút thưởng thêm một đợt bom xịt, Lục Châu quyết định từ bỏ. Lúc này, hắn chú ý thấy trong danh sách nhiệm vụ có thông báo mới, nhiệm vụ ẩn, điều tra bí mật trong kim bài. Đã lâu rồi Lục Châu không có nhiệm vụ nào mới. Thông báo này khiến hắn có chút bất ngờ. Kim bài, kỳ thực Lục Châu không muốn nhúng tay vào chuyện của Thanh Liên giới. Tuy hắn chẳng phải đại thiện nhân, nhưng hắn không muốn vì mình mà tạo ra tai họa cho Kim Liên. Thực lực tổng hợp của Thanh Liên giới hơn xa Kim Liên giới rất nhiều. Nếu Tần Đế là một kẻ cùng hung cực ác, không phân thị phi, vậy Kim Liên giới sẽ gặp nguy vô cùng. Hiện tượng mất cân bằng vẫn đang xảy ra, nhân loại rất dễ xảy ra va chạm. Nhưng mà bây giờ, xem ra hắn phải động đến Tần Đế rồi. Sáng hôm sau, Triệu Dục đi tới biệt uyển của Lục Châu, không người nói, lão tiên sinh, trong cung truyền chỉ, bệ hạ gọi ngài tiến cung, không gặp. Lục Châu truyền âm nói, vãn bối đã thay ngài từ chối. Triệu Dục đáp, két, Lục Châu mở cửa bước ra nhìn hắn. Vậy ngươi đến đây có việc gì? Triệu Dục cười nói, sắc mặt mẫu thân ta đã tốt hơn rất nhiều, ta muốn mời lão tiên sinh đến xem người một chút. Bệnh của mẫu thân ngươi chỉ cần điều dưỡng cho tốt là đủ. Triệu Dục vui mừng nói, nếu nương có thể tỉnh lại, ta lập tức dập đầu với lão tiên sinh. À không, ta phải dập ngay bây giờ. Nói xong hắn quỳ xuống, vừa định dập đầu thì Nhan Chân Lạc từ xa bay tới, đáp xuống biệt uyển nói, các chủ, Tần Đế đến. Lục Châu vung tay áo nói, không gặp. Nói xong Lục Châu vào phòng, đóng kín cửa. Nhan Chân Lạc và Triệu Dục đưa mắt nhìn nhau. Lúc này đội ngũ Long Liễn gồm binh sĩ và tu hành giả đã đi tới cách Triệu phủ không xa, dân chúng đều trốn trong nhà, không dám thò đầu ra. Bọn hắn đều đang phỏng đoán việc Tần Đế đến Triệu phủ có liên quan đến cái chết của hơn 200 cấm quân. Triệu Dục hắn giọng nói, lão tiên sinh nói không gặp, vậy thì không gặp. Nhan Chân Lạc nhìn hắn. Lần này người tới là Tần Đế, ta biết, hắn là cha ngươi, ta biết. Triệu Dục nói bổ sung, một mình ta đón tiếp là được. Kỳ thực chuyện của Triệu phủ vốn không có liên quan đến các vị, thôi được. Nhan Chân Lạc gật đầu, hổ dữ không ăn thịt con, có lẽ Triệu Dục không cần Ma Thiên Các trợ giúp. Tần Đế bước xuống Long Liễn, ngoài cổng Triệu phủ đã quỳ đầy hạ nhân, Trí Văn Tử và Trí Vũ Tử ngoan ngoãn đứng ở một bên. Tần Đế quay đầu nhìn, thấy hai người đã mọc lại tay bèn gật đầu, nhìn về phía đại môn Triệu phủ, đã rất lâu rồi trẫm không đến đây, bệ hạ mỗi ngày đều bận trăm công nghìn việc. Tin là Triệu công tử và Thích phu nhân sẽ thông cảm cho bệ hạ. Tên thái giám bên cạnh đáp lời, đỡ lấy tay Tần Đế. Tần Đế liếc mắt nhìn đám hạ nhân. Triệu Dục đâu? Vừa dứt lời, Triệu Dục từ trong phủ nhanh chân bước ra, biểu tình trên mặt rất nghiêm túc. Hắn nâng trường bào, quỳ xuống nói, thần cung nghênh bệ hạ. Biểu hiện của Tần Đế như một vị phụ thân bình thường, mỉm cười nói, mấy ngày không gặp, ngươi đã lớn rồi. Triệu Dục không hề ngẩng đầu, vẫn duy trì tư thế quỳ dưới đất nói, bệ hạ, trên đời này không có ai lớn lên trong vòng mấy ngày. Tần Đế nghe vậy khẽ giật mình, sau đó lại cười đáp, tu hành giả đặc thù có thể làm được, thần không phải tu hành giả đặc thù. Không khí có vẻ căng thẳng, thái giám đứng bên cạnh không dám xen vào nửa câu. Tần Đế không có vẻ tức giận, chỉ thở dài một tiếng, trẫm đúng là đã quá lơ là với mẫu tử các ngươi, thần không dám. Triệu Dục đáp, nghe nói Triệu phủ có một vị cao nhân, trẫm rất hiếu kỳ nên đến gặp một lần. Người đó đâu? Lão nhân gia người đang nghỉ ngơi, không tiện gặp khách, hắn không có lý do gì để không gặp trẫm. Tần Đế nói, nguyên văn lời nói của lão tiên sinh chỉ có hai chữ, không gặp. Lần này Tần Đế không để ý tới Triệu Dục mà phất tay áo đi thẳng vào trong phủ, Triệu Dục đứng lên đi theo. Hắn biết mình ngăn không được, đám tu hành giả cấp tốc khống chế đại môn và đường đi bên trong Triệu phủ. Tần Đế đi thẳng đến biệt uyển không chút trở ngại, một thanh bào kiếm khách xuất hiện trên không trung biệt uyển, tay ôm kiếm thản nhiên nhìn đám người. Gia sư đã nói hôm nay không tiếp khách, mời các vị về cho.
Trí Văn Tử đi đến bên cạnh Tần Đế, thấp giọng nói mấy câu. Tần Đế gật đầu nói, ngươi chính là cao thủ kiếm đạo đã chém ba tên phi kỵ, chính là tại hạ. Ngu Thượng Nhung đáp, ngươi giết người của trẫm, trẫm đến trị tội ngươi, có hợp lý không? Ngu Thượng Nhung gật đầu. Hợp lý, Tần Đế mỉm cười, thân ảnh biến mất tại chỗ, một giây sau đã xuất hiện trước mặt Ngu Thượng Nhung, chỉ cách có nửa mét, trên mặt Ngu Thượng Nhung lộ ra một tia kinh ngạc nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, vẫn giữ nụ cười thản nhiên. Tần Đế lộ vẻ tán dương nói, can đảm hơn người, hôm nay hắn mặc long bào, kim tuyến trên long bảo tỏa quang mang chói mắt dưới ánh mặt trời. Ngu Thượng Nhung biết mình đang đối mặt với một cao thủ chân chính, gật đầu đáp, quá khen, có rất ít người lọt vào mắt trẫm. Tần Đế cười nói, ngươi có tin vừa rồi trẫm có một vạn cách lấy mạng ngươi không? Ngu Thượng Nhung lắc đầu, bên dưới biệt uyển truyền đến thanh âm, ngươi có tin vừa rồi lão phu có một vạn cách lấy mạng ngươi không? Trí Văn Tử và Trí Vũ Tử nuốt một ngụm nước bọt, theo bản năng lùi về sau một bước. Lúc này, Triệu Dục chạy vào biệt uyển nói, lão tiên sinh, ta ngăn không được, ngăn. Tần Đế nghe được câu này, biểu tình trên mặt có vẻ thất vọng. Chung quy vẫn là nuôi phải một con bạch nhãn lang. Lúc Trí Văn Tử nói hắn còn không tin, bây giờ rốt cuộc được tận mắt nhìn thấy. Tần Đế thản nhiên nói, một vạn cách, ngươi muốn nếm thử. Két, cửa mở, Lục Châu chắp tay sau lưng bước ra ngoài, không thi triển tốc độ khoa trương, không biến mất tạo ra hư ảnh. Lục Châu chỉ thản nhiên đi bộ từng bước, tất cả mọi người bên ngoài biệt viện đồng thời lui lại. Tần Đế rũ mắt, thân ảnh lại nhoáng lên rồi xuất hiện dưới mặt đất. Lực lượng thiên tướng giúp Lục Châu nhìn rõ Tần Đế vừa sử dụng đạo lực lượng, đôi bên quan sát lẫn nhau, rơi vào thế giằng co. Thật lâu sau, Tần Đế mở miệng nói, trẫm tin, Trí Văn Tử, Trí Vũ Tử, bọn hắn thật sự không hiểu bệ hạ đang nghĩ gì. Đây là nhận sợ sao? Lục Châu nói, lão phu vốn cho rằng ngươi là người hiểu chuyện, cấm quân và tướng quân của trẫm xảy ra chuyện, thân là chủ tử sao trẫm có thể ngồi yên mặc kệ. Tần Đế vất tay nói, hai tên thái giám lập tức mang ghế tới đặt trong đình viện, hai chiếc ghế cách nhau hơn 10 mét, Tần Đế ngồi xuống, giơ tay lên nói, mời ngồi, Lục Châu cũng ngồi xuống, Tần Đế mỉm cười nói, trẫm nhìn không thấu ngươi, Lục Châu không để ý đến đề tài này mà nói, lão phu đã nói hôm nay sẽ không tiếp khách, ngươi cứ khăng khăng như vậy, chỉ e sẽ không có kết quả tốt. Tần Đế đáp, Trí Văn Tử đã kể lại mọi chuyện cho trẫm nghe. Ngươi cho rằng trẫm đến đây để trả thù, Lục Châu yên lặng không đáp. Tần Đế cười ha hả, thân là vua của một nước, trẫm có thể bao dung toàn bộ người trong thiên hạ. Lục Châu xem thường, lắc đầu nói, chỉ không thể bao dung với Triệu Dục. Chuyện của Tần Đế và Triệu Dục, người trong đô thành đều biết, chỉ là không ai hiểu rõ nguyên nhân cụ thể ra sao. Tần Đế cười đáp, mấy năm gần đây trẫm đúng là đã lơ là hắn. Nhưng trẫm thân bất do kỷ, một khi làm vua thì phải lấy thiên hạ xã tắc ra làm trọng, việc nhà không xong, làm sao xử lý việc thiên hạ. Tần Đế bị nghẹn lời, sau đó gật đầu nói, nói có lý, lão phu không thích quanh co lòng vòng. Có việc gì thì nói thẳng ra đi. Tần Đế không vội không chậm nói, trẫm tới nơi này là có hai việc, một là muốn đến xem Triệu phủ, hai là muốn gặp mặt cao thủ Kim Liên giới một lần. Lục Châu gật đầu, đứng lên khỏi ghế. Hai việc này ngươi đã làm xong, có thể đi rồi. Thái giám đứng cách đó không xa rất muốn răn dạy lão đầu này một câu, đây là Triệu phủ, là đất của vua, có đi thì cũng là ngươi đi. Nhưng thái giám biết mình không có tư cách nói xen mồm, đám đại nội cao thủ đứng xung quanh thì càng đơn giản hơn, bọn hắn chỉ nghe lệnh Tần Đế. Tần Đế không hạ lệnh, bọn hắn sẽ một mực án binh bất động. Tần Đế nhẹ giọng cười nói, ngươi không cần phải như vậy. Trẫm chỉ tới đây một lần, có lẽ sau này sẽ không đến nữa. Ngươi tới từ Kim Liên giới, mà tại Thanh Liên giới này trẫm là người trưởng quản thiên hạ. Nếu trẫm rời đi thật, ngươi có chắc mình sẽ không hối hận? Lục Châu vốn định nghiên cứu kim bài một chút, nay Tần Đế đã đến, vậy thì cứ giải quyết luôn chuyện này cho rồi. Thế là Lục Châu lại ngồi xuống, trẫm sẽ nói thẳng để không chậm trễ thời gian của cả hai chúng ta. Châu Bình đã bị trừng phạt, hắn là tướng tài đắc lực của trẫm, Đại Cầm còn cần hắn tiếp tục làm việc, Tần Đế cao giọng nói. Lục Châu gật đầu nói, lão phu có thể thả Châu Bình. Điều kiện chính là dùng ba khối kim bài đến đổi. Tần Đế khẽ giật mình, việc của kim bài hắn đã gác lại thật lâu, về sau dần dần quên lãng. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.